Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chiếu phim anime. Thì hôm nay các bạn hãy cùng mình theo dõi bộ anime mới nhất nhé. Let's go! Lửa cháy phập phồng khắp nơi, máu tươi văng bè bét xung quanh một cậu bé được cho là diệt quỷ sư mạnh nhất. Cậu liên tục nói lời xin lỗi đến những người bạn đã chôn thân tại đây. Bên cạnh đó, có một cô gái tên Benio cũng mang trong mình sức mạnh to lớn được hội diệt quỷ sư thừa nhận. Hai con người này sẽ là lý do các bạn chắc chắn không thấy bộ phim này nhàm chán chút nào đâu. Trở lại với nam chính của chúng ta, Rokujo đang tỏ tình với một cô bạn mới quen được 2 ngày với hy vọng sẽ có một cô bạn gái để thay đổi cuộc sống. Nhưng bây giờ người ta hỏi cậu nghĩ mình có điểm nào tốt thì cậu lại ậm ừ không nói được là thôi mày đi. Rokujo khóc lóc chạy thật nhanh về nhà và vô tình đụng trúng hai quả núi siêu to khổng lồ. Lại tình cờ hơn khi đó là Mazuza, bạn thanh mai trúc mã của cậu. Mazuza khuyên cậu đừng nên đi tỏ tình lung tung nữa trông ngu si đần độn quá. Rokujo không thèm nghe lời cô nói mà chỉ muốn biết điểm tốt của mình là gì. Đến cái này cũng đi hỏi được tôi nói thật hết cứu, Mazuza cố gắng tìm điểm tốt cho ông nhõi này lắm rồi nhưng chịu. Đúng lúc này, có đứa bé bị ba đứa khác cùng tuổi ăn hiếp ở bên kia đường. Rokujo lập tức phi thẳng tới cơ mà lại bị con chó đi đường làm vấp chân té ngã đập cằm vào cột đá. Tôi thề nó thốn lắm lắm luôn nhưng Rokujo vẫn cố gượng dậy kêu mấy đứa nhóc không bắt nạt bạn nữa. Chúng nó thấy sợ Rokujo quá liền kéo nhau chạy trốn. Đây đây đây, điểm tốt của bên nhà ta là đâu chứ đây? Trong khi đó, Benio đang ngồi trên tàu điện ngầm bỗng tự dưng mất điện hàng loạt. Thú cưng của cô ngửi thấy mùi yêu quái liền chui ra cảnh báo cô. Ngay sau đó, bọn yêu quái ồ ạt lao đến bên ngoài cửa kính khiến mọi người hốt hoảng chạy tán loạn. Đợi đến khi tất cả chạy ra ngoài, Benio mới dùng bùa chú mở cổng Magano bước vào thế giới yêu quái. Cùng lúc đó, ông Jisama vừa mới phát hiện ra có yêu quái xuất hiện ở địa bàn nhà mình. Cháu trai ông lập tức đi gọi đồng đội lên đồ xuất phát, đúng lúc Rokujo vừa mới về nên anh tính kéo cậu đi luôn. Nhưng Rokujo lại nhất quyết từ chối và nói rằng em sẽ không tham gia vào bất cứ vụ trừ tà nào hết. Anh cũng không ép buộc cậu mà chỉ kể cho đồng đội rằng 12 tuổi Rokujo đã là thiên tài trừ tà, nhưng đến một ngày cậu gặp bi kịch có lẽ rất kinh khủng nên mới chối bỏ diệt quỷ sư đến như thế. Còn Benio thì lúc bấy giờ, cô đang 1/3/4 mà vẫn tiêu diệt bọn quỷ êm ru. Mỗi con chỉ cần một chém là rụng, chúng nó thấy nguy hiểm nên mới tự ăn nhau để biến to hơn. Benio biết không thể lấy cứng đối cứng được liền nhảy xuống bên dưới, đồng thời dùng búa chú tạo ra bộ giáp kháng quỷ rồi tìm cách khác tiêu diệt nó. Mặc dù bị nó tóm nhưng không sao cả, Benio mau chóng thoát ra sau đó dùng bùa hỏa diệm yểm lên thanh kiếm rồi lao lên kích hoạt kỹ năng tuyệt hỏa thành cho tiêu diệt yêu quái. Cơ mà sau đó, Benio lại kiệt sức mà rơi tự do xuống đúng cái chỗ Rokujo đang đứng. Cậu nhanh chóng lao tới đỡ lấy cô nhưng lại quên bố mất mình đang đứng trên cầu. Tính ra là cứu như không cứu luôn ấy ba, mà thôi có lòng tốt là được rồi. Nhờ vậy mà cậu mới được nhìn cảnh tượng nuốt nước miếng này chứ. Benio đưa cho Rokujo một tấm bản đồ nhờ cậu chỉ đến chỗ được đánh dấu trên bản đồ. Hỏi ai không hỏi lại đi hỏi đệ của anh rổ thì chết toi, cả hai bị lạc đường trong khi bụng của Benio đang kêu cồn cào. Cô chỉ vào tiệm bánh ngọt và nói hổng có tiền, Rokujo sĩ gái liền đưa ví kêu cô mua một cái thôi. Nhưng đã mua là phải mua một mâm ăn cho nó sướng chứ ai ngu mua có một cái. Rokujo bị rút cạn ví, đã thế lại còn không được ăn miếng bánh nào nữa chứ. Lúc cả hai đang trên đường đi tìm chỗ cho Benio, bỗng yêu quái xuất hiện bắt cóc hai đứa nhóc đang đạp xe đằng sau. Benio lập tức triệu hồi cổng Magano kéo cả Rokujo vào thế giới yêu quái rồi ném hai thanh kiếm vào đầu nó. Tiếp theo, cô chạy đến lộn một vòng nắm lấy cả hai thanh và đi một đường nhẹ nhàng kết liễu yêu quái. Ngay sau đó, đội quân yêu quái xuất hiện bao vây Benio định hội đồng cô đến chết. Tuy nhiên, như đây vẫn chưa là gì với trình của Benio đâu. Cô dùng một lúc 4 bùa chú lần lượt là giáp tay, giáp chân, giáp thân và cuối cùng là thiên nhãn. Tiếp theo đó, Benio kích hoạt kỹ năng vũ điệu tử thần bay như chim nhảy như ngựa chớp mắt đã tiêu diệt toàn bộ yêu quái. Cuối cùng, cô đến chỗ thằng bé, dùng bùa chú chữa lành vết thương rồi bất ngờ khi thấy Rokujo có mặt ở đây. Đúng lúc này, một con yêu quái khổng lồ chui từ dưới đất lên ú òa làm Benio phải đánh thêm một trận nữa. Tuy nhiên, con này khác xa những con vừa rồi nên Benio bị đánh bật lại. Cô nhanh chóng đứng dậy đưa một lá bùa nhờ Rokujo bảo vệ hai đứa trẻ. Benio quyết định bung hết chiêu vào con quái này, có nhiêu tung nhiêu, đầu tiên là bạch liên mờ ảo đâm kiếm với tốc độ cao. Trông cũng mạnh nhưng chưa đủ, Benio đổi sang dùng một đạp đẩy lùi nó cơ mà ngay sau đó giáp trừ tà của cô đã biến mất. Bùa chú cũng chẳng còn nên thực sự sắp cúc tới nơi rồi, nhưng không sao, chuyện gì khó đã có Rokujo lo. Mặc dù cậu không muốn động đến bùa chú để rồi nhớ đến cái ký ức kinh khủng đó chút nào, nhưng vì cứu người, cậu buộc phải dùng nó, diệt trừ đi, thanh tẩy đi, cấp như luật lệnh. Cánh tay của quỷ được triệu hồi trở lại, một khi nó xuất hiện thì xác định one hit one kill. Như tôi đã nói, Rokujo chỉ cần một đấm là có thể giết được con quái bón một đống hành cho thiên tài Benio.
Xong chuyện, Rokujo lại kêu Benio đừng nói với ai về chuyện xảy ra hôm nay bởi vì cậu không muốn trở thành diệt quỷ sư. Benio không thể kìm nổi cơn giận nên mới đạp cậu một cái rồi mở cửa về lại trái đất. Tiếp theo đó, cô giới thiệu tên mình đồng thời hỏi tên của cậu. Biết rồi thì từ nay trở đi, Rokujo sẽ là cái tên nằm trong danh sách đen của Benio. Còn về phần ông nhõi Rokujo, lúc đang về nhà thèm uống nước nhưng mở ví không thấy đồng nào lại mở mồm chửi Benio. Cậu thề sẽ không gặp cô ta một lần nào nữa, cơ mà về đến nhà lại thấy Benio đang ngồi ăn bánh ngọt ngon lành thử hỏi tránh làm sao được. Jisama sẵn tiện cũng báo cho Rokujo biết, từ nay Benio sẽ sống luôn ở đây. Rokujo định mở mồm chửi đột nhiên có con gì đó lao ra cào nát mặt cậu rồi tự giới thiệu rằng ta là tùy tùng trung thành của Benio, Kinako. Hôm nay đúng thật là một ngày đáng nhớ của ông nhõi, 77 kiếp nạn dồn hết vào một ngày đúng thật sướng như tiên. Chưa hết, nó lại còn kéo dài sang ngày hôm sau khi mới sáng sớm mà Rokujo đã bị bịt mũi cộng với bịt mồm bằng băng keo, phun combo nghẹt thở buộc cậu phải bật dậy xem thử. Ai có ngờ Benio tự tiện vào phòng cậu lúc 5 giờ sáng để rủ cậu vào Magano solo một trận xanh chín. Kinako cũng chui ra ngoài yêu cầu cậu phải đồng ý với yêu cầu của Benio. Buồn cười thật, tại sao bên nhà ta phải đồng ý cơ chứ? Rokujo nói thẳng, tôi không muốn vào trong đó một lần nào nữa, cô nghĩ mình là mẹ thiên hạ à mà cứ đòi là được. Nói xong, Rokujo đuổi Benio ra ngoài rồi đóng cửa cái rầm. Vừa hay các anh lớn chuẩn bị đi tiêu diệt yêu quái nên Benio tiện đường xin phép đi theo luôn. Yêu quái lần này tuy to lớn nhưng chiến lực chẳng có bao nhiêu cả. Benio sử dụng full combo giáp kiếm là có thể dễ dàng chảm sát được nó, cộng thêm cơn giận ông nhõi Rokujo mang lại nữa thì đúng thật ta phải tội nghiệp cho con yêu quái Benio phanh thây. Một lúc sau, Rokujo mang tâm trạng bực tức tính đi tắm phát cho khuây khỏa đầu óc. Nhưng mở cái cửa ra lại thấy Benio đang cuốn mỗi cái khăn là biết thôi cúc rồi. Cậu bị dí từ phòng tắm ra tận ngoài sân tội dê sồm. Chưa hết, đang chạy bỗng cậu đụng trúng người ai đó, ngước lên thì ối rồi ôi cộng một biến thái vào nhà. Cơ mà khoan đã, đây chính là thủ lĩnh hội pháp sư, ngài Azima chứ không phải biến thái như cậu nghĩ. Tại trên đường đến đây, anh tìm thấy một quý cô dễ thương, cơ mà cô ấy có bạn trai rồi cho nên là vậy đó. Tự tưởng tượng khúc sau nha anh em, nó kinh khủng lắm. Quan trọng hơn, Azima đến đây là muốn gọi cả nhà đến tập trung ở phòng họp của hội pháp sư. Lối vào nằm ở một cơ quan bí mật dưới lòng đất nên chẳng ai có thể mò ra được. Bên dưới có rất nhiều pháp sư già quen biết Benio còn Rokujo thì không khác gì thằng ất ơ không ai biết đến. Lúc bấy giờ, Azima bước ra với trang phục chỉnh tề và thông báo với tất cả mọi người rằng ta đã nhận được một lời tiên tri của thần vào tối hôm qua, đứa con của thần đã xuất hiện và người đó là một trong số những người đang đứng ở đây. Xin mời Benio bước lên trên đây, chắc có lẽ ai cũng đồng ý rằng Benio là một người phù hợp cho danh hiệu đứa con của thần đúng chứ? No no no, xin mời Rokujo cũng bước lên trên đây. Azima xin thông báo một lần nữa, hai diệt quỷ sư mạnh nhất ở phía Tây và phía Đông Nhật Bản đều là con của thần. Ngay bây giờ, cả hai sẽ so tài cho mọi người ở đây cùng chiêm ngưỡng. Benio cầu còn không được, nhưng xin lỗi Rokujo không có hứng đấu đá ở đây. Benio liên tục tấn công còn Rokujo chỉ né và đỡ đòn. Azima thấy thế liền dậm mắm thêm muối vào để khiêu khích Rokujo ra tay. Anh thậm chí còn dám đụng chạm vào những người bạn đã khuất trong thảm kịch năm đó khiến Rokujo thật sự phẫn nộ. Trong vô thức, cậu đã triệu hồi bàn tay của quỷ và lao thẳng đến chỗ Azima. Tuy nhiên, Benio đã đứng chặn đầu nên cậu buộc phải đánh với cô trước. Cô yểm thêm lửa địa ngục vào hai thanh kiếm rồi kích hoạt kỹ năng tuyệt hỏa thành cho, trông mạnh đấy nhưng Rokujo cho đúng một đấm là tắt lửa. Ngay sau đó, cậu dậm chân bắn đất về phía Benio đẩy cô lùi lại. Cuối cùng là lao tới dứt điểm nhưng đột nhiên, Benio bộc phát sức mạnh đẩy tốc độ lên cực hạn đến nỗi mắt thường không thể nhìn thấy. Rokujo cố tình đứng im chịu trận một lúc rồi đấm thật mạnh xuống đất tạo điểm mù. Đợi Benio lọt vào tầm ngắm một phát là tung cú đấm quỷ dữ. Đúng lúc này, Azima dùng bùa chú ngắt đi sức mạnh của cả hai rồi đến cúi đầu xin lỗi Rokujo vì những gì anh vừa nói. Sau màn biểu diễn vừa rồi chắc hẳn không ai dám ý kiến về lời tiên tri của thần nữa. Cho nên Azima xin tuyên bố, cặp đôi này tương lai sẽ kết hôn và sinh một đứa con sở hữu sức mạnh của thần. Đứa bé ấy sẽ đứng lên tiêu diệt toàn bộ quỷ dữ, trả lại bình yên cho loài người. Rokujo lập tức tưởng tượng thử về cuộc sống tương lai với vợ đẹp con ngoan, nhưng nó lại làm cậu giật mình tỉnh dậy và nói không thể nào. Bước vào trong phòng bếp chạm mặt nhau đã không ưa thì cưới xin gì giờ này. Nhưng mà đừng quên câu nói ghét của nào trời trao của đó, nghi lắm, kiểu gì mốt cũng sáp vào nhau thôi. Y như rằng lúc đến trường, Rokujo hoang mang lo lắng khi lớp có học sinh mới chuyển vào, dĩ nhiên người đó phải là Benio thì cậu mới rén đến như vậy. Chắc chắn vụ này có sự nhúng tay của ông thần Azima. Cùng lúc đó ở một ngôi đền gần trường, nhóm ba người ba màu tóc vừa mới bước vào Magano để tiêu diệt bọn tiểu quái đang xâm hại nơi đây.
Số lượng lần này khá nhiều nên sẽ mất khá thời gian. Một bên đánh nhau xèo, còn ông nhõi Yokuzo bên này thì lại đang dẫn bóng như Cristiano, mồm thì hét lớn tôi sẽ đại diện Nhật Bản tham dự World Cup nhưng lại sút bật khung thành đập vào mặt. Đồng đội chạy tới hỏi chẳng phải lần trước cậu nói sẽ trở thành diễn viên hài số 1 thế giới sao, người khác lại nói cậu muốn trở thành idol giới trẻ. Khiếp, cái gì cũng muốn hỏi sao tỏ tình ai cũng bị từ chối. Nhìn qua chỗ Benio kia kìa, người ta nhảy xà trông điệu nghệ thế kia, còn Mazuza thì thôi ít ra cũng có hai quả đồi đáng để tự hào. Mấy đứa bạn cũng có kêu Yokuzo tán Mazuza đi, nhưng mà cậu lại coi cô ấy như em họ thì tán cái kiểu gì. Giờ nghỉ trưa ngày hôm đó, Benio đang ngồi ăn một mình trên sân thượng, bỗng Kinako cảm nhận thấy có yêu quái ở gần đây. Cái con mà nó cảm nhận được chính là cái con khủng bố mà bộ ba màu tóc đang phải đối mặt. Đánh từ sáng đến giờ rồi mà vẫn chưa xong, cả ba thật sự đã cạn kiệt pháp lực rồi. Benio lập tức nghỉ học, nhờ Mazuza bịa hộ lý do rồi chạy ngay đến chỗ ngôi đền, Yokuzo có cản cũng mặc kệ. Cô đến cái lúc bộ ba đang sắp gục ngã và đương nhiên, con yêu quái này nó không sống qua ngày hôm nay được đâu. Trong khi đó, Yokuzo được Mazuza dẫn đi công viên để giải sầu vì trông mặt cậu lúc nào cũng như đưa đám. Đầu tiên là món ăn quen thuộc mang tên tàu lượn siêu tốc, tiếp đến là vòng quay tử thần đưa lên tới cung trăng. Sau hai phát đau khổ, Mazuza liền bù cho một phát tưng tưng khi chơi cưỡi ngựa giả. Trở lại với Benio, vẫn như mọi khi, cô trang bị full combo từ trên xuống dưới rồi mới bắt đầu chảm sát yêu quái. Đằng sau lưng đã có bộ ba lo liệu rồi nên cô chỉ cần tập trung vào một mình nó. Cơ mà còn chưa kịp đánh, nó đã đập phá tùm lum và bằng một cách thần kỳ nào đó, cái chỗ nó phá lại liên kết với thế giới bên ngoài dẫn đến hai đứa trẻ gặp nguy hiểm chết người. Yokuzo lập tức chạy tới, còn Benio thì liên tục dồn đam làm mềm trước rồi kích hoạt nhát chém ánh trăng một chém tiêu diệt yêu quái. Yokuzo bên ngoài cũng đã thành công cứu được một đứa và giữ cho một đứa không rớt xuống bên dưới. Tối hôm đó lúc về đến nhà, cậu tình cờ gặp Benio cùng bộ ba trước cửa nhà. Trong khi đó, Azima đã triệu tập thủ lĩnh của 12 thiên tướng để thông báo một nửa về hai đứa con của thần. Có vẻ như Simon không đồng ý việc Yokuzo được thừa hưởng danh hiệu đó. Màn đêm buông xuống, Benio một mình ra ngoài sân ngồi tâm sự với người anh trai đã khuất về những gì cô trải qua ở đây. Cô luôn hứa sẽ trở thành diệt quỷ sư mạnh nhất vì một lý do nào đó. Đúng lúc này, Diogo bước đến hỏi thăm cô vài câu rồi ngồi xuống tâm sự rằng anh thật sự muốn Yokuzo đi con đường diệt quỷ sư. Tất nhiên anh không hề muốn cậu ấy bị tổn thương nữa, nhưng thay vì chạy trốn, anh muốn Yokuzo chấp nhận nó mà bước tiếp. Anh nói ra được những lời đó là vì anh coi hội pháp sư giống gia đình hơn là đồng đội. Cho nên Yokuzo giống như đứa em trai mà anh yêu quý nhất trên đời. Thật tình cờ, Yokuzo cũng đang đứng núp ở bên cạnh cảm thấy cực kỳ xấu hổ sau khi nghe những lời đó. Sáng hôm sau, vì là chủ nhật nên mọi người sẽ được thoải mái lựa chọn việc mình làm. Diogo sẽ đi trừ tà cùng với hội ba màu, Benio sẽ ở nhà mài kiếm còn Yokuzo thì thôi. Diogo quan tâm nên mới nhắc nhở cậu lo học hành đàng hoàng, vậy mà cậu lại gào mồm lên chửi. Một mình Yokuzo lang thang ngoài đường chẳng biết đích đến là gì, cứ đi vậy cho đến hết ngày thì về. Cùng lúc đó, bộ ba màu vừa mới đến một nhà trông trẻ để Diogo đưa đồ cho ai đó có tên Fushiha. Nghe anh nói thì Fushiha là át chủ bài của chi nhánh Azame, đừng thấy ảnh mặc tạp dề mà nghĩ ảnh yếu. Đó là đồng phục công việc của ảnh. Tiếp theo đó, bộ ba tiến đến một căn nhà u ám được cho là có yêu quái trấn giữ. Lý do là bởi nơi đây từng có tới 11 người sinh sống, nhưng tất cả lại đột nhiên biến mất một cách rất bí ẩn nên buộc phải điều tra. Trong khi đó, Yokuzo được bà chủ tiệm tạp hóa gọi đến ngồi chơi một tí tại cửa hàng vắng quá. Bà tặng cậu một cây kẹo ngồi ăn cho đỡ ngứa mồm rồi hỏi han về những người xung quanh cậu. Diogo rồi Mizuza, bà biết hết ấy chẳng qua không thích nói ra mà thôi. Trở lại với bộ ba màu, Diogo vừa mới thanh tẩy xong căn phòng gần như là cuối cùng mà vẫn chưa thấy tung tích yêu quái đâu. Chỉ còn duy nhất một căn phòng nằm ở cuối dãy nên cả ba chơi liều đạp cửa xông vào. Ngay sau đó, áp lực của yêu quái đè nặng cả ba buộc Diogo phải mở cổng Magano. Vừa mở tức thì đã bị nó chưởng cho bay màu hai thành viên trong đội, chẳng hiểu sao bị đánh văng ra bên ngoài nhưng đích thị nó là một con yêu quái cực mạnh. Một lúc sau, Yokuzo về đến nhà định đi xin lỗi Diogo một câu, nhưng quay đi quay lại chỉ thấy hai đứa trong đội thương tích đầy mình quay về. Họ nói anh Diogo vẫn còn bị nhốt ở trong Magano khiến cậu lập tức chạy vào phòng Benio, quỳ xuống cúi đầu cầu xin cô hãy giúp một tay cứu lấy Diogo. Cậu thừa nhận mình rất sợ chiến đấu, nhưng cậu càng sợ việc mất đi người thân hơn. Benio kêu cậu ngẩng mặt lên, không nhất thiết phải làm vậy để yêu cầu diệt quỷ sư chiến đấu. Cô cho phép cậu thỏa thích sử dụng sức chiến đấu của mình. Nhắc đến Diogo thì lúc bấy giờ, anh đang chạy thoát khỏi sự truy đuổi của con yêu quái đó. Tưởng chừng như chạy vào ngõ là đã thoát nhưng không, nó chơi một phát ú òa rồi ném anh lên nóc nhà.
Tiếp theo đó, nó đâm một nhát vào chân anh rồi vứt vào căn nhà gần đó. Chưa hết, nó tiếp tục tẩn anh bay bốn phương trời mười phương đất. Diogo thật sự đã kiệt sức rồi, kiếm trừ tà cũng mất đi hình dạng chiến đấu. Còn mỗi một lá bùa nhưng nó lại là cái lá ba chấm. Thôi thì anh quyết định tử chiến tới cùng với nó bằng một đâm thẳng vào mắt. Diogo thật sự đã chấp nhận cái chết, nhưng đúng lúc này, Yokuzo lao với bàn tay quỷ đấm nát đầu nó. Diogo thấy cậu liền khoe lá bùa cuối cùng có khắc chữ gia thần trên đó. Không thể tin được, đây là lá bùa hồi nhỏ cậu tặng ảnh và nói sau này anh sẽ làm gia thần cho diệt quỷ sư mạnh nhất. Đang nhớ lại ký ức đẹp mà lại có quái đến phá đám khiến Yokuzo cực kỳ khó chịu. Mấy con xung quanh đã có Benio lo liệu nên không phải bận tâm. Yokuzo xông thẳng một đường tới chỗ con mạnh nhất, mặc dù Benio đã nói để cô lo. Cậu tung đúng một đấm duy nhất là đủ để khiến nó nổ tung, có khác gì Saitama phiên bản diệt quỷ sư không? Dọn dẹp xong, cậu nhanh chóng quay lại đỡ Diogo đi về nhà rồi chạy lại chỗ lúc nãy ngồi đợi Benio đến tận chiều tối. Thấy cô ra một phát, Yokuzo liền đứng dậy cúi đầu cảm ơn, và dĩ nhiên kiểu gì sau đó cũng phải chửi nhau một trận, vậy mới đúng là vợ chồng tương lai chứ. Cùng lúc đó, Azima bên phía Kyoto vừa mới giao cho một trong 12 thiên tướng nhiệm vụ quan trọng. Đến Tokyo, thành phố hai đứa con của thần đang ở để điều tra về nguyên nhân tại sao yêu quái ở đó lại xuất hiện nhiều hơn và mạnh hơn như thế. Người được chọn chính là thiên tướng trẻ tuổi nhất, Simon Kagose. Coi cái cách ổng cười cười rồi vẫy vẫy cái tay trông có ghét không? Sáng hôm sau, Yokuzo đến bệnh viện thăm Diogo một lúc rồi trở về nhà. Đúng lúc Benio đang ngồi vẽ bùa chú nên cậu cũng vô vẽ thử xem có bị lụt nghề không. Quả nhiên, tác phẩm của cậu xấu không thể tả nổi, đã thế lại còn không có một chút pháp lực nào thì sao mà dùng được, lãng phí cả giấy và mực. Đột nhiên, Kinako dãy nảy cả lên, đồng thời, ông Jisama cũng chạy đến báo có đến tận 20 con yêu quái xuất hiện cùng một lúc. Vì không có Diogo ở đây nên Benio sẽ là chỉ huy tạm thời. Yokuzo kịch liệt phản đối nhưng hai bố kia đồng ý hai tay hai chân nên phản đối vô hiệu. Còn tại sao cậu lại đi theo đến đó thì tại muốn đi, nói thẳng ra vậy chứ đừng viện cớ để rồi bị Benio khinh cho ra mặt. Tóc tím đưa cho cậu trang bị cất giữ bùa chú do anh Diogo nhờ vả và nói, từng lá bùa trong đó đều do anh ấy viết nên đừng có lãng phí. Nói đến đây cả đám cũng đã đến nơi có quỷ xuất hiện. Địa điểm nằm ở ngôi trường tiểu học và nạn nhân là chính các em nhỏ, cả một đội bóng tầm chục em vừa mới biến mất, còn mỗi thầy giáo đứng hoang mang ở sân trường. Benio lập tức mở cổng Magano cho mọi người chạy vào, thấy chúng nó đang tấn công các em, Yokuzo liền chạy đến đẩy chúng nó ra. Benio cũng làm gỏi hết mấy con xung quanh, nhưng ngay sau đó chúng lại kéo thêm một đống nữa làm Yokuzo phải trình diễn kỹ năng bắn đá siêu phàm. Toàn bộ đều trúng đích không hề trượt một phát nào. Tóc tím với đỏ có nhiệm vụ đưa các em ra bên ngoài, nhưng trong khi bộ đôi song sát lo đám quái trước mắt. Thế nhưng vẫn có mấy con lạc loài xuất hiện đột kích lũ trẻ khiến cái ký ức tồi tệ đó quay trở lại với Yokuzo. Tuy nhiên, tóc tím với tóc đỏ vẫn xử lý tốt đám đó rồi triệu hồi cổng đưa đám trẻ quay về. Yokuzo mải nhìn bên đó mà quên mất đám quái vẫn còn đó. Cậu bị một con lớn bắt lại chuẩn bị đớp vào mồm thì bỗng có ai đó bay đến đạp banh xác nó cứu mạng Yokuzo. Nhìn mặt là anh em biết ai rồi chứ gì, đám quái lập tức kéo bè kéo phái vây quanh Simon như kiểu đang muốn nói rằng giết em đi anh ơi, giết lẹ giúp em với. Theo như yêu cầu, Simon triệu hồi ra kiếm chu tước, sau đó cắm nó xuống đất kích hoạt kỹ năng bức tường lửa phượng hoàng. Trong nháy mắt, số lượng quái mà Simon giết đã vượt xa cặp đôi song sát cộng lại. Giới thiệu sơ qua về danh hiệu thiên tướng, họ là những diệt quỷ sư cấp cao nhất về tất cả mọi mặt bao gồm kinh nghiệm chiến đấu. Simon bắt đầu tìm kiếm xem ai là Yokuzo, cậu tưởng chí ít cũng phải như tóc tím với tóc đó chứ Yokuzo mà là đứa bị yêu quái tóm được thì thôi. Simon đấm cho một phát đau điếng người cái tội đang chiến đấu mà lơ là. Benio cũng thừa nhận Yokuzo vừa đần vừa ngu, nói thẳng ra là vô dụng. Đúng lúc này, có con khỉ đột trồi lên ăn một lúc hai cái xác của đồng loại khiến nó biến lớn và mạnh lên gấp đôi. Tóc tím với đỏ bị nó đánh nhẹ một phát nằm la liệt ở dưới đất. Yokuzo tức giận chạy lên lấy bùa đen triệu hồi bàn tay quỷ rồi đấm solo trực diện với nó. Tiếp tục là một pha one hit one kill khiến ai đó ở phía đằng xa phải nở nụ cười. Đột nhiên, Azima gọi tới yêu cầu Simon về Kyoto gấp có nhiệm vụ khẩn cấp nên cậu lập tức mở cổng ra ngoài. Cơ mà cậu đâu có ngờ cái chuyện khẩn cấp Azima nói lại là cuốn tạp chí đồ tắm vớ vẩn. Muốn chửi ổng lắm rồi mà ổng là sếp nên chỉ biết im lặng chịu đựng. Về phần Yokuzo thì sau khi chứng kiến sức mạnh của thiên tướng trẻ tuổi nhất, cậu đã vô thức nở nụ cười. Tự dưng Benio lại có lý do trêu cậu bị điên đang ăn lại đi cười. Sáng hôm sau lúc trong giờ giải lao ở trên trường, Benio được hai cô bạn cùng lớp đến chủ động bắt chuyện làm quen. Thế nhưng lại đúng lúc Kinako báo có yêu quái xuất hiện nên rất tiếc, Benio phải cúp học phát nữa đây. Yokuzo lén lút ngó theo sau bỗng Mizuza từ đâu chui ra hỏi cậu này nọ về cô ấy.
Rokuzo cọc cằn kêu sao mình biết được cô ta đi đâu mà hỏi. Mấy đứa con trai trong lớp bắt đầu bàn tán rằng Benio có quan hệ mờ ám với tụi xã hội đen làm Mazuza cũng thấy nghi ngờ. Còn về Benio thì lúc bấy giờ, cô đã tới hỗ trợ tóc tím và tóc đỏ vì anh Diogo vẫn chưa tham gia diệt quỷ được. Một mình cô clear hết đám chúng nó rồi sáng hôm sau. Mazuza đứng đợi Benio ở cổng trường để bắt chuyện hỏi han này nọ, nhưng Benio không nghe và cũng không thèm trả lời. Thế mà trong giờ thể dục, Mazuza vẫn chọn khởi động chung với Benio. Mazuza rất tốt nhưng hai quả đồi của cô rất tiếc, nó làm Benio cảm thấy bị xúc phạm nên xùy xùy, không tiếp. Đến giờ ăn trưa, Mazuza lại xách hộp cơm qua chỗ Benio muốn cùng ăn với nhau. Nhưng một bên là cơm còn một bên là bánh ngọt thì chung cái kiểu gì giờ. Cơ mà Mazuza vẫn chưa bỏ cuộc, cô tiếp tục lẽo đẽo theo sau Benio khiến cô ấy cảm thấy khá kỳ lạ. Hỏi đến thì Mazuza kêu muốn làm bạn và muốn ngăn cản cô rời trường sớm để đi giao du với mấy thành phần nguy hiểm. Benio thừa nhận đúng thật là có chuyện đó, cô còn nói bọn chúng càng mạnh thì càng tốt nữa kìa. Chốt lại, cả hai sống ở hai thế giới khác nhau nên không thể làm bạn được đâu. Tối hôm đó, Diogo được xuất viện nên không khí ở nhà vui vẻ hơn mọi khi rất nhiều. Nhân dịp này Rokuzo cũng muốn nói rằng em sẽ giúp anh Diogo diệt quỷ, không nên để người mới ra viện tham chiến ngay được. Diogo nghe tin đó đúng thật không khác gì vừa mới trúng Việt Lót 10 tỷ. Sáng hôm sau, Rokuzo mặc lại bộ đồ diệt quỷ sư chạy xuống dưới khiến mọi người ai cũng đứng hình. Ít ra trong bộ đồ này, ông nhõi Rokuzo cũng ngầu phết ấy chứ. Hôm nay Benio sẽ không tham gia diệt quỷ mặc dù là chủ nhật, bởi sáng sớm hôm nay anh Diogo có đến nhờ cô để Rokuzo thể hiện thử xem có bị lụt nghề hay không. Cô quyết định chạy bộ cho thư thả đầu óc, nhưng Mazuza lại từ đâu chạy tới chào như đúng rồi, lại còn viện lý do giảm cân để được cùng chạy bộ với Benio. Đáng lẽ Benio không đồng ý, nhưng Mazuza lại hứa sẽ đãi bánh ngọt nên thôi tạm chấp nhận. Cùng lúc đó, Rokuzo đã có mặt ở trong Magano, sử dụng tuyệt kỹ chứ danh đạn ma lực xuyên không trung bắn bách phát bắn chúng clear bọn quái nhỏ trong chớp mắt. Nhưng ngay sau đó lại có bọn lớn hơn xuất hiện nên chưa thể nghỉ ngơi được. Trở lại với Benio, Mazuza quả này đầu tư ác thật, nguyên một đĩa bánh ngọt đầy áp thế này hỏi sao Benio không đổ cái dục cho được. Đột nhiên, xung quanh tối sầm lại, Kinako cũng gào rú có quái là biết bữa ăn này không trọn vẹn rồi. Trong khi đó, đám Rokuzo đang phải đối mặt với một con quỷ hai sừng khổng lồ. Nhìn là biết đánh không lại mà Diogo vẫn lao lên như đúng rồi. May mà chỉ bị đẩy lùi không có gì đáng to tát, hai thành viên còn lại tính sử dụng bùa kết giới vây hãm nó lại nhưng liền bị một cào nát hết. Ở bên phía Benio lúc bấy giờ cũng xuất hiện một ổ quỷ khiến cô quên mất là Mazuza còn ở đây. Cứ thế Benio vào cổng Magano để Mazuza ở lại một mình. Trở lại với Rokuzo, chỉ một đòn của quỷ hai sừng mà bộ ba màu đã nằm im dưới đất. Rokuzo máu dồn lên tới não lập tức rút bùa đen triệu hồi cánh tay của quỷ, sau đó chạy lên người nó one hit one kill cùng với Benio bên này cũng vừa mới xử lý xong đám quỷ nhỏ. Cô trở lại bên ngoài tự dưng bị Mazuza nhào đến ôm và khóc nức nở, nhìn cảnh này ai mà không xúc động cho được. Từ giờ trở đi, Mazuza chính là bạn thân của Benio. Tối hôm đó, Simon đến trụ sở hội pháp sư để tìm Azima có chuyện cần bàn. Thế nhưng các thiên tướng khác lại bảo ngài ấy đã đến thị trấn Nazukami, nghe đâu ngài ấy đang muốn đưa cặp đôi song sát đi tiếp nhận thử thách. Đúng như lời họ nói, Azima Hentai hiện đã có mặt tại ký túc xá của Rokuzo. Thấy mặt ổng là không muốn giao tiếp rồi mà ổng cứ luôn mồm không thôi. Đã thế còn lôi cả hai lên xe kêu là đi tiếp nhận thử thách trong khi chẳng ai đồng ý cả. Azima dẫn cả hai đến với một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy với diện tích 10.000m2. Có bể bơi rộng, có máy lạnh lẫn lò sưởi khắp nhà, an ninh thì khỏi phải nói, bảo mật 24/24. Phòng gym gủng cho Rokuzo tập chán chê và đặc biệt là bồn tắm nước nóng ngoài trời chiêu chiêu cuối ngày cực phê. Cuối cùng phải kể đến là căn phòng tình yêu với chiếc giường hình vỏ sò cực kỳ chắc chắn. Tất cả những thứ tuyệt vời này kể từ nay đều thuộc về hai vợ chồng tương lai hết. Rokuzo nghe xong lập tức tung nộ long cước đạp ổng vỡ mồm cái tội tự ý sắp đặt. Nhưng mà tất cả kịch bản đã được biên hết rồi, tất cả chúng mày đã bị điên hết rồi. Ông Jisama cùng bà vú nuôi bị trói chặt của Benio đã soạn xong hết đồ đạc và chuyển tới đây luôn rồi. Ngoài ra, Azima xin phép mượn Kinako một thời gian, nhìn mặt ổng biến thái à nhầm uy tín thế này chắc chắn có trả lại. Rokuzo bất lực đi vào phòng riêng đập đầu đập chân đập tay khi sắp phải ở chung một nhà với một cô gái ngang tuổi mình. Hai người sẽ không thể nào biết được Azima đã gắn camera trong từng ngõ ngách của căn nhà. Thế nên ổng có thể theo dõi mọi sự việc xảy ra trong đó, nghe có vẻ biến thái nhưng tất cả chỉ vì một mục đích. Azima bấm nút kích hoạt hệ thống khiến cả hai căn phòng biến dốc ngược xuống rồi livestream trên TV thông báo rằng đây là thử thách đầu tiên của hai đứa, làm mọi cách lấy được cái tua vít đang treo lơ lửng trên kia để mở nắp thông gió ra. Trong đó có cái nút biến căn phòng trở về lại như cũ, thử thách chỉ có thế, good luck hai đứa.
Hết cách, cả hai đành phải thuận theo ý ổng mà thực hiện thử thách. Rokuzo leo lên trước nghĩ mình làm được nhưng không, cậu trượt từ trên xuống té đập đầu vào tường. Benio thấy thể liền nhảy cái nhẹ lên chỗ cái giường rồi đưa tay xuống kéo cậu lên. Cơ mà khoan đã, lúc nãy có cái gì đó bay phất phới qua mắt của Rokuzo. Hình như Benio không mặc cái đó thì phải, thôi chuẩn rồi, hôm qua bà vú mới giặt hết sạch quần lót nên. Benio yêu cầu cậu quên ngay cái hình ảnh đó đi nếu không. À mà thôi, đằng nào cũng phải thực hiện thử thách nên giận dỗi gì để sau. Benio kéo Rokuzo lên và vô tình, cả hai mắt chạm mắt môi suýt chạm môi. May mà Rokuzo kiềm lại được nên cả hai tiếp tục leo treo. Để không nhìn nó lần thứ hai, Rokuzo đã nhắm mắt nâng Benio lên, nhưng nhờ vậy mà cậu ăn một phát đầu gối vào mồm khiến cả hai rơi về vạch xuất phát. Cùng lúc đó, Mazuza đã đến tìm Rokuzo và nghe tin cậu với Benio đã về chung một nhà. Cô tức giận đè đầu ông nội ra bóp cổ liên tục vì cái tội không chịu ngăn chuyện đó lại. Đúng lúc này, Diogo mở cửa bước vào báo tin có quỷ rất mạnh xuất hiện. Trở lại với thử thách, Rokuzo rút kinh nghiệm lần trước nên lần này đã mượt hơn rất nhiều. Giờ chỉ việc lấy cái tua vít rồi mở nắp ống thông gió nữa là xong. Cậu chấp nhận để Benio ngồi lên đầu mình trong khi cô, anh em hiểu ý tôi chứ. Kinako lúc bấy giờ không nhịn được nữa liền dùng móng vuốt phá hủy cái iPad cho Azima bớt xem lại. Rokuzo bên trong tiếp tục chịu đựng cho Benio đạp lên đầu mình sau đó nhảy lên theo. Cả hai cũng vừa mới nhận được tin có quỷ xuất hiện nên muốn đẩy nhanh tiến độ. Bò tới cuối đường lại bị bắt giải câu đố rồi mới được thả coi có cay không. Cái gì mà con gì không đầu không đuôi không chân không tay nghe xàm vậy. Benio phân tích các kiểu con đà điểu nhưng Rokuzo không thích như vậy. Cậu chốt luôn đáp án là con cờ. À không, làm gì có con nào như vậy, chính là đáp án của cậu. Xin chúc mừng, bạn đã trả lời đúng và rất nhanh sau đó. Bộ đôi song sát đã có mặt tại tiền tuyến phối hợp với nhau tiêu diệt hết đám bọ ngựa quỷ. Xong xuôi hết, Benio mới nhận ra bị mất một cái kẹp tóc. Đây là cái kẹp do anh trai quá cố tặng nên nó đối với cô nó là vô giá. Nhìn Benio dùng tay không bới đống đất cứng ở thế giới quỷ mà thấy thương, Rokuzo chợt nhớ ra gì đó liền kéo cô về lại biệt thự, sau đó leo lên ống thông gió và bính bong, cậu đã tìm thấy được nó. Một lúc sau khi ăn cơm xong, Rokuzo có hỏi về người anh quá cố của Benio là người như thế nào mà cô quý cái kẹp tóc đến như vậy. Benio lập tức ngồi bên cạnh Rokuzo, kể cậu nghe về anh trai song sinh cực kỳ yêu quý cô em gái của mình. Thế nhưng, anh ấy lại ra đi trước em ấy khi đang diệt quỷ, nghe đâu là vì bảo vệ đồng đội nên anh đã hy sinh bản thân. Rokuzo cũng chia sẻ quá khứ của cậu giống y chang Batman 0304, nghe có vẻ rất buồn. Thế nhưng Benio đã phá vỡ bầu không khí ấy bằng một câu chửi cực kỳ đã tai, cậu rất mạnh nên đừng buồn, chỉ là có cái vô dụng cần phải khắc phục thôi. Sáng hôm sau, Mazuza đến tận nơi bắt tại trận hai học sinh trung học chưa đủ tuổi mà dám về sống chung một nhà. Rokuzo đã cố giải thích do tên biến thái ép buộc, nhưng điều đó chỉ làm mọi chuyện thêm tệ đi. Nhắc đến Azima tức có nghĩa cậu đang tính trở thành diệt quỷ sư một lần nữa, Mazuza thì không muốn việc đó xảy ra chút nào. Cô rất sợ cậu sẽ lại giống ngày hôm đó, lại đau khổ đến mức muốn chết đi. Benio nghe thấy vậy liền lên tiếng bênh vực Rokuzo quay trở lại con đường diệt quỷ sư là không hề sai. Sức mạnh của cậu ta có thể cứu được rất nhiều người, Mazuza cũng không chịu thua, thế giới đó quá nguy hiểm, không phải là nơi Rokuzo thuộc về. Mới ôm ấp nhau gần đây mà giờ đã cãi nhau như chó với mèo để tranh giành mên nhà ta ư. Cơ mà sao tôi toàn nghe thấy cái gì mà nếu cậu ta không làm diệt quỷ sư thì chẳng làm được cái giống gì. Rồi Rokuzo có rất nhiều ưu điểm như là tin rằng ông già Noel có thật, vẫn cố gắng đi tán mấy em gái mặc dù bị từ chối lia lịa, đặc biệt Rokuzo đã thuộc tới bảng cửu chương 6 rồi đó. Có thật sự là đang bênh vực người khác không vậy Mazuza ơi? Thôi cãi vậy đủ rồi, cả hai muốn biết quyết định cuối cùng của Rokuzo là gì ngay bây giờ. Nếu các ngươi muốn biết thì ta đây sẵn lòng trả lời, tôi sẽ dùng sức mạnh này để bảo vệ mọi người dù cho tôi có bị làm sao đi chăng nữa. Câu trả lời ấy như một con dao đâm thẳng vào tim Mazuza khiến cô đau khổ chạy đi. 5 phút sau, Kinako vào phòng để đưa đồ ăn trưa cho Benio và tình cờ phát hiện lá bùa hộ thân của Mazuza nằm ở dưới đất. Benio nhìn qua thôi cũng đủ hiểu đây là lá bùa ức chế sức mạnh của diệt quỷ sư. Lý do mà quỷ tấn công con người là để hấp thụ pháp lực của họ và mạnh mẽ hơn. Một khi Mazuza đánh mất lá bùa này thì sức mạnh trong người cô sẽ tỏa ra hấp dẫn những con quỷ khác. Vừa mới nói xong thì Kinako phát hiện có quỷ xuất hiện, Rokuzo lập tức chạy thật nhanh ra ngoài còn Mazuza lúc bấy giờ thì cô đã bị quỷ trẻ em khổng lồ kéo vào Magona. Nó trói cô lại và định ăn tươi nuốt sống cô ngay tại đây, đúng lúc này Rokuzo lao tới đấm vào mồm nó rồi cứu lấy cô. Mazuza kiệt sức nên ngất đi tạm thời khiến cậu cực kỳ tức giận. Benio cũng bực mình không kém nên sau đây sẽ là khúc ca hòa âm giữa hai đứa con của thần. Cùng lúc này ở bên phía ký túc xá, Jisama vừa về đến nhà và phát hiện có khách quý đến thăm. Anh ta tên Segen, theo ảnh nói thì có hai mục đích chính anh cần phải hoàn thành.
Thứ nhất là xử lý quỷ trụy lạc, sau là xử lý thằng đệ tử dám tự tiện dùng vũ khí lung tung một lần và mãi mãi. Dứt câu, anh tạo cổng bước vào Magano rồi dùng võ hổ tứ mã phanh thây quỷ trẻ em ra thành trăm mảnh. Chớp mắt, anh đã tiêu diệt thứ khiến bộ đôi song sát phải nhọc nhằn chiến đấu. Giới thiệu qua một chút về Segen, anh là con rể của Jisama, tức là cha của Mazuya. Anh là một trong 12 thiên tướng giống Chu Tước Simon chúng ta đã thấy lúc trước. Rokuzo thấy Segen như thấy bố lập tức chạy đến hỏi thăm sức khỏe anh. Cơ mà hôm nay Segen đến để xử lý cậu mà ai vui vẻ với cậu. Segen đã từng cấm Rokuzo không được sử dụng cánh tay này lung tung mà coi bộ vẫn lì lợm nhỉ. Không cần biết lý do là gì, Segen muốn đấu một trận với Rokuzo, nếu cậu thắng anh sẽ thừa nhận cậu đủ khả năng kiểm soát nó. Còn không thì tự hiểu, cánh tay ấy sẽ biến mất mãi mãi. Rokuzo không có quyền lựa chọn, lời anh nói là luật. Segen sử dụng ma đạn xuyên không trung cấp với uy lực gấp đôi cái của Rokuzo. Dĩ nhiên độ chính xác là vô cùng cao, chẳng lẽ thầy lại thua trò. Rokuzo lập tức đáp trả bằng tảng đá siêu to khổng lồ, đợi Segen phá vỡ cậu liền xuất hiện ú òa bằng một đấm cực mạnh. Cơ mà tiếc quá, trứng mà đòi khôn hơn vịt, Segen đã thu hồi lại bùa chú đen trên người cậu cộng thêm một cú sút vào bụng. Vậy là kết quả đã rõ, bây giờ anh sẽ kể cho Benio một chuyện rất thú vị. 2 năm trước, thảm họa Hinatsuki đã cướp mất mạng sống của cả gia đình cô là do một tay Rokuzo gây ra. Nó đã tiêu diệt hết những người xung quanh bằng cánh tay ghê tởm đó. Benio mất bình tĩnh đòi một lời giải thích đến từ Rokuzo. Cậu cũng rất bất ngờ khi Benio lại là em gái của Juto, thôi thì đến nước này bắt buộc phải nói thật rồi. Rokuzo thừa nhận chính tôi đã giết hại những người ở Hinatsuki. Benio lập tức rút kiếm bắt cậu phải đền tội, cơ mà khoan đã, Segen chưa kể hết. Chuyện này không chỉ có thể đâu, vừa nói dứt câu bỗng có tên trùm áo choàng bước đến chào hỏi Rokuzo một cách rất thân thiết. Đây cũng chính là chi tiết mà Segen chưa kể, đệ tử thứ hai của Segen và cũng là người gây ra thảm kịch 2 năm trước. Anh sẽ dọn dẹp hết đống bừa bộn do hắn bày ra ngay tại đây, nhưng hắn lại đe dọa sẽ nhắm vào con gái anh đang nằm ở dưới đất nên anh không thể động thủ được. Rokuzo lúc bấy giờ thật sự đã không thể kìm nổi cơn giận, cậu hét lớn tiếng chửi bà nội cha sao mày vẫn sống hả Juto. Vừa hét cậu vừa chạy lên muốn đấm hắn một phát, nhưng cái quái gì thế này, hắn trói Rokuzo lại mà không cần dùng đến bùa chú. Trình độ chắc phải ngang ngửa Segen là ít, sẵn tiện có đông đủ ở đây nên Juto nhắc lại một chút về những gì đã xảy ra vào 2 năm trước. Tối hôm đó là một buổi tối im ắng, Juto khi ấy rất được lòng bạn bè nên nhờ gì cũng làm. Hắn lợi dụng lòng tốt đó để bày ra toàn bộ nguyên liệu cần thiết để thực hiện một tà thuật hắc ám. Rokuzo lúc bấy giờ đang ở ngoài phòng khách tính trốn ra ngoài mua đồ ăn vặt, thế nhưng cửa bỗng dưng lại bị khóa trái rồi cô bạn đằng sau đột nhiên biến mất. Cậu với một cô bạn nữa đến xem thử và phát hiện có người vừa mới bị giết, lại thêm cô bạn tóc vàng sau lưng liên tục cầu xin Rokuzo hãy ngăn Juto lại. Ngay sau đó, cô ấy biến thành một con quỷ cùng với đó có khoảng 5 con nữa xông ra. Cô bạn cuối cùng bị chúng ăn tươi nuốt sống còn Rokuzo thì 3 chấm. Những chuyện sau đó thật sự rất kinh khủng, tốt nhất ta không nên xem thì hơn. Segen cũng nói thêm, thuật biến người thành quỷ là một cấm thuật rất ít người biết. Vậy mà thằng Juto nó lôi đâu ra cái cấm thuật đó và chính nó là thủ phạm gây nên thảm họa Hinatsuki. Benio không tin vào những gì cô vừa nghe, rõ ràng Juto cô biết là một người anh trai dịu dàng, người khiến cô hết sức ngưỡng mộ kia mà. Benio cố gắng níu kéo lại cái thực tại khốn nạn này nhưng tôi rất tiếc phải nói rằng tất cả những gì Segen nói đều là sự thật. Juto đã thối nát đến tận xương tủy rồi không cứu nổi. Hắn thậm chí còn nói với Benio rằng tao chưa bao giờ coi một đứa phế vật như mày là diệt quỷ sư cả. Hắn càng nói Rokuzo càng cay, đến nỗi cậu dùng chính sức mình thoát khỏi khống chế rồi triệu hồi tay quỷ mà không cần lệnh chú. Juto lập tức nhảy sang một bên né đòn sau đó đứng ở đó cho Rokuzo tấn công thoải mái. Hắn ta cũng sở hữu cánh tay của quỷ và sử dụng thuần thục hơn Rokuzo rất nhiều. Thế cho nên mọi đòn tấn công của cậu là vô dụng trước hắn ta. Benio nhìn Rokuzo cố gắng trong vô vọng và ngày càng phá hủy cơ thể để tấn công Juto khiến cô không chịu nổi. Cô lao đến đỡ một cú đấm để Rokuzo tỉnh táo lại, mặc dù có hơi thốn nhưng nó đã thành công. Đến đây Juto cũng đã hết hứng chơi đùa với Rokuzo rồi, hắn hẹn cậu lần sau và trước khi đi, hắn khuyên cậu à không. Nói đúng hơn là hắn chỉ ra cho cậu biết rằng tội của mày là không hề có ước muốn trở nên mạnh hơn. Thời điểm Juto rời đi cũng là lúc Segen mở cổng để đưa con gái về nhà. Benio ngay sau đó lập tức quỳ xuống cúi đầu xin lỗi Rokuzo về những gì anh trai cô gây ra. Cô thật sự không biết làm gì hơn ngoài việc xin lỗi cậu nữa rồi. Rokuzo thấy vậy liền quỳ xuống theo nói cô không hề có lỗi gì hết. Nói xong cậu đứng dậy tuyên bố từ giờ tôi sẽ trở nên mạnh hơn để đánh bại Juto. Thật tình cờ Benio cũng muốn vậy nên cả hai xin thề sẽ là đôi bạn cùng tiến. Tối hôm đó, cả hai đã chạy đến nhà của Segen để xin ông hãy huấn luyện cho bọn cháu trở nên mạnh hơn nữa. Segen đã nhìn thấy được quyết tâm của hai đứa nên anh sẽ trở về trụ sở, ai rảnh đâu mà bỏ thời gian ra dạy, nhà bao việc.
Trước khi đi, anh đã trả lại bùa chú đen cho Yokuzo nên coi như huề vì cậu đã cứu con gái anh một mạng. Sáng hôm sau, Yokuzo ở trong nhà vệ sinh nhìn ngắm mình trong gương rồi tự dằn vặt mình vì đã đấm Benio lúc đó. Trông cũng thấy thương mà có ra lẹ cho người ta dùng không hả? Yokuzo khó chịu bước ra ngoài phòng khách và ối rồi ôi, bộ sofa dài đầy hoa rồi bà chị nào đây? Khác hẳn với cậu, Benio chạy ra niềm nở đón tiếp sư phụ Subaru đã bỏ thời gian đến thăm mình. Đừng có thấy người ta hiền hiền vậy mà tưởng yếu, Subaru là một trong 12 thiên tướng chứ danh khắp hội pháp sư đấy. Đi cùng với cô là anh chàng Tataza, cảm xúc của ảnh sẽ được thể hiện trên mảnh giấy trước mặt nên trông ảnh tấu hài lắm. Cơ mà nếu bỏ qua hết tiểu tiết thì Subaru là thiên tướng, tức có nghĩa chị ấy sẽ rất mạnh. Thế cho nên cơ hội nhận sư phụ đã tới, Yokuzo bỏ hết liêm sỉ cúi đầu cầu xin Subaru hãy huấn luyện chúng tôi với ạ. Benio chợt nhớ đến Yuto rồi lập tức cúi đầu cầu xin theo. Chị ấy đồng ý rất nhanh, vào việc cũng rất nhanh nên ngay bây giờ, cả hai sẽ đi theo bản đồ đến địa điểm huấn luyện đầu tiên. Mới đầu ông nhõi Yokuzo, đệ tử anh rổ dẫn đường vào ngõ cụt nên Benio phải giật lại tấm bản đồ. Cả hai đi đến một cửa hàng quần áo lớn thay bộ đồ nhân viên đã chuẩn bị sẵn. Ngay sau đó, Tataza xuất hiện đưa chỉ thị tiếp theo cho Yokuzo với nội dung nói ra cảm nghĩ của mình sau khi nhìn Benio mặc bộ váy đó. Cũng muốn nói lắm nhưng ngại quá nên thôi, Subaru lập tức phi xe tới chê Yokuzo là đứa quê mùa, thiếu hiểu biết, có mỗi việc khen con gái cũng không xong. Cả hai sau đó đến địa điểm tiếp theo nằm tại công viên trung tâm rồi sau đó nhận chỉ dẫn tiếp theo. Cả hai phải nắm tay nhau chính là nhiệm vụ tiếp theo, Benio luôn tin rằng sư phụ mình đúng liền đưa tay ra mà không ngần ngại. Yokuzo mới đầu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cơ mà nhìn cái vẻ mặt này tự dưng tay cậu lại run lên không ngừng, người cứ cứng đờ lại chẳng làm ăn được gì. Đến lúc này Benio mới sực nhớ ra hồi xưa sư phụ cũng vừa huấn luyện vừa dạy dỗ cô về cách chọn trai cho hợp lý, hình như chọn sai người huấn luyện rồi thì phải. Đúng lúc này, Subaru một lần nữa phi xe đến để đưa nhiệm vụ tiếp theo. Lần này cả hai sẽ phải đút cho nhau ăn tại một nhà hàng tình yêu giống bàn bên cạnh vừa mới làm. Benio dứt khoát lấy một miếng bánh đưa đến miệng Yokuzo đồng thời kêu cậu a không chịu nổi nữa rồi. Cậu chạy ngay ra ngoài chửi Subaru một trận nhưng lại nhận quả nhiệm vụ hôn nhau chụt chụt. Yokuzo tức giận xé nát tờ giấy rồi hỏi Subaru có huấn luyện cho đàng hoàng không. Chị ấy nói nhỏ tất cả do một tay Ajima sắp xếp, ảnh cũng chi trả hết chi phí nên cứ thoải mái đi hai đứa. Yokuzo bực không thèm nói với chị ta nữa mà dẫn Benio đi ăn sạch túi tiền của Ajima biến thái. Cả hai ngồi ở cầu thang ăn uống các thứ, đột nhiên Kinako xuất hiện báo có quỷ tới nên Benio lập tức mở cổng bước vào. Đúng thật, có nguyên một lũ lắt nhắt đang cố phá vỡ kết giới để xâm nhập vào thế giới bên ngoài. Yokuzo triệu hồi tay quỷ bắt đầu thanh trừng lũ chúng nó, thế nhưng còn chưa đấm được cú nào mà cậu đã bị mất kiểm soát do di chứng từ cuộc đối đầu với Yuto. Benio chơi liều dùng bùa trừ tà dán lên cánh tay, thật may nó đã chịu ngưng lại, nhưng đồng thời Benio cũng bị rút cạn pháp lực khiến cô yếu đi rất nhiều. Vẫn còn cả đống quỷ nhỏ ở đấy nên cả hai chưa thể nghỉ ngơi được, Yokuzo một hơi tiêu diệt hơn cục con nhưng Benio lại không còn sức vung kiếm nữa rồi. Hết cách, cậu đành phải ôm lấy cô rồi sau đó làm gì tính sau. Cả hai ôm nhau tức có nghĩa mục đích của Subaru đã hoàn thành nên chị sẽ xuống giúp một tay. Vợ chồng tương lai phải gần gũi nhau như vậy thì mới mạnh lên được chứ. Subaru kích hoạt bùa chú tạo ra hai cây súng lục bắn cứ một viên một con. Cảm thấy chưa đủ cô biến ra khẩu sọt gân bắn cho nhanh. Tataza đứng không cũng bị bọn quỷ tấn công cơ mà đừng lo cho anh, nhìn vậy chứ ảnh cũng là một trong 12 chiến tướng đấy. Subaru một tay súng trường một tay sọt gân kích hoạt kỹ năng, điệu nhảy bất tận clear toàn bộ trong chớp mắt. Cuối cùng chỉ việc vá lại lỗ hổng mà bọn quái đã phá nữa là xong. Chưa dừng lại ở đó, lúc bộ đôi song sát về tới nhà mới tá hỏa phát hiện cả căn nhà đã bị cải tạo thành nhà của bà chị mặc đồ hở hang này đây. Báo hại Yokuzo bị vợ tương lai giận dỗi cơ mà bỏ qua hết đi, bây giờ Subaru sẽ cho cả hai bước vào kỳ huấn luyện thực sự. Đầu tiên và cũng là kẻ thù khó nhằn nhất đối với Yokuzo, nhưng chỉ cần một cây kim và một cuộn chỉ, cậu có thể xử nó trong vòng nửa nốt nhạc. Thấy cậu cứ la ó sùm, Benio liền giải thích cho cậu hiểu rằng cánh tay phải của cậu từng bị mất kiểm soát vì sức mạnh của nó quá lớn. Vì vậy Subaru đã cho cậu huấn luyện để tăng khả năng kiểm soát cũng như học cách để giữ bình tĩnh. Nghe nói hay lắm cơ mà của cô Khâu cũng có đẹp hơn ông nhõi Yokuzo là bao. Benio tức giận muốn cho cậu xem để cậu câm cái mồm lại. Đúng thiệt phải tôi được xem cái đó cũng ngoan như cún không dám nói tí gì. Bỏ qua bài này, bài huấn luyện tiếp theo sẽ tập trung vào tinh thần khi cả hai phải cơm bưng nước rót, tay đấm lưng mặt tỏ ra vui vẻ hớn hở. Chỉ cần nhăn nhó một chút thôi là lập tức bị Subaru nói cho không thể nào bật lại nổi. Yokuzo cứ mỗi khi nhớ lại cảnh Benio phải hy sinh pháp lực kiềm chế cánh tay quỷ là lại càng gấp gáp hơn nữa. Cậu nhất định phải kiểm soát nó sớm nhất có thể, nhưng Subaru vẫn nhất quyết không dạy mà sẽ chơi một trò chơi nhỏ mang tên trốn tìm với cả hai. Nếu từ giờ đến tối, một trong hai có thể tìm thấy chị thì muốn gì cũng chiều, muốn tập thì chị cho tập đến chết.
Subaru nghĩ trong đầu, kèo này ăn chắc, với cái bộ đầm diêm rúa đó thì đi đâu chả tìm được. Cơ mà như tôi đã nói, trứng mà đòi khôn hơn vịt, Subaru phép thuật Wind Enchanted một phát là lập tức biến mất vào không khí. Cả hai bắt đầu vội vội vàng vàng đi kiếm khắp các ngõ ngách trong nhà. Nhưng sao tôi cứ thấy sai sai nhỉ, Benio hết tìm trong tủ lạnh rồi tới bồn cầu. Sau cùng lại phát hiện ra trong ngăn bí mật của Yokuzo có cuốn tạp chí 18 cộng. Oan, rõ ràng Yokuzo bị oan, ai đời lại đi kiếm người trong ngăn kéo vậy trời. Benio ném thẳng cuốn tạp chí vào mặt cậu và vô tình có tờ giấy nốt rơi ra, cầm đọc thử thì mới biết là do một tay Subaru làm ra. Yokuzo mất não chạy ra ngoài phố tìm trong khi không có một tí manh mối nào. Cứ chạy xung quanh vậy chắc đến Tết cũng chưa thấy. Benio muốn chửi cậu lắm rồi, nhưng cô cũng đâu có chút manh mối nào nên hơi khó. Đúng lúc này, có hội chị em đi ngang qua bàn tán với nhau về một người phụ nữ ăn mặc cực sành điệu mới thấy ở cà phê, nghe đến chữ chiếc đầm trắng là biết đó là Subaru rồi. Nhưng lúc chạy đến quán thì lại chỉ thấy cái bàn không và một manh mối nhỏ từ chị bồi bàn. Địa điểm tiếp theo là cửa hàng thời trang, qua tới đó cả hai lại bị dắt tới cửa hàng đồ cổ. Ngắm chán chê, chị ta lại đi kiếm nhà hàng gần đó ăn. Chạy đến nhà hàng liền bị chơi một vố khi Subaru ăn mà méo chịu trả tiền. Báo hại cái ví vốn đã ít ỏi của Yokuzo, đau lòng thật đấy, nhưng ít ra Benio cũng đã có manh mối mới. Dựa theo những gì cô hiểu về sư phụ thì chị ta suốt ngày than mình béo mặc dù gầy như que tăm. Nói đến đây Yokuzo cũng bỗng nhớ lại cảnh chị ta ngồi đọc về phòng gym nữ mới mở. Cả hai lập tức chạy qua bắt quả tang ngay tại trận, cơ mà đó lại là anh Tataza giả Subaru, coi có tức không. Yokuzo cố gắng đặt mình vào vị trí chị ta phát nữa, cơ mà cậu toàn nghĩ đến cảnh bị chê lên chê xuống nên thôi đổi vai. Lần này sẽ là Benio tại cổ suốt ngày này nọ với cậu. Chưa bao giờ thấy ông nhõi này nhìn thẳng vào mắt con gái người ta lâu đến như thế. Tưởng rằng sẽ là ngôn tình anh yêu em các thứ nhưng không, Yokuzo lại đoán Benio đang thèm bánh ngọt là cúc rồi. Đột nhiên không khí bỗng u ám hẳn cả đi, Kinako cũng chui ra báo có quỷ tới nên Benio lập tức mở cổng Magano bước vào. Trông có vẻ như là một con bạch tuộc quỷ, Yokuzo lụm một nắm đá lên sau đó kích hoạt ma đạn xuyên không nhắm thẳng về phía con bạch tuộc. Benio liền dồn thêm đam bằng vũ điệu tử thần cơ mà chẳng thấy si nhê tí nào. Nó lại còn phun ra một đống mực giống như một quả xì mốc che khuất tầm nhìn xung quanh. Cả hai muốn tấn công lắm nhưng lại sợ đụng chúng nhau nên chỉ có thể đứng chờ nó đánh. Yokuzo bắt đầu thử đóng vai Benio xem trường hợp này cô sẽ làm gì. Benio cũng vậy và ngay sau đó, Yokuzo lao thẳng về phía quỷ cùng với Benio hỗ trợ phía sau tạo thành một đòn nhất sát tiêu diệt quỷ mực thành công. Xin chúc mừng cả hai đã trở nên ăn ý với nhau cũng như chúc mừng Yokuzo đã kiểm soát tay quỷ tốt hơn hôm qua. Sáng hôm sau, Subaru lên xe về lại tổ chức vì chị đã hết cái để dạy rồi, một buổi huấn luyện quá thành công và một món quà chị ta để lại khiến Yokuzo cực kỳ đau khổ. Vị trí của cuốn tạp chí 18 cộng thứ 2 đã được tiết lộ, xin là xin vĩnh biệt cụ. Cùng lúc đó ở trong cổng Magano, có một con quỷ biết nói tiếng người đang tìm kiếm Sousei no Omiyoji, tức hai đứa con của thần. Hắn chỉ cần một đạp là có thể tiêu diệt một con quỷ mà đến Yokuzo cũng phải ngán ngẩm. Trong khi đó, Yokuzo đang ở dưới phòng luyện tập cố gắng gào lớn tiếng nhất có thể để làm gì tôi cũng không biết. Nhưng lúc bấy giờ, cậu đã có thể kiềm chế được cánh tay của quỷ một cách nhuần nhuyễn. Tập xong xuôi, cậu trở lại lên trên và phát hiện ra một vụ cháy rất lớn. À không, đây là sản phẩm của vợ tương lai Benio làm ra, coi có ai nấu ăn mà như chế thuốc độc giống vậy không. Đã thế còn nhỏ thêm lọ nước gì biến cái nồi từ xanh lá thành xanh dương thì thôi. Benio tự hào rằng đây là công thức độc quyền chỉ mình cô có, mà tôi nghĩ cũng chẳng ai dám cầm cái công thức ác quỷ này đâu. Yokuzo đương nhiên sẽ có một phần để được thưởng thức mỹ vị nhân gian. Benio làm trước luôn rồi nên giờ cần phải liều ăn nhiều, một hơi hết ly và cái kết đắng gần chết. Thấy Yokuzo phản ứng thái quá, Benio thách thức cậu có giỏi vào mà làm. Chốt luôn cái kèo, Yokuzo sẽ mở một cuộc thi xem ai nấu ngon hơn, tối nay cậu nấu còn tối mai do Benio. Người nào thắng thì từ giờ đồ ăn phải nấu ít nhất là ngon bằng người ấy. Benio nhận kèo rồi nhường bếp lại cho cậu, giờ cô sẽ ra ngoài chạy bộ để tí ăn cho ngon. Yokuzo bắt đầu bày biện đủ thứ nguyên liệu, trông cũng ổn mà không biết có phải ổn lòi lìa hay không chứ trước mắt là thấy khét rồi đó. Quay qua bên phía Benio, đang chạy bộ bỗng cô thấy cảnh hai mẹ con đang cười nói hạnh phúc với nhau. Tự dưng cái ký ức xưa kia lại ùa về với cô, hôm đó cha mẹ Benio chảm sát một con quỷ khổng lồ trước cái nhìn ngưỡng mộ của rất nhiều người, đặc biệt là cô. Thế nhưng chuyện không hay đã xảy ra ngay sau đó, trước khi tìm hiểu về nó thì Yokuzo bên này vừa mới làm xong một tô tô gì đó. Nhưng trời cũng đã chuyển tối mà vẫn chưa thấy Benio về, còn tại sao thì Benio đang phải vào Magano một mình tiêu diệt quái. Yokuzo lúc bấy giờ đang cầm thức ăn chạy đi kiếm nhưng mãi vẫn không thấy. Trong khi đó, Benio bên trong Magano vừa mới được quỷ biết nói tiêu diệt hộ con quỷ, đồng thời nó hỏi cô có biết Sose ở đâu không.
Cô có 10 giây để trả lời, nếu không biết sẽ bị giết, biết mà không nói cũng bị giết, còn ngoan ngoãn nói thì may ra được tha mạng. Cơ mà cái 10 giây này quen lắm, chẳng phải đó chính là con quỷ đã cướp đi mạng sống của cha mẹ cô sao? Chắc chắn tên hắn là Kamui, Benio đánh mất bình tĩnh lao lên bất chấp tất cả, nhưng cô đâu có đánh lại hắn. Nói cho dễ hiểu thì hắn ao trình cô hoàn toàn rồi. Benio bị đạp một phát bể mặt nạ khiến cô không thể tha thứ cho bản thân. Cô yếu đến nỗi gặp kẻ thù giết cha mẹ mà chẳng thể làm gì ngoài việc khóc. Đúng lúc này, Rokuzo bay đến đấm gãy cổ Kamui rồi đưa đồ ăn cho Benio nếm thử, còn tên quỷ này cứ để cậu xử lý. Tôi xin phép tạm dừng lại tại đây, anh em thử đoán xem liệu rằng hai đứa con của thần có cân nổi Kamui không, hay cần sự can thiệp của 12 thiên tướng. Để lại bình luận bên dưới cho tôi biết nhé. Người đứng đầu hội pháp sư, Azima cũng vừa mới nhận được tin có một con quỷ cực mạnh xuất hiện ở thị trấn. Còn ở bên phía Benio lúc bấy giờ, mặc dù đang bị thương rất nặng nhưng cô vẫn kêu Rokuzo mau quay về. Bởi con quỷ này thuộc loại Basaza, một loại quỷ trông giống con người nhưng không phải con người, nó mạnh hơn hầu hết các loại quỷ. Nó chuyên đi thu thập sức mạnh từ những kẻ mạnh để tiến hóa thành một loại quỷ siêu cấp. Hiện tại, hội pháp sư đã xác định được một số loại Basaza trên toàn thế giới, nhấn mạnh rằng không có thực lực của 12 thiên tướng thì tốt nhất gặp nó ở đâu xách dép chạy ở đó. Rokuzo đang định chạy thì bỗng có một con quỷ khác chui lên từ dưới lòng đất lên tấn công Kamui. Thiên thời địa lợi nhân hòa, trời phù hộ cặp đôi này rồi, chết thế méo nào được. Đưa được Benio ra bên ngoài, Rokuzo liền dùng bùa chú hồi phục đôi chân giúp cô. Mới vừa đứng dậy được tí, Benio lại đòi vào Magano đánh với Kamui trông có chán không. Cô cũng giải thích cho Rokuzo đỡ phải thắc mắc rằng 6 năm trước, chính Kamui đã giết chết cha mẹ tôi. 6 năm trời ròng rã đi khắp nơi kiếm nó, vậy mà bây giờ gặp được tôi lại không thể làm gì. Vừa nói cơ thể Benio vừa run cầm cập, như này sao Rokuzo có thể ngoảnh mặt làm ngơ được. Cậu chửi Benio ngốc hết thuốc chữa, đại ngốc, siêu cấp ngốc Viperzo. Chửi xong thấy Benio khóc là biết quả này chắc chắn phải xử lý Kamui cho bằng được rồi. Vợ tương lai bất lực đến cỡ này thì cầm lấy tô cơm do đích thân Masterchef Rokuzo nấu đi. Cậu nói sẽ vào Magano giữ chân Kamui một lúc để Benio hồi phục. Sau đó chúng ta sẽ thanh tẩy nó. Đừng nói rằng đây là cuộc chiến của riêng cô, bởi bây giờ tôi đã nhận ra kể cả thứ sức mạnh bị nguyền rủa này cũng có thể giúp đỡ mọi người. Nhất là khi người đang cần giúp đỡ lại là cô đó. Dứt câu, Rokuzo mở cổng bước vào còn Benio từ tốn mở bịch đồ ăn ra xem thử. Bên trong Magano lúc bấy giờ, Kamui vừa mới xử xong con quỷ ngáng đường thì Rokuzo xuất hiện. Không nói nhiều, Rokuzo triệu hồi tay quỷ rồi chạy lên đấm liên tục vào mồm hắn. Benio ở bên ngoài mặc dù ăn tô cơm mặn ngọt chua cay đắng, gia vị nào cũng có nhưng tự dưng cô vẫn thấy ngon là sao nhỉ, thì đồ chồng nấu lại chả ngon đúng không? Trở lại với Rokuzo, cậu đấm chắc cũng phải được 5-60 phát rồi vậy mà Kamui lại chẳng hề hấn gì. Hắn lại còn cho cậu 10 giây để quyết định xem cậu muốn sống hay muốn chết. Chọn sống hắn sẽ để cậu đi, còn chết thì tự hiểu, đây là thú vui của hắn mỗi khi gặp loài người. Nói đến đây hắn chợt nhớ ra Benio chính là đứa hắn từng hỏi tầm 6 năm trước. Đầu tiên hắn hỏi Benio muốn cha hay mẹ sống, thấy cô không trả lời hắn liền quay sang hỏi bố mẹ. Muốn tha cho con gái hay tha cho các ngươi, không chần chừ, cả hai liền đồng thanh trả lời, tha cho con gái của tôi. Ngay sau đó, hắn bóp nát cơ thể cả hai ngay trước mặt một đứa trẻ chưa đầy 8 tuổi. Quá đáng, hết sức quá đáng, Rokuzo đếch quan tâm sống chết của mình nữa mà lao tới đấm không khoan nhượng. Hắn né sang phải cậu liền đấm móc lên trên, combo này quả thực đủ để Kamui cảm thấy hứng thú nên hắn sẽ lôi con bài tẩy ra dùng với cậu. Một cái bùa chú hắc ám, thật ảo ma Canada, quỷ biết dùng bùa chú để cường hóa đôi chân u ư, Rokuzo hứng chịu một đạp nằm bất động ở dưới đất, uy lực quá lớn đỡ không nổi. Nhưng ngay khi hắn ra đòn dứt điểm, Benio đã xuất hiện tạo một lá chắn bằng cách chém liên tục vào một khoảng. Tốc độ này quả thực đã lên một tầm cao mới, cô đã hoàn toàn dẹp bỏ nỗi sợ mà đẩy mạnh tốc độ khiến Kamui cảm thấy khá bất ngờ. Vũ điệu ánh trăng lần đầu tiên được kích hoạt đánh Kamui phải nhảy lên trên để né đòn. Tuy nhiên nhiêu đó vẫn là chưa đủ, hắn chỉ dùng đúng một đạp Benio đã bất lực chịu chết. Cơ mà khoan đã, còn Rokuzo ở bên dưới đỡ mỗi khi cô gục ngã nên không sao hết. Cả hai bỗng chốc đã tâm linh tương thông, cùng nhau hợp sức kết nối pháp lực, kết nối tâm trí và kết nối niềm tin không bao giờ chịu đầu hàng. Thứ sức mạnh tình yêu đó đã xuất hiện, một chạm tình yêu một khắc chiến thắng. Mặc dù Kamui vẫn né được ngon lành nhưng hắn đã quyết định cho cả hai một cơ hội. Hãy mạnh hơn rồi trở lại đánh nhau với hắn hoặc sinh ra Miko như lời tiên đoán và để nó đến tìm hắn. Cả hai đã cạn kiệt sức lực nên chẳng thể đuổi theo hắn được nữa mà ngất hết cả đôi. Azima ở bên trên ngồi quan sát nãy giờ nên yên tâm, có thất bại thì ảnh vẫn xuống can thiệp được thôi. Tối hôm đó, Benio giật mình tỉnh giấc thấy mình đang ở trong căn phòng tình yêu rồi Rokuzo khò khò ngay bên cạnh. Nhìn phát biết ngay là do ông thần Azima bày ra, cơ mà lần này cô lại muốn cảm ơn Rokuzo và trao cho cậu gối ngủ thần trưởng.
Tối hôm sau, cả đám tập trung tại ký túc xá để mừng ngày lễ nguyện ước duy nhất của năm. Hôm nay, Benio đặc biệt mặc yukata và nấu mì cho mọi người thưởng thức. Rokuzo mải ngắm sự xinh đẹp này mà quên cảnh báo cho chúng nó rằng trong mì có độc. Đúng lúc này, Ryogo đưa Mazuza tới chơi chung, nhưng vừa tới đã thấy cảnh họ đang tình tứ với nhau thì bố ai chịu nổi. Mazuza chạy đến giáng long thập bát trưởng đánh bay Rokuzo tội dám phát cơm chó trước mặt mình. Mặc dù lúc nãy Rokuzo đang chửi Benio tội bỏ độc vào mì nhưng mà phụ nữ luôn đúng nên thôi, tôi không ý kiến. Vào ngày lễ nguyện ước, mỗi người sẽ viết điều ước của mình lên giấy rồi treo lên cây. Benio hiện đã có sẵn một điều ước, không phải ước được Rokuzo yêu ủng này nọ đâu khỏi hy vọng. Cô ước Ohajiman được chuyển thể thành phim, giải thích một chút, đây là quả truyện ngắn do chính tay Benio sáng tác. Ohajiman có nội dung như sau, ta là Ohaji, cơ thể ta được làm bằng đậu đỏ, trái tim ta được làm bằng gạo. Ta thề sẽ thổi bay kẻ xấu bằng hạt đậu đỏ với tốc độ đủ để xuyên thủng giáp của một chiếc xe tăng. Một câu chuyện ảo ma Canada, Malaysia cực lú. Về phần Ryogo thì không thấy bất ngờ lắm khi anh ước cho người thân bạn bè được bình an. Ước như này sao có thể ghét ảnh nổi cơ chứ? Nói đến đây Benio đã sáng tác xong phần tiếp theo của Ohaji. Nội dung như sau, khi Ohaji thấy những đứa trẻ đói khát, nó sẽ chia một phần thân thể cho chúng, yên tâm là vẫn còn hạn sử dụng mặc dù chi tiết này không cần thiết trong phim. Kể cả khi cơ thể Ohagi bị phá hủy, trái tim chính nghĩa của nó sẽ không bao giờ chết. Tuy nhiên, khi Ohagi bị ăn hết sạch, cái chính nghĩa đó cũng biến mất. Lại một câu chuyện bù bù lờ mao cơ mà tạm thời bỏ qua đi. Mazuza vừa mới thấy một vết thương ở ngay vùng bụng của Rokuzo. Cô chẳng biết làm gì với cái thói cứng đầu của cậu nữa rồi, cô không hề muốn Rokuzo phải chịu thêm bất kỳ nỗi khổ nào nữa. Thế nhưng thật sự khó quá, mỗi khi nhìn cậu chiến đấu với vai trò diệt quỷ sư, cô lại không muốn hay nói đúng hơn là không thể cản bước được nữa rồi. Cùng lúc đó ở bên phía hội pháp sư, Segen vừa mới bắt quả tang Simon dám đi tắm trước cả anh, hình phạt cho cậu ta là phải kỳ lưng cho anh ngay bây giờ. Nhìn những vết sẹo sau lưng Segen mà lòng cậu đau như cắt. Tương lai cậu sẽ phải đối mặt với những con quỷ mạnh bằng hoặc hơn Kamui nên dùng sẹo thay cho cái chết là may lắm rồi. Bà chị Subazu lúc bấy giờ cũng đang ngâm mình trong suối nước nóng và dĩ nhiên là đang không mặc gì. Thế mà ông thần Azima vẫn chui vào ngâm cùng như đúng rồi, lại còn viện cớ rằng Subazu chưa báo cáo vụ huấn luyện cho cặp vợ chồng tương lai. Vì ổng là Azima nên Subazu phải hết sức bình tĩnh kể lại từ đầu đến cuối bỏ phần giữa. Trở lại với Benio, sau khi sáng tác xong kịch bản của Ohajiman, cô nhớ lại từ lúc gặp Rokuzo đến bây giờ rồi viết điều ước của mình lên giấy. Rokuzo cũng viết nhưng cái quái gì đây, ông nhõi này ước được gặp thần lúc 1 giờ sáng. Giờ đó chỉ có xuống gặp Diêm Vương thôi chứ thần nào tiếp bố giờ đó mà ước. Sáng hôm sau, cặp đôi song sát đi dạo một vòng rồi trở về nhà, vừa mới mở cửa bước vào đã nghe tiếng bàn tán xôn xao của Segen với ông Jisama. Thấy có người đứng ở ngoài cửa, Segen liền rời đi và dĩ nhiên không quên lườm hai đứa một cái. Trong khi đó, Ryogo đang có mặt tại công viên để chờ anh Fushi như đã hẹn từ trước. Cơ mà rõ ràng đâu có hẹn người thứ ba đâu, sao lòi đâu ra em gái đẹp như tiên tên Hazuka thế này. Cả ba kiếm quán nước nào ngồi rồi Fushi bắt đầu giải thích rằng Hazuka cũng là diệt quỷ sư như chúng ta, cô ấy học ở Tây Ban Nha, lần này trở về nước Hazuka sẽ gia nhập vào chi nhánh của anh. Hazuka không có ai đi cùng vào cuối tuần nên cũng hơi cô đơn. Thôi anh, nói đến đây em tự hiểu rồi, anh cứ về thoải mái đi. 10 điểm dành cho Fushi, quả đẩy thuyền này không có chỗ nào để chê. Ryogo được Hazuka dẫn đến viện bảo tàng vì cô là một người rất thích nghệ thuật. Cơ mà anh lại không hiểu tí gì nên cứ đứng nhìn một bức ảnh suốt cả buổi. Cơ mà Hazuka không hề cảm thấy ghét bỏ gì, ngược lại cô thấy được sự cố gắng tìm hiểu nghệ thuật từ Ryogo và đi với anh suốt cả ngày. Đến tối, Ryogo có xin lỗi vì mình không hiểu tí gì về nghệ thuật. Nhưng Hazuka lại trả lời rằng bao giờ mình gặp nhau tiếp. Ôi thôi tình yêu tới, Rokuzo khi biết tin cũng bất ngờ lắm, nhưng điều đáng chú ý hơn là việc ông Jisama không hề có tí cảm xúc gì. Simon phía bên này cũng đến phòng gặp Azima để chỉ trích anh vì dám lợi dụng Segen để giải quyết vụ ở thị trấn Nazukami. Rõ ràng đó không phải việc của anh ấy, Azima nghe xong liền phán một câu xanh rờn, thì sao nào? Anh nói thế thì em chịu chứ sao chăng gì nữa? Trở lại với Ryogo, lúc bấy giờ anh đang đi dạo với Hazuka nhưng lại chẳng thấy chủ động gì cả. Phải để con gái người ta nắm tay mình rồi mới ngộ ra rằng mình có EQ bằng 0. Thậm chí Hazuka đã gợi ý nên có một nụ hôn để dễ dàng nói chuyện hơn, thế mà cũng không chịu vì ngại ngùng. Thôi thì đốt cháy giai đoạn là điều không nên. Sáng hôm sau, Ryogo đến nhà trẻ tìm Fushi để xin anh lời khuyên về đoạn tình cảm với Hazuka. Có thật sự ổn không nếu em tiếp tục hẹn hò với cô ấy, là một pháp sư trừ tà em có thể gặp chuyện bất kỳ lúc nào. Fushi liền đáp lại rằng, thứ nhất, Hazuka cũng là pháp sư trừ tà, thứ hai, chúng ta không phải là Sosei hay 12 thiên tướng.
Chúng ta không đủ mạnh để bảo vệ thế giới, nhưng có những thứ chúng ta có thể bảo vệ như gia đình, người yêu hay bạn bè. Thế nên việc tiến tới với Hazuka là điều hoàn toàn nên làm, chẳng phải cậu sẽ có một lý do nữa để chiến đấu sao? Có lời khuyên này rồi thì bây giờ đặt tên con cũng chưa muộn đúng không nhỉ? Một tuần sau đó, lúc Ryogo đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ, cặp đôi song sát thấy liền bước tới chúc mừng anh đã thoát khỏi kiếp FA. Vừa nói dứt câu, đỏ tím bỗng chạy vào báo tin anh Fushi đã mất ở trong Magano. Sau quá trình tìm kiếm dài ngày, tất cả những gì tìm được chỉ là bức ảnh Fushi chụp với đám trẻ. Ryogo lập tức chạy đi tìm Hazuka, còn Yokuzo thì ở lại để hỏi ông Jisama về những chuyện ông đang giấu. Không thể nào cùng một lúc lại có nhiều chuyện xảy ra ở thị trấn này như vậy được. Đến nước này cũng chẳng thể giấu được nữa, mặc dù Segen đã dặn là đừng cho Sose biết nhưng chịu rồi, quỷ truy lạc đang xuất hiện nhiều hơn bao giờ hết ở quanh Nakuzami. Nhắc đến quỷ truy lạc chắc anh em vẫn nhớ đến cái tên Yuto chứ đúng không? Trong khi đó, Ryogo đã phi xe tới chỗ Hazuka và ôm cô vào lòng, anh biết cô hiện đang rất đau khổ nhưng cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh. Còn về phần Sose, cả hai đang đi dạo cho khuây khỏa đầu óc thì đột nhiên, Kinako chui ra báo có một con quỷ với sức mạnh kinh khủng vừa mới xuất hiện. Cả hai lập tức mở cổng Magano bước vào, y như rằng đây là một con quỷ trụy lạc bởi đặc trưng phát sáng ở toàn thân. Yokuzo đứng im như tượng bởi cứ nhìn thấy mấy con trụy lạc là cậu lại nhớ về cái ngày kinh hoàng hôm ấy. Trong khi đó, Benio đang cố gắng chảm sát con quỷ ấy, nhưng thật sự với trình độ của cô bây giờ thì việc đó là không thể. Nó liên tục dùng tia sáng bắn Benio từ mọi phía khiến cô nằm im một chỗ. Yokuzo phải đấu tranh tư tưởng lắm mới có thể lao lên đấm tay đôi với nó được. Dĩ nhiên một mình cậu cũng chẳng là cái thá gì với nó, Segen hiện đã có mặt ở đây nhưng anh quyết định xem Sose có thể làm nên trò trống gì. Yokuzo biết chắc chắn phải dùng chiêu kết hợp giống lúc đối đầu với Kamui thì mới ăn được. Thế nên cậu cùng Benio đã kết nối tâm trí với nhau, tạo ra vầng hào quang tình yêu cùng với việc thúc đẩy pháp lực lên cực hạn. Cuối cùng là nhảy lên chém ra một đòn kiếm tình yêu, cơ mà đúng cái phút 89 sức mạnh ấy lại biến mất nên kẻ chiến thắng lại là quỷ trụy lạc. Segen ngứa mắt hết chịu nổi rồi nên mới ra mặt đuổi cả hai biến về nhà ngủ dùng cái. Anh kích hoạt bùa chú triệu hồi móng vuốt bạch hổ, sau đó kích hoạt bạch hổ liên pháo cào đúng 3 nhát từ xa là tiêu diệt được quỷ. Tiếp theo đó, anh mở cổng một lần nữa đuổi thẳng cổ cả hai biến về nhà và đừng bao giờ quay lại đây nữa, hai đứa không hợp làm pháp sư trừ tà. Nói có hơi nặng nhưng đó là việc nên làm, vì nếu cả hai biết con quỷ vừa rồi chính là Fushi thì sẽ cảm thấy thế nào đây? Sáng hôm sau, trong mặt bộ đôi song sát xị ra một đống khiến Mazuza lo lắng không thôi. Cô có qua hỏi Yokuzo thì lại bị quát thẳng vào mặt coi có chấp nhận được không. Trên đường về nhà ngày hôm đó, Mazuza tình cờ gặp được bố mình nên cô kéo ông vào thẳng nhà hàng ăn bữa cơm. Cô rất muốn hỏi thăm nhiều thứ về ông, nhưng Segen mở mồm ra là nhóc đừng gọi ta là cha nữa, ta không phải cha nhóc, ta là kẻ tồi tệ đã bỏ gia đình đi để làm điều mình thích. Cơ mà nhiêu đây ăn nhầm gì với Mazuza, cô mặc kệ tất cả, mặc kệ sự tệ bạc của cha vì cô và mẹ đều biết rằng cha đang dốc hết sức mình chiến đấu để gia đình không bị cuốn vào chuyện ma quỷ. Mà ngoài chuyện đó, Mazuza còn muốn biết có phải cha là người đã khiến bộ đôi song sát mặt mày buồn hiu ở trường sáng nay không? Cũng chẳng cần phải hỏi vì chắc chắn hung thủ chính là ổng rồi. Nhân đây Segen cũng khuyên cô một câu, không phải với tư cách là một người cha mà là với tư cách một diệt quỷ sư. Thằng Yokuzo nó khác với chúng ta, nó ở một thế giới khác rồi nên đừng có tơ tưởng đến hai chữ tình yêu. Chiều hôm đó, tại biệt thự của bộ đôi song sát, cả hai cùng với Kinako đang ngồi coi TV chiêu chiêu quên hết sự đời. Thế mà bật kênh nào cũng nghe thấy chữ vô dụng, rồi vướng chân hoặc không có tư cách làm này làm nọ. Thôi Kinako tắt luôn cho lành, đúng lúc này, Mazuza xách một đống nguyên liệu tới rồi hô biến ra một bàn đồ ăn thịnh soạn. Nhìn vẻ mặt phê lòi của Kinako là tôi biết nó ngon tới mức độ nào rồi, cơ mà hai người họ chẳng ai chịu cầm đũa lên ăn khiến Mazuza cực kỳ tức giận. Cô quát từng người một rằng có chịu ăn không thì bảo, chửi xong cái mặt cười lại ngay tức khắc khiến Benio rén liền cầm chén bát lên ăn vội. Yokuzo thấy đằng ấy chịu ăn nên cũng nhom nhom ngon lành, dĩ nhiên hai vợ chồng nhà này không thể không cãi nhau trong bữa ăn nên cũng đừng thấy lạ. Ăn uống dọn dẹp xong hết cũng là lúc Mazuza phải về. Yokuzo sẽ tiễn cô về tới tận nhà, sẵn tiện cũng gửi lời cảm ơn vì lúc nào cũng ở bên cạnh mình lúc tồi tệ nhất. Tôi chỉ thấy tội nghiệp cho Mazuza vì đang cố chấp theo đuổi thứ tình yêu không có kết quả. Đột nhiên, Kinako bên này hét toáng lên đồng thời Mazuza ngã khuỵu xuống đất là tôi biết không ổn rồi. Đằng sau lưng cô ấy dần dần hiện ra thứ mà chỉ quỷ trụy lạc mới có. Benio rất nhanh đã chạy đến nhưng cũng chẳng thể làm gì, Mazuza bị đưa lên trên không kèm theo đó là không gian xung quanh bị biến thành thế giới Magano. Thôi xong, Mazuza chính thức hết cứu, quỷ trụy lạc theo lý thuyết thì chỉ có thể giết chứ không thể cứu. Benio nhanh chóng đưa Yokuzo sang một bên thoát khỏi đòn tấn công của Mazuza. Ngay sau đó, Mazuza lao tới đánh bay Yokuzo sang một bên rồi tóm lấy Benio, cuối cùng là ném Benio tới chỗ cậu ấy khiến cả hai nằm la liệt dưới đất.
Đúng lúc này, Segen xuất hiện đánh lùi Mazuza bằng móng vuốt của anh rồi nhảy xuống hỏi con quỷ đó có phải Mazuza không. Cả hai im lặng tức có nghĩa là đúng, bây giờ Segen sẽ thanh tẩy nó, không thương xót, không khoan nhượng vì con bé biến thành quỷ trị lạc tức là đã chết rồi. Nói xong, Segen dùng búa chú triệu hồi móng vuốt bạch hổ rồi đuổi đánh Mazuza đến cùng trời cuối đất. Yokuzo lúc này chỉ biết than trời trách đất, trách chính bản thân quá yếu đuối, chẳng thể bảo vệ thứ gì cả. Benio vô tình chạm vào người cậu vì muốn an ủi thì đột nhiên có tiếng của Mazuza đâu đó quanh đây. Cứu mình với, Yokuzo, Benio, làm ơn nhanh lên đi. Chắc có lẽ đây là khả năng mà chỉ có Sose mới có được, mặc dù không bằng 12 thiên tướng nhưng Sose vẫn làm được điều gì đó khi hợp tác với nhau. Trong khi đó, Segen vừa mới ăn một cú đập xuyên người vì đã do dự một giây khi nhìn gương mặt con gái mình. Ngay sau đó, bộ đôi song sát bay tới với sức mạnh cộng hưởng đá bay Mazuza. Tiếp theo đó, cả hai quay sang giải thích với anh về chuyện có thể nghe được tiếng nói của Mazuza và mong anh hãy chỉ cách cứu lấy cô ấy. Đúng thật có một cách, nó còn lại là cách mà chỉ Sose mới có thể làm nổi. Bàn bạc xong xuôi, Segen lập tức trói Mazuza lại rồi chạy tới để bộ đôi song sát lo việc còn lại. Cái cách mà anh nói đó là dùng phép thuật tối thượng thanh tẩy mọi loại quỷ. Thứ phép thuật ấy cần một nguồn pháp lực khổng lồ mà không ai trong hội pháp sư có thể đáp ứng được. Nhưng đối với Sose thì lại khác, bởi họ sở hữu kỹ năng cộng hưởng với khả năng dung hợp sức mạnh cực khủng. Tuy nhiên, thành công thì chưa biết ra sao chứ thất bại một cái là xác định mất hết tất cả. Vì cơ hội chỉ có một nên không được phép thất bại, cả hai nắm lấy tay nhau, kích hoạt cộng hưởng và đẩy nó lên mức tối đa. Nhất nhị tam tứ ngũ lục thất bát cửu, 9 loại ấn chú kết hợp phóng thẳng về phía Mazuza đưa cô trở lại hình dạng con người. Thành công rồi, thật sự đã thành công rồi mọi người ơi, thế nhưng sao Yokuzo lại trông đau khổ đến thế cơ chứ? Dường như chúng ta đã quên rằng cậu ấy có một quá khứ cực kỳ đau khổ với quỷ trị lạc. Phải chi lúc đấy có được sức mạnh này thì mọi người đâu phải chết. Cơ mà khoan hãng đau buồn, chuyện còn chưa kết thúc bởi Yuto đang đứng ngay trước mặt. Benio cố gắng cầu xin anh trai hãy giải thích một lời cho em, sao anh lại làm những chuyện này? Anh muốn bi kịch Hinatsuki xảy ra thêm một lần nữa ư? Yuto lập tức đáp trả, câm mồm vào, mày không có liên quan đến việc này. Câu trả lời của hắn khiến Yokuzo thực sự phẫn nộ, cậu chạy tới chỗ hắn với tay không tấc sắt và dĩ nhiên Segen sẽ không để Yokuzo đi nộp mạng. Cả cậu với Benio đều chẳng còn chút pháp lực nào sau khi sử dụng phép thuật tối thượng. Đừng quên rằng ta cũng đang giận dữ như nhóc, không, có khi còn hơn cả nhóc ấy chứ. Yuto bắt đầu mất kiên nhẫn, vì Segen cũng là một trong những nguyên nhân khiến lũ quỷ trị lạc mà hắn tạo ra. Bao nhiêu món quà dành riêng cho Yokuzo mà một mình ông dám hưởng sái hết, vì thấy gọi Segen bằng anh hơi sai vai vế nên tôi sẽ chỉnh lại cách xưng hô nha. Nói xong, Yuto kích hoạt kỹ năng dịch chuyển thời không, đưa đầu lũ quỷ tới để tăng thêm sức mạnh cho chiêu thức đạn bá liệt quang. Yuto tự tin khẳng định, tôi sẽ giết một trong 12 thiên tướng ngay tại đây. Segen lập tức đáp lại bằng bùa chú, lốc xoáy bạch hổ phá nát đạn liệt của Yuto, đồng thời đáp trả lại câu khẳng định vừa rồi. 12 thiên tướng không phải là một danh xưng tạo ra cho có, những người nhận được sức mạnh và có thể chuyển hóa nó thông qua bùa chú. Hơn hết là phải được các diệt quỷ sư khác thừa nhận thì mới có danh hiệu thiên tướng. Ví dụ như bộ giáp pháo hổ bạch liên của Segen lúc này đây. Anh hất nhẹ cái móng vuốt một phát là cuồng phong trỗi dậy đánh thẳng về phía Yuto. Tiếp theo đó, anh thủ thế hổ vồ mồi căn thời cơ đẹp rồi nhảy lên tung một phát cào cực mạnh. Tưởng rằng Yuto nó rơi nước mắt vì thốn, ai có ngờ hắn đang buồn vì mới chỉ có 2 năm mà hắn lại mạnh hơn Segen nhiều đến vậy. Bộ giáp của Segen đã bị Yuto phá nát và như vậy, kết quả trận đấu đã có. Yokuzo định một lần nữa dùng cánh tay quỷ combat nhưng đã quá muộn rồi, Yuto nhảy thẳng tới chỗ cậu định kết thúc cuộc đời cậu ngay tại đây. Đúng lúc này, Segen lao ra đỡ lấy cú đấm đó rồi dùng bùa kết giới phong tỏa bộ đôi song sát lận. Sứ mệnh của anh nói riêng và của 12 thiên tướng nói chung là phải bảo vệ Sose, cho dù có phải mất đi cái mạng này. Segen kích hoạt bùa nổ khiến Yuto phải lùi lại liên tục để anh có thời gian khuyên Yokuzo quay về. Đương nhiên Segen sẽ phải ở đây để tiêu diệt tận gốc Yuto. Nếu anh trốn chạy, bi kịch Hinatsuki có thể xảy ra nhiều lần nữa. Riêng Sose bắt buộc phải sống sót vì cả hai phải thực hiện sứ mệnh sinh ra Miko, đứa trẻ cứu tinh của nhân loại. Cuối cùng, Segen gửi lời cảm ơn vì đã cứu Mazuza giúp mình. Vậy là anh đã chăn chối xong, đến giờ tử thủ với Yuto, Segen liên tục dồn pháp lực vào lá bùa phát nổ, vừa nhồi nhét vừa chạy đến chỗ Yuto với ý định ôm bom cảm tử. Một vụ nổ lớn đã xảy ra, thế nhưng sau vụ nổ, Yuto vẫn sống nhân răng bởi hắn đã kịp thời lách sang một bên. Thật bất ngờ khi cả Segen cũng thế khi Yokuzo đã tự phá kết giới để lao đến cứu ông. Cậu nhẹ nhàng đặt Segen xuống rồi quay sang đấm vào mồm Yuto một phát. Quả đó đau thật nhưng chẳng thấm thía gì với hắn ta cả. Nếu hắn ta muốn thì ngay bây giờ có thể tiêu diệt toàn bộ người có mặt ở đây. Nhưng hắn cần Yokuzo mạnh mẽ hơn nữa, đủ để vào thế giới của quỷ với hắn từ giờ về sau.
Đương nhiên Yokuzo sẽ không đồng ý, thế nên hắn đã nảy ra một ý, đúng giờ này ngày mai gặp nhau tại nơi kỷ niệm lúc xưa. Nếu không người thân, bạn bè và toàn bộ mọi người sống ở thị trấn Nazukami sẽ biến thành quỷ trụy lạc. Benio sốc toàn tập sau khi nghe những lời anh trai nói, còn Yokuzo thì chỉ biết hét thật lớn tiếng hai chữ chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Sau đó, cả hai quay về với hai cha con đang ở trong tình trạng thương tích đầy mình. Jigen được đưa vào phòng cấp cứu, còn Mazuza nhẹ hơn, chỉ cần hồi phục ở phòng bệnh là đủ. Benio lúc bấy giờ đang cực kỳ áy náy vì những việc anh trai làm. Trong khi đó, Yokuzo được ông Jisama gọi ra một góc để nói rằng hội pháp sư vừa mới thành lập một đội tiêu diệt Zuto bao gồm Suzaku, Tajizo, Dion và Seju, tất cả đều nằm trong 12 thiên tướng và sẽ sớm khởi hành đến đây. Tiếp theo đó, ông đưa cho cậu một cái vali mà Seigen nhờ rồi sau đó quyết định như nào là ở cậu. Đêm hôm đó, Yokuzo ngồi trong phòng mở vali ra xem thử mới biết hóa ra Seigen vẫn nhớ những gì ông từng hứa lúc xưa. Khi nào Yokuzo được ông công nhận đủ mạnh, đủ chín chắn thì ông sẽ trao cho cậu bộ diệt quỷ sư màu đen, thứ mà chỉ những diệt quỷ sư cực mạnh mới có. Yokuzo xúc động đến nỗi không kìm được bản thân, lập tức chạy qua phòng Benio đứng ngoài cửa và nói: ngày mai tôi sẽ đi đánh bại Zuto một mình, nói thật năng lực của tôi còn rất yếu so với hắn nhưng tôi vẫn phải đi, tôi phải đánh bại hắn, vì tôi là diệt quỷ sư. 2 năm trước tôi vốn đã chết một lần, nhưng từ khi cậu bước vào cuộc đời tôi Benio à, tôi như được hồi sinh. Cậu đã khiến thời gian của tôi chuyển động lại, cậu đã khiến niềm tin chiến đấu trong tôi rực cháy lên. Lưu ngay cái văn này vào nếu anh em không muốn bị cờ rút từ chối. Trở lại chuyện chính, Benio lập tức đáp lại: ngày mai tôi sẽ đi cùng với cậu, tôi không muốn nhìn bất cứ ai bị tổn thương bị anh ấy nữa. Vậy là chốt xong đội hình ra trận. 24 tiếng trước khi vào trận chiến, Benio vác một túi khổng lồ chứa đủ loại vũ khí cũng như bùa chú. Bây giờ cả hai sẽ tìm chiến thuật hợp lý nhất để đánh bại Zuto vào ngày mai. Đầu tiên, Benio muốn biết ngoài cánh tay quỷ, Yokuzo sử dụng được loại vũ khí gì. Thì Yokuzo là người trung thủy nên chỉ một, không nghe lầm đâu là một đó. Trông cái mặt Benio khinh thường chưa kìa. Cơ mà riêng về khoản bùa chú thì loại nào Yokuzo cũng cân tất, bao gồm cả loại màu đỏ mà Seigen tặng cho cậu. Có lẽ màu đỏ sẽ đẳng cấp hơn loại thường về mặt nào đó. Rồi bây giờ đến phần chiến thuật, Yokuzo tính sẽ cường hóa cánh tay phải bằng bùa chú làm một đấm kết thúc trận đấu, hoặc là cường hóa đôi chân để tiếp cận Zuto trong nháy mắt. Hai chiến thuật cái nào cũng ổn, cơ mà là ổn lòi lìa ấy, nghĩ cái gì Zuto dễ bị đánh bại đến như thế. Cứ nhìn tấm gương sáng Seigen mà học hỏi theo đi. Theo Benio, lựa chọn duy nhất lúc này là cộng hưởng, chỉ có nó mới đem lại chiến thắng cho đôi ta mà thôi. Trước mắt, ta nên tìm hiểu về điều kiện kích hoạt cũng như giới hạn số lần sử dụng cộng hưởng. Nhưng khoan đã, muốn kích hoạt cộng hưởng thì phải nắm tay nhau, mà trông cái mặt Benio đỏ ửng cả lên thế này thì đỡ làm sao được. Quên mất lúc cả hai nắm tay là lúc đang chiến đấu nên không nghĩ ngợi gì. Giờ luyện tập cảm thấy ngại thôi rồi, cứ phải để Kinako ra tay chửi cho một trận thì mới tập trung vào việc chính được. Yokuzo quyết định test thử kỹ năng ma đạn xuyên không trước. Nắm tay các kiểu rồi mà sao uy lực vẫn như mọi khi thế nhỉ? Chắc chắn cộng hưởng vẫn chưa được kích hoạt. Câu trả lời là ý chí, cảm xúc và suy nghĩ của cả hai phải liên kết, hay nói vắn tắt là tâm linh tương thông thì mới được. Bằng chứng là lần một kích hoạt, cả hai đều có cùng ý chí chống lại Kamui, lần hai thì khao khát cứu được Mazuza. Cho nên bây giờ đôi ta thử nghĩ về Zuto rồi làm lại phát xem. Đúng thật, lần này cộng hưởng đã được kích hoạt, ma đạn xuyên không trung, cấp như luật lệnh. Uy lực bắn ra ít phải gấp 5 lần vừa nãy, giờ biết cách kích hoạt rồi thì đến bước tiếp theo là kiểm tra giới hạn của cộng hưởng. Sau 2 tiếng sờ bam liên tục, cả hai đã đi đến kết luận rằng chỉ cần còn pháp lực là còn cộng hưởng được, không giới hạn số lần. Ok, Benio thấy tập luyện như vậy là quá đủ, phải dưỡng sức cho cuộc chiến dai dẳng ngày mai nữa nên nghỉ ngơi sớm là lựa chọn cần thiết. Nhưng Yokuzo lại muốn tập chiêu thức mới trước khi ngủ nên sẽ ở đây thêm chút nữa. Benio không có ý kiến mà lên tắm rửa rồi đi ngủ luôn, cơ mà cô lại gặp phải cơn ác mộng kinh hoàng bị thứ anh trai ác quỷ ăn tươi nuốt sống khiến cô giật mình tỉnh dậy. Không thể giữ nổi bình tĩnh, Benio chạy thẳng một mạch đến nhà bà Vú để tìm lại cảm giác an toàn. Bà ấy mang cho Benio một mâm Ohaji, nhưng hiện tại cô không thể cầm đũa lên được vì vẫn còn run, cô rất sợ và muốn trốn chạy. Bà ấy cũng đồng ý nếu thấy sợ cứ việc chạy thoải mái, cứ việc làm mọi thứ cô muốn nhưng hãy chắc chắn việc đó sẽ không làm cô hối hận. Đây cũng là điều tôi muốn nhắn nhủ đến anh em, hãy suy nghĩ thật kỹ và một khi đã lựa chọn thì đừng hối hận, nhớ lấy là đừng hối hận. Benio đã thông suốt mọi chuyện nên xin phép chạy thẳng về nhà gặp Yokuzo. Vừa mới bước xuống hầm đã thấy bức tường bị lõm một khúc sâu, còn ông nhõi này thì ngủ như chết. Hóa ra bùa chú đỏ còn kinh khủng hơn cả cộng hưởng hiện tại à, tự dưng Benio lại có cảm giác yên tâm đến lạ thường, đến nỗi cô ngủ thiếp đi bên cạnh Yokuzo lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, cả hai lập tức lùi ra xa 10 mét, cơ mà đây cũng chẳng phải lỗi của ai nên thôi bỏ qua.
Benio lên trên phòng mặc bộ váy đen do chính bà Vú thiết kế, đạp chân Yukuzo một phát lấy may rồi cả hai mở cổng vào Magano Hello Motherfucker Juto. Hắn rất vui mừng vì Yukuzo đã đến đúng hẹn nên bây giờ hắn sẽ tặng cho cậu một phần quà. Đuổi theo hắn rồi cậu sẽ thấy căn phòng cực kỳ quen thuộc của một lũ ngu ngốc vô giá trị theo như lời Juto nói. Juto cũng chuẩn bị cho Yukuzo một bông hoa màu trắng nếu như cậu từ chối lời mời đi cùng với hắn. Dĩ nhiên Yukuzo nói thẳng, tao thà chết còn hơn đi chung với mày, hôm nay tao đến đây là để thanh tẩy mày như một diệt quỷ sư. Juto đã đoán trước được quyết định này nên không bất ngờ lắm, nhưng còn đứa em gái vô dụng trong mắt hắn có mặt ở đây khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn nói tao sẽ nghiền nát hai đứa mày rồi vứt cho bọn quỷ ăn thịt. Dứt câu, Juto tốc biến tới đấm bay Yukuzo vào tường ngay trước mặt Benio. Cái tốc độ quái quỷ gì đây? Benio nhanh chóng tiếp cận bằng vũ điệu tử thần nhắm vào yếu điểm của hắn, tuy nhiên chỉ một tay, Juto đã đập nát thanh kiếm, sau đó quay qua lại dùng một tay nắm gọn ma đạn xuyên không từ Yukuzo. Tiếp theo đó, hắn phi thẳng tới chỗ Yukuzo đúng như những gì cậu đã dự đoán trước, con cá chuẩn bị sa vào lưới. Benio lập tức nhảy tới chỗ Yukuzo, nắm tay cậu và thi triển ma đạn xuyên không trung cấp độ cộng hưởng. Uy lực tăng gấp 5 khiến Juto có chút suy nghĩ. Chưa hết, Yukuzo tiếp tục nhảy tới cùng Benio kích hoạt lần cộng hưởng thứ hai với chiêu một kiếm diệt quỷ với sức mạnh cộng hưởng. Dư chấn từ đòn đó mạnh đến nỗi Kamui ngồi tít phía xa vẫn thấy được là hiểu rồi. Thế mà Juto như kiểu chẳng hề hấn gì, ngược lại hắn còn kêu chúng mày chỉ có nhiêu đó thôi à. Yukuzo lập tức đáp lại bằng búa chú đỏ. Cánh tay của quỷ kết hợp với uy lực của búa chú đỏ. Diệt trừ đi, thanh tẩy đi, cấp cấp như luật lệnh, Yukuzo đồng thời giải phóng pháp lực và dung hợp vào lá bùa rồi đẩy hết vào trong cánh tay quỷ. Tiếp theo, cậu dùng bùa sao băng đấm ra một tia lửa xuyên phá che khuất tầm nhìn của Juto. Cuối cùng tốc biến tới đấm liên tục với tốc độ cực nhanh. Tuy nhiên, nhiêu đây vẫn chưa là gì với Juto cả cho nên phải thêm tí mắm tí tình yêu vào. Benio rất nhanh đã chạy tới kích hoạt cộng hưởng, cánh tay quỷ kết hợp cộng hưởng bằng cú đấm tối thượng quỷ yêu quỷ ma. Một kích đấm bay Juto đi 10 cây số, nhưng cú đó chỉ khiến hắn lộ rõ cái cơ thể quỷ của hắn thôi chứ không có tác dụng lắm. Ngay từ đầu, hắn đã cố kìm nén sức mạnh để duy trì hình dạng của con người. Đang gáy rất to cái đột nhiên, Juto ói máu rồi khụy xuống khiến Yukuzo tưởng đòn lúc nãy có tác dụng. Cậu lập tức nhảy tới dồn thêm một đấm nữa cơ mà tiếc quá, nãy giờ hắn ta diễn đấy. Benio nhanh chóng chạy lên theo chém liên tục để giải thoát cho Yukuzo. Hậu quả cho việc tự mình solo với hắn là một cước lên hàm và tệ nhất là một chưởng nát chân phải. Benio đã chính thức què một chân khiến Yukuzo vô cùng tức giận. Cậu lao lên đánh một cách liều lĩnh để rồi bị hắn ta đẩy nhẹ một phát nằm im dưới đất. Chưa hết, Juto quay sang nắm tóc Benio giật lên, lấy cái cài tóc lúc trước hắn tặng cho cô rồi bóp nát nó. Chỉ Benio là đồ phế vật không đáng sống, nói xong hắn cho bọn quỷ xung quanh xử lý cô rồi tiếp tục cuộc vui với Yukuzo. Đúng lúc này, Kamui xuất hiện với một đạp thổi bay lũ quỷ. Hắn hỏi Benio có muốn sức mạnh để chiến đấu tiếp hay không, hắn có thể dùng sức mạnh của quỷ để thay thế đôi chân què quặt của cô ngay bây giờ. Lý do đơn giản chỉ vì hắn thích, hắn muốn đánh với kẻ mạnh nên giờ cứu cô là để sau này cô cùng Yukuzo mạnh lên rồi chiến đấu với hắn. Vẫn u như kỹ, cô có 10 giây để quyết định, trong khi đó Yukuzo vẫn đang bị Juto hành xác bên kia nên cần phải nhanh lên. Thời gian vẫn đang dần trôi, 5, 4, 3, 2... Sức mạnh, tôi muốn sức mạnh để đứng cạnh cậu ấy, ta muốn sức mạnh để ngăn anh trai, ta muốn sức mạnh để giết người. Câu trả lời hoàn toàn thỏa mãn Kamui, ngay bây giờ, hắn cam đoan nếu cô biến thành quỷ trụy lạc thì đích thân hắn sẽ giết cô. Bắt đầu quá trình chuyển hóa, Benio rơi vào vực sâu đen tối với hàng trăm, hàng nghìn tiếng oán than của quỷ. Cô có lẽ đã biến thành quỷ trụy lạc nếu không có tiếng gọi của Yukuzo, tiếng gọi của chồng tương lai. Nhờ nó mà quá trình chuyển hóa đã hoàn tất. Tốc độ được nhân lên 10 lần và tha cho tôi đi, đôi chân này quá đẹp để gọi là thứ dơ bẩn. Benio bắt đầu áp chế Juto, dồn hắn ta vào đường cùng bằng những cú đạp với tốc độ và sức mạnh nhân 10. Hắn ta có thể đỡ đòn, có thể phản đòn, có thể làm quần què gì cũng được nhưng không thể lật kèo nổi đâu, bởi Benio tầm này không khác gì một chiến thần diệt quỷ. Bị đứa mà hắn cho là vô dụng đánh cho nát người, chắc hắn Juto đang cay lắm lắm luôn. Bây giờ Benio sẽ giáng đòn kết liễu, tội ác và sự dơ bẩn của hắn sẽ biến mất. Combo 10 cú đá trong vòng 1 giây, kích hoạt. Chưa hết, tiếp tục là một combo khác nữa cơ mà tôi rất tiếc phải nói rằng thời gian đã hết. Tới giờ Juto lên làm bố, vốn dĩ sức mạnh của quỷ là một thứ không ổn định nên tất nhiên nó sẽ trở thành vô dụng nếu vật chứa không đủ mạnh. Benio cố điều khiển được đến lúc này đã là kỳ tích rồi. Vừa nói, Juto vừa đạp thật mạnh lên đầu Benio, tiếp đó, hắn xách đầu cô lên và nói sẽ bẻ gãy tứ chi rồi kết liễu bằng một cú đấm thẳng mặt. Đúng lúc này, Yukuzo chạy đến cản lại và hất tay của hắn ra. Ngay sau đó, cậu bị hắn đấm xuyên bụng ngã xuống dưới đất. Nhưng, Yukuzo vẫn cố gắng gượng dậy đấm vào mặt hắn một phát sau đó quay sang nói với Benio rằng, nhiêu đây sao đủ để giết tôi được? Sao tôi có thể dậm chân tại chỗ vì cái này cơ chứ?
Đột nhiên, cơ thể Rokujo phát sáng tỏa ra hào quang của một chân nhân lục đạo cực kỳ quen thuộc. Ai coi Nả Du tỏ chắc chắn sẽ biết hình dạng này, lỗ hổng trên người Rokujo hồi phục ngay tức khắc. Sức lực quay trở lại đưa Rokujo đến với cái thế lật kèo, cậu đấm Zuto một phát sau đó đấm thêm phát nữa phá hủy liệt quang bá đạn hắn tung ra. Zuto phá bỏ hình dạng con người, thi triển tối đa sức mạnh của quỷ để đánh một trận sống còn với Rokujo. Cả hai tầm này chỉ xem thằng nào trâu bò hơn là thằng đó thắng. Vừa đấm, Rokujo vừa nhớ lại những ký ức xưa cũ ở lớp học đó. Cậu tự hỏi tại sao lại bi thương đến vậy, tại sao mày lại có thể làm như thế, tao sẽ mạnh hơn nữa, đủ để giết mày thì thôi. Ngay sau câu nói đó, Zuto tung một cú đấm ngàn cân đánh gục Rokujo. Nhưng chỉ khi cậu ấy không có sức mạnh của niềm tin, sức mạnh của những người đã khuất đỡ dậy mà thôi. Lật kèo lần hai, Rokujo đứng dậy đấm trả một cú hết sức đánh cho Zuto rơi thẳng xuống hố sâu không đáy. Benio thấy thế liền cố lết đến bên cạnh Rokujo và nói tạ ơn trời cậu ấy vẫn còn thở. Rokujo tỉnh dậy lập tức rơi nước mắt trách cô sao có thể sử dụng sức mạnh của quỷ tùy tiện như thế. Sẽ ra sao nếu cô thất bại đây, tôi sẽ ra sao nếu cô trở thành quỷ trụy lạc. Benio nghe xong liền trách ngược lại cậu, thật sự tôi nghĩ cậu đã chết rồi cơ, cậu không được phép chết, cậu không được phép bỏ tôi lại cái thế giới đau khổ này. Rokujo mỉm cười và nói, về nhà cùng ăn Ohaji thôi. Sáng hôm sau, Rokujo tỉnh dậy thấy Benio đang ngồi xe lăn rồi cái gì mà đang ở tận Kyoto. Chưa kể mới trải qua trận chiến sống còn mà Azima biến thái lại gọi cả hai tới trụ sở làm cái gì không biết. Vừa mới đặt chân đến mà cả hai đã bị 12 thiên tướng chỉ trích rằng sao không đợi chúng tôi tới. Benio lập tức lên tiếng giải thích nếu không hành động ngay, Zuto sẽ biến cả thị trấn thành quỷ trụy lạc. Cơ mà giờ có chửi hay có giải thích cũng chẳng để làm gì, Azima thật sự đã hết kiên nhẫn rồi. Anh muốn cả hai về sinh con càng nhanh càng tốt, sau đó rút lui ở ẩn sống một cuộc sống bình yên đến cuối đời đi. Rokujo tức giận quay qua kêu Benio đi để con ngay bây giờ cho ổng vừa lòng. Sinh ra Miko xong rồi chúng mình đi tìm Zuto đập tiếp. Nói chứ nghĩ gì Rokujo để một đứa trẻ mới sinh ra gánh vác thứ trách nhiệm to lớn đến thế. Cậu dõng dạc tuyên bố trước mặt 12 thiên tướng rằng tôi cùng Benio sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến giữa diệt quỷ sư và quỷ ok chưa. Azima đồng ý tuy nhiên anh sẽ chỉ cho cả hai nhiều nhất là 2 năm để mạnh hơn 12 thiên tướng bởi tai họa sắp ập tới rồi. Cùng lúc đó, Mazuza bên này vừa mới leo lên sân thượng để tìm ông bố già, bắt ổng dạy cho mình trở thành một diệt quỷ sư chính hiệu. Chiều hôm đó, bộ đôi song sát cùng nhau đến lễ hội chơi cho khuây khỏa đầu óc. Cơ mà trông Benio có vẻ vẫn chưa thấy vui lắm nên Rokujo kêu cô đợi tí rồi chạy đi lấy cái gì đó. Phải tận một tiếng sau cậu mới quay lại với đôi cài tóc lấy được nhờ bắn súng ở gian đồ chơi. Nhìn qua thôi Benio cũng biết cậu đã tiêu sạch ví mới lấy được nên cô sẽ cực kỳ trân trọng nó. Một tháng sau đó, đỏ tím cùng nhau phối hợp trong Magano bắn hai chưởng nhắm vào hai chân của con quỷ khổng lồ. Tiếp đến tới lượt Hazuka đấm thương tới làm nốt phần việc còn lại. Mấy con quỷ lắt nhắt đánh lén xung quanh cứ để anh yêu Ziogo lo nên cứ thoải mái. Phối hợp là hay đến từ bộ tứ chuyên đánh ở tuyến sau cầm chân giúp bộ đôi song sát. Còn ở phía đằng xa, Mazuza lần đầu đi bút dưới vai trò diệt quỷ sư nên còn đang loay hoay không biết làm gì. Đúng lúc này, từ dưới lòng đất xuất hiện một con quỷ ba đầu cùng với đó là bộ đôi song sát chui lên để kết liễu nó. Dù mãi mới chịu lên nghĩ sao có thể tha cho nó dễ dàng như vậy được, Mazuza kích hoạt bùa chú kết giới, trói hai cái đầu của nó lại để bộ đôi song sát dồn đam đánh gục nó. Lần đầu như vậy đã là quá tốt rồi, nhưng tự dưng tự mình kích hoạt bùa trói mình là có ý gì đây? Thôi thì cứ đứng im đó hết đi, bộ đôi song sát tung chưa dứt điểm quỷ ba đầu cái đã rồi quay lại cứu sau, chuyện gì khó có cộng hưởng lo. Xong việc, Mazuza chạy đến tính ăn mừng với Rokujo cũng như Benio. Thế nhưng mà cái tính hậu đậu đã giúp Rokujo được úp mặt vào sông quê khiến Benio cực kỳ khó chịu. Kinako thấy sắp muộn giờ mà còn đứng đây cãi nhau nên mới ra nhắc rằng hôm nay là ngày mọi người lên cao chung đấy. Cùng lúc đó, Azima và 12 thiên tướng đang có mặt tại nơi xuất hiện một cái hố khổng lồ liên kết với Magano. Chuyện này chưa từng có tiền lệ cộng thêm việc Tataza liên tục nhắc đến cái tên Kuzanashi là Azima biết rồi. Chắc chắn có liên quan đến bọn quỷ Basaza nên sắp tới sẽ mệt mỏi lắm đây. Trở lại với Rokujo, mới ngày đầu vào trường mới mà cậu đã khá nổi tiếng với phái nữ bởi gương mặt đẹp dai. Tính tình thích giúp đỡ bạn bè với lại hòa đồng nên điều đó là dễ hiểu. Mazuza cũng công nhận dạo này Rokujo học hành và luyện tập rất thường xuyên. Thể thao, viết linh phù, cả việc nhà cũng xử gọn trong lòng bàn tay, thế này mấy em gái không chết mê chết mệt mới là lạ, bao gồm cả Benio, người sống với Rokujo sương sương cũng đã 2 năm rồi. Mazuza thấy mãi mà hai người chẳng có tiến triển gì nên muốn dạy Benio top những cách tấn công bằng cơ thể. Nhắc nhẹ là nếu cô không chủ động đến lúc bị cướp mất thì đừng có khóc. Nhờ vậy mà tối hôm đó, Benio mới nhắc tới vụ sinh con đẻ cái với Rokujo, cô muốn biết ý cậu như nào. Trong 2 năm qua, cô đã biết thêm nhiều điểm tốt của cậu nên bắt đầu có ý nghĩ sẽ thực hiện sứ mệnh của Sose.
Rokujo dĩ nhiên đã nghĩ tới vụ này, lại còn nghĩ rất nhiều là đằng khác. Cậu nói có thể tương lai sẽ sinh ra Miko nhưng không phải bây giờ. Chỉ vậy thôi là quá đủ rồi, Benio nói sẽ trân trọng tình cảm đó của cậu. Sáng hôm sau, thời sự đưa tin rất nhiều người dân đã bị trúng một loại độc kỳ lạ chưa từng xuất hiện. Cộng với việc Kinako báo có quỷ tới thì có lẽ bão tố đã tới sau một khoảng thời gian sóng yên biển lặng rồi. Vẫn như cũ, bộ đôi song sinh cùng nhau tiêu diệt quái trong vòng nửa nốt nhạc mà không cần đến sự trợ giúp của tuyến sau. Bỗng Rokujo thấy có vầng sáng xuất hiện trên sân thượng của tòa nhà trước mắt. Không chần chừ, cậu nhanh chóng chạy lên xem thử và phát hiện có đứa bé đang ngồi một mình nơi đây. Con bé thấy Rokujo một cái là chạy đến ôm rồi cười hạnh phúc. Cơ mà Mazuya hỏi gì cũng không trả lời, rồi chạy qua nhìn Benio thì lại xị cái mặt ra trông ghét chưa kìa. Cả đám quyết định đưa con bé về rồi tính gì thì tính. Segen với Jisama nhìn con bé lại nhớ đến Rokujo, cậu lúc trước cũng được phát hiện ngồi một mình trong Magano chứ đâu. Sau một lúc coi TV chán chê, con bé đột nhiên nói răm rắp y chang những gì được xem, cái tốc độ tiếp thu kinh khủng gì thế này. Rokujo quyết định đặt tên con bé là Sae rồi đem con bé về biệt thự tạm thời chăm sóc. Trông có khác gì một gia đình ba người hạnh phúc không? Tôi đến lại còn kể chuyện Ohaji man cho con bé dễ ngủ rồi cả ba ngủ như chết từ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, bộ đôi song sắt gửi nhờ Sae cho ông bà trông giúp rồi cùng Mazuya đi đến trường. Nhưng đang đi thì đột nhiên khói độc xuất hiện làm mọi người xung quanh bất tỉnh nhân sự. Khung cảnh xung quanh không khác gì thế giới bị đại dịch zombie xâm lấn, điều cần làm bây giờ là tìm nguồn phát ra khí độc và chặn nó lại. Kể cả diệt quỷ sư cũng có thể nhiễm độc nếu bất cẩn nên cần nhanh chóng giải quyết đống khí độc này. Kinako một lần nữa chui ra chỉ tay lên trời nói có cả đống quỷ xuất hiện kia kìa. Không thể tin được, từ bao giờ chúng nó có thể ra vào thế giới bên ngoài một cách dễ dàng đến thế. Rokujo lập tức dùng bùa chú đỏ triệu hồi cánh tay quỷ level 2, Benio cũng đeo mặt nạ bắt đầu đi clear quỷ, ước chừng khoảng 2 giây là xong. Bây giờ cả hai sẽ tiến thẳng đến trung tâm khói độc để xem thử, còn Mazuya hãy chạy về ký túc xá báo tin để tìm viện trợ càng nhanh càng tốt. Ở ký túc xá lúc bấy giờ, vòng quay của Jisama liên tục quay như trong chóng khiến mọi người rất đau não. Lại thêm Mazuya chạy về báo tin nữa thì thật sự không thể ngồi yên được nữa rồi. Điểm rồng đen đã xuất hiện theo như lời Segen nói, ông đứng dậy nhờ Jisama với bà Vú ở đây liên lạc với trụ sở. Còn lại mau chóng ra ngoài đi với ông thanh trừng lũ quỷ, cơ mà khoan đã, Sae leo lên đầu Segen đòi đi theo cho bằng được nên ok. Ông sẽ mang con bé đến chỗ an toàn nhất là bên cạnh Sose. Segen đã mất đi một cánh tay nên chiến lược chắc chắn sẽ không thể như trước được. Ông cũng rất khó chịu khi một lần nữa phải nhờ sự giúp đỡ của Rokujo, cái tôi cao ấy mà. Quỷ trụy lạc đang xuất hiện ở trong thị trấn nhiều hơn bao giờ hết. Có người chỉ biết đừng im chờ chết, cũng có người hy sinh mạng sống của vợ để cứu lấy bản thân. Dĩ nhiên tên đàn ông đó không hề có kết cục tốt đẹp gì, hắn gặp phải một con ba sa da tóc hồng điên loạn. Ả ta dùng bùa chú triệu hồi ra cặp lưỡi hái siêu to khổng lồ sau đó xoay trục vòng cắt hắn ra thành trăm mảnh. Đây là hậu quả của việc hy sinh người khác để cứu lấy mình, quỷ thì quỷ nhưng vẫn có tình người chứ. Đặc biệt, Ả ta còn là một sóc sơ ta bởi Ả có thể vừa hát vừa múa cùng đám quỷ trụy lạc bên cạnh như một idol thực thụ. Trở lại với bộ đôi song sát, đi một hồi cả hai cũng gặp được trung tâm của khói độc chính là cái hố đen này đây. Đúng lúc này, Segen cùng mọi người chạy xe tới để Sae chạy ra nhìn chằm chằm vào hố đen rồi hỏi xem con bé có cảm giác gì không. Rất tiếc Sae chẳng biết gì cả nên suy đoán của Segen sai rồi. Theo lời ông nói, đây chính là điểm rồng đen kết nối giữa Magano với hiện thực. Cái này khác hẳn với mấy cái lỗ hổng bé bé mà chúng ta từng sửa chữa nên cần thật cẩn thận. Trước mắt muốn đóng nó lại thì phải giải quyết xong lũ quỷ đang bu kín xung quanh đã. Rokujo triệu hồi tay quỷ level 2 ra bắt đầu cùng mọi người tiêu diệt bọn quỷ. Mazuya cũng góp công một chút nhưng vẫn báo nhiều hơn là giúp. Cô đã chết nếu như không có sự giúp đỡ đến từ Ả Ba Saja hồi nãy. Ả ta tự giới thiệu bản thân tên Suzu là một Ba Saja giống tên Kamui nhưng khác hoàn toàn hắn. Ả ngửi được trên cơ thể Sae có một mùi rất đặc biệt, cả trên người Rokujo với Benio cũng vậy nên bây giờ Ả sẽ không động thủ mà trở về Magano. Tuy không hiểu lắm nhưng bỏ qua đi, phong ấn điểm rồng đen là việc quan trọng hơn. Segen phong ấn trước làm mẫu rồi tất cả mọi người đồng loạt làm theo. Thế nhưng dù có cố gắng đến mấy, hố đen vẫn chẳng có dấu hiệu gì là bé lại. Rokujo biết phải dùng đến cộng hưởng nên chủ động ngưng truyền pháp lực để cùng Benio làm một cú siêu to khổng lồ. Ngay sau đó, điểm rồng đen đã biến mất trong chớp mắt, trả lại bầu không khí trong lành cho thị trấn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc kể từ giờ cả hai sẽ phải đi đóng điểm rồng đen liên tục. Sáng hôm sau, báo chí rầm rộ đưa tin về vụ người dân mắc căn bệnh kỳ lạ có liên quan đến một loại virus, chứng tỏ chính quyền đang muốn che giấu được chừng nào hay chừng đó về sự tồn tại của loài quỷ. Hiện tại, điểm rồng đen đang xuất hiện khắp Nhật Bản, bây giờ là lúc cần bộ đôi song sát nhất nên cả hai phải xuất phát ngay lúc này. Tài xế cũng đã chuẩn bị sẵn và yên tâm, Kinako đã lái thì sao phải lo đến chuyện sống chết.
máy dò quỷ kiêm tài xế xe tải, 5 sao cho quả dịch vụ siêu tiện lợi này. Sae cũng sẽ đi theo bộ đôi song sinh để đảm bảo an toàn cho con bé, bởi dù có chuyện gì thì chắc chắn cả hai cũng sẽ đặt an toàn của con bé lên hàng đầu. Cuối cùng là 3 hộp bánh Ohaji do bà Vú đích thân làm để tạm biệt gia đình 3 người. Rất nhanh sau đó, Kinako đã phát hiện nơi đang hứng chịu khói độc từ điểm rồng đen. Đương nhiên cả ba sẽ đi thẳng đến trung tâm để xử lý ngọn nguồn khói độc. Nơi đây đang được đội đặc biệt được thành lập tùy tình huống của hội pháp sư. Cơ mà cả hai sẽ không thể nào ngờ được rằng vừa mới tới đã bị đồng môn chửi bới. Tên đầu xanh kêu không cần biết sâu xê là cái quần què gì hết, cứ thấy Benio là biết cô là em gái của Juto, kẻ tội đồ nhất đối với tất cả diệt quỷ sư. Hắn sợ lúc đang chiến đấu lại bị đâm lén nữa lại khổ cả ra. Rokuzo tất nhiên muốn đòi lại công bằng cho Benio, nhưng cô ấy nói không cần vì đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Chỉ cần một mình cậu hiểu cô là quá đủ rồi. Đúng lúc này, đội trưởng Kizomi bước vào bắt đầu chỉ huy chiến dịch đóng điểm rồng đen ở khu vực này. Chị ấy cũng có nghe qua về Sose sẽ kết hôn và sinh con nên Flex xương xương về gia đình hạnh phúc với ba đứa con ngoan của mình. Cơ mà chị đâu có ngờ rằng cả hai mới tương đây tuổi đã sinh đứa con gái lớn như thế này đâu. Một lúc sau, Sae thấy Benio ngồi vẽ vời cái gì đó trông rất nghiêm túc nên ra hỏi thử. Ai ngờ bị quát cho một trận khiến con bé lủi thủi đi ra ngoài. Đến lúc vẽ xong bùa, Benio mới để ý đến Sae mà chạy đi tìm con bé. Thật may mắn khi Sae đang ở chỗ đội trưởng chứ không chắc cô hối hận đến chết mất. Sáng hôm sau, đội trưởng mở cuộc họp bàn chiến lược cho cuộc tổng tấn công hôm nay. Ưu tiên hàng đầu là sự an toàn của mọi người. Trong lúc chiến đấu, chị có đến nói với Benio rằng đừng để bụng khứa tóc xanh vì những lời cậu ta nói. Bởi đây là lần đầu cậu ta ra trận nên có phần hơi căng thẳng quá. Nói đến đây, Rokuzo cũng muốn thể hiện sức mạnh đẳng cấp của mình một chút. Trong lúc đó, đội trưởng vẫn luôn tập trung cao độ để mở kết giới bảo vệ bất cứ lúc nào cần. Nhiệm vụ của cô là đảm bảo tất cả sống sót quay trở về vậy nên không thể lơ là được. Sae phía bên này đang ngồi chỉ trỏ cái gì đó ở phía xa xa rồi nói với Kinako rằng Sae đến từ chỗ đó đấy. Đương nhiên sao có thể tin nổi, Kinako cứ nghĩ con bé đang nói đùa nhưng không, sự thật sẽ sớm được phơi bày mà thôi. Bỗng Sae thấy có tấm bùa chú bay trước mắt mình, con bé nhanh chóng đuổi theo nhặt và nhớ lại Benio từng nói đây là thứ rất quan trọng đối với diệt quỷ sư. Vì thế mà Sae đã chạy đi tìm Benio báo hại Kinako phải phóng hết ga đuổi theo. Trở lại với bộ đôi song sát, cả đội lúc bấy giờ đang phải đối mặt với một con quỷ khổng lồ chuyên đi hấp thụ năng lượng của con người. Vì tốc độ của nó rất chậm nên chỉ cần trói chặt lại sau đó để Benio thi triển vũ điệu tử thần làm mềm, rồi Rokuzo tiến tới đấm một nhát chí mạng xuyên thủng cơ thể nó là xong. Khoan đã, từ bên trong cơ thể có một con Basaza tên Mozo chui ra. Ả nhảy thẳng về phía sau cả đội và chọn đầu xanh làm mục tiêu hấp thụ năng lượng. Benio lập tức lao tới tấn công ả cứu tóc xanh một mạng. Rokuzo cũng chạy tới nhưng lại chẳng thể làm gì với cái sức mạnh khủng bố của ả. Cả hai bị áp đảo hoàn toàn giống y chang hồi đánh với Kamui chứng tỏ còn lâu mới vượt qua nổi 12 thiên tướng. Đúng lúc này, Sae chạy đến gọi Baba, Benio, cơ mà con bé còn chưa kịp giải thích gì mà Benio đã nặng lời quát có đi về ngay không thì bảo. Sae sợ hãi khóc nức nở nhưng vẫn không quên đưa lá bùa phong ấn cho Benio rồi mới quay về. Vừa hay ả ta đã lấy lá phong ấn duy nhất mà Benio có. Sae đúng thật là vị cứu tinh rồi, không để uổng phí công sức của Sae. Bộ đôi song sát lập tức kích hoạt cộng hưởng cùng với sự trợ giúp của cả đội, thành công đóng được điểm rồng đen thứ hai. Chiều hôm đó, nhờ đội trưởng thúc đẩy mà Benio đã chủ động xin lỗi vì đã nặng lời với Sae. Cả hai rất nhanh đã làm lành và cùng ăn Ohaji với nhau. Kiếp nạn tiếp theo rất nhanh đã tới khi lại một điểm rồng đen nữa chuẩn bị xuất hiện. Azima đang rất đau đầu khi hết lần này đến lần khác, nó lại xuất hiện dù đóng lại bao lần đi chăng nữa. Tsubasu cùng Tataza được cử đi điều tra nguyên nhân của tất cả chuyện này. Bên cạnh đó, các thiên tướng vẫn đang ngày đêm xử lý các điểm rồng đen để phụ giúp Sose một tay. Lúc bấy giờ, bộ đôi song sát đang trên đường đến điểm rồng đen tiếp theo, nhưng mà Kinako chọn quả đường tà ma ngoại đạo quá. Cứ đâm một đường thẳng mặc dù xung quanh toàn rừng rú thế này có ổn thật không đây? Lần này, chúng ta sẽ đến công viên giải trí nên sẵn tiện Rokuzo nói cho Sae biết luôn. Công viên giải trí là nơi có rất nhiều thứ vui chơi và có rất nhiều điều thú vị, cả cái tưng tưng của ai đó khiến cậu nhớ mãi nữa. Cậu lại còn khoe lúc trước từng đi với Mazuza trong khi với Benio thì chưa một lần. Mày tệ, quá tệ rồi, Rokuzo giả ngu tiếp tục miêu tả rằng nơi đó có rất nhiều thứ lấp la lấp lánh siêu siêu đẹp khiến Sae cực kỳ hứng thú. Nhưng lúc đến nơi lại chẳng thấy tí lấp lánh nào, khói độc làm nơi đây khác gì Magano thứ hai đâu. Đúng lúc này, hai người thuộc hội pháp sư đến xác nhận danh tính của Sose. Cứ đứng mãi nói chuyện Sae đã chạy vào bên trong lúc nào không hay. Con bé muốn thấy thứ lấp la lấp lánh mà Baba nói, leo lên cả ngựa rồi mà chẳng thấy nó chuyển động, chỉ thấy mỗi con quái vật mặt sư tử đến gần hỏi Sae nơi có những thứ đẹp đẽ. Con bé nhớ ngay đến lời Baba nói rồi trả lời, ngay tại đây nè sư tử, nơi đây có rất nhiều thứ đẹp đẽ đó nha.
Nói dứt câu, bộ đôi song sát chạy đến đưa Sae sang một bên rồi mới xử lý quỷ sư tử. Rokuzo chơi solo 1-1 thế nhưng có vẻ như nó hấp thụ khí độc để tăng trưởng sức mạnh nên hơi khó chơi. Benio nhanh chóng đưa Sae vào trong xe rồi nhập cuộc với Rokuzo. Sae ngồi bên trong xe nhìn sư tử đau khổ không thể chịu được liền chạy ra ngoài. Rokuzo dùng búa chú đấm ra tia lửa cực mạnh vô tình thổi bay Sae. Sư tử lập tức bỏ hết tất cả để chạy tới cứu mạng Sae, sau đó gầm gừ một phát rồi biến mất. Nó ngồi đợi Sae tỉnh lại để tâm sự tiếp chuyện còn đang dang dở. Trước kia, nó từng được nghe về một thế giới đầy ắp những thứ đẹp đẽ không hề có ở Magano. Điều đó tuyệt vời hơn ăn thịt người rất rất nhiều, hóa ra đây chỉ là một con quỷ khao khát được nhìn thấy cái đẹp thôi ư. Sae gợi ý rằng nếu có người lớn ở đây, chắc chắn họ sẽ mở đèn lấp la lấp lánh ở công viên cho chúng ta ngắm. Sư tử liền rời đi kiếm con người về theo lời Sae nói, nhưng trước đó, Sae có dặn nó rằng không được gây chuyện với Baba và Benio nữa. Phải móc méo một phát mới uy tín nha. Tuy nhiên, sư tử đã đi kiếm khắp mọi ngóc ngách mà chẳng tìm thấy ai. Trong khi đó, bộ đôi song sát vừa mới tìm thấy Sae, cơ mà con bé lại không chịu về vì đã hứa với sư tử sẽ ở đây đợi rồi. Còn về phía sư tử, nó mặc dù không thấy con người nhưng đã được tận mắt chứng kiến những bộ đồ được thiết kế rất bắt mắt. Thêm nữa, dù chỉ là vô tình nhưng chính tay nó đã phá hủy hết đống đồ chơi được đặt trong cửa hàng. Đem tâm trạng đau buồn quay trở lại công viên, Sid bị Rokuzo đấm vào mặt nếu cậu ấy không thấy hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má của nó. Sư tử chỉ muốn thấy những thứ đẹp đẽ với Sae, nhưng nó vừa mới chợt nhận ra rằng bản thân không nên có mặt ở đây. Đúng lúc này, công viên bỗng được thắp sáng bằng rất nhiều ánh đèn lung linh đủ loại màu sắc. Cuối cùng sư tử cũng đã thực hiện được nguyện vọng, thế nhưng ngay sau đó nó lại bị bộ đôi thiên tướng lần lượt là Sada và Miku chảm sát trong chớp mắt. Sư tử tan biến cùng với điểm rồng đen, đối với thiên tướng mà nói thì không có bất kỳ sự thương xót nào dành cho loài quỷ cả. Vì thế nên Rokuzo và Benio chỉ đành nói dối Sae rằng sư tử đã về nhà trước rồi. Con bé biết hết đấy, chẳng qua không muốn nhắc đến nó nữa thôi. Tôi xin phép tạm dừng ở đây để chuẩn bị chu đáo hơn cho phần sau, anh em đoán thử xem thân phận thật sự của Sae là gì. Bật mí nhẹ rằng con bé mạnh khủng khiếp lắm nha. Để lại bình luận bên dưới để xem các bạn đoán đúng không nhé. Mới sáng sớm mà đã nghe thấy tiếng bình luận viên hô hào, cái gì mà anh ta ném quả xoáy hoàn hảo mang về chiến thắng cho đội bóng. Từ bao giờ mà Sae chuyển hẳn sang đam mê bóng chày thế nhỉ? Con bé cả ngày chỉ ôm cái iPad xem idol Kawase ném những quả bóng xoáy tử thần mà đâu có biết rằng. Idol Kawase hiện đã mất đi cái lửa với bóng chày rồi, chú ấy đã ngoài tuổi thi đấu nên tầm này chỉ tham gia để lâu lâu làm vài phát ném rùa thôi. Đang đùa giỡn với đồng đội bỗng toàn sân vận động bị khí độc bao phủ. Lại một điểm rồng đen nữa xuất hiện, dĩ nhiên ngay sau đó bộ đôi song sát đã nhận được tin này và rất nhanh họ đã có mặt tại hiện trường. Mới đến chưa gì đã thấy một tên quỷ Basaza tên Yamato định úp sọt cả đôi, nhưng sao có thể dễ thế được khi một trong 12 thiên tướng, ông chú tóc vàng đang có mặt ở đây. Thêm em gái tóc hồng cũng là thiên tướng phi đến đẩy lùi cái thứ gớm ghiếc do Yamato tạo ra. Tiếp theo đó, tóc vàng lôi búa ra đập cái rầm xuống đất tạo ra một bức tường bao quanh. Thứ này sẽ giúp giữ chân kẻ địch để cả ba rút lui về bàn chiến thuật. Điểm rồng đen lần này nằm ở giữa sân vận động nên khá khó để tiếp cận. Lũ quỷ vây kín nơi đó rồi nên cần một chiến thuật nào đó hay hơn việc cứ thế đâm thẳng vào. Vừa nói dứt câu, cầu thủ Kawase bỗng xuất hiện cõng một đứa bé bất tỉnh đến nhờ mọi người chữa trị. Tóc vàng hô biến cái nhẹ là xong chuyện nên giờ là lúc đu idol, tổng cộng 171 trận thắng, cú ném của ông được gọi là bóng ma, Beecher đã ghi điểm vô số lần ở mọi giải đấu. Tôi và con tôi là fan cứng 20 năm của ông đó, nên nhớ còn có thêm fan nhí Sae ở bên cạnh luôn cổ vũ rất nhiệt tình cho ông. Đúng lúc này, tóc hồng cảm nhận được một nguồn tà lực khổng lồ ở gần trung tâm điểm rồng đen. Đúng thật tên Yamato đang cho bọn quỷ dung hợp với nhau tạo thành một con quỷ siêu to khổng lồ với sức mạnh áp đảo. Đích thân hắn sẽ vào trong cơ thể nó điều khiển phá hủy mọi vật cản dọc đường. Bộ đôi vàng tím quyết định sẽ tự mình lo con quỷ này nên Sose đi lo việc khác đi. Chắc không cần nói đó là việc gì đâu ha, Benio biết rõ sẽ tốt hơn nếu cả hai tập trung vào cái gì. Trở lại nơi chiến tuyến, tóc vàng kích hoạt cầu điện chấn tọa, một búa tạo kết giới vây khốn con quỷ đó rồi nhường lại cho tóc tím. Thiên nguyên không ngã, khói bay mù mịt, robot xuất thế. Xin giới thiệu, chiến binh nhân tạo siêu nhân sẽ đấu tay đôi với con quỷ này. Mới đầu siêu nhân chiếm lợi thế với một cú đấm thẳng mặt, thế nhưng ngay sau đó, Yamato đã đáp trả lại gấp đôi thậm chí gấp ba khi tung liên hoàn đấm vào mặt siêu nhân. Tóc vàng lợi dụng sơ hở lập tức đập một búa đứt đôi người con quỷ. Tuy nhiên, nhiêu đây vẫn chưa đủ để tiêu diệt nó hoàn toàn, nó chỉ việc hấp thụ bọn quỷ xung quanh để hồi phục rồi tiếp tục đánh nữa là xong. Kawase đứng bên dưới nhìn cảnh này biết chắc bỏ cuộc mới là sự lựa chọn đúng đắn. Nhưng bộ đôi song sát lại không có khái niệm của hai từ bỏ cuộc trong từ điển cơ. Đừng cố khuyên họ vì trên vai họ gánh một trách nhiệm vô cùng nặng nề. Đây là việc chúng tôi phải làm, đây là trách nhiệm của chính chúng tôi. Lời khẳng định này đã tiếp thêm lửa cho Kawase nên ông nói sẽ giúp hai người đi quả đường siêu tắt đến trung tâm sân vận động.
Đúng cầu thủ lâu năm, biết mọi ngõ ngách trong đây rồi nên chỉ quả đường hầm Bao Tín, chắc chắn đây là con đường ngắn nhất rồi. Cùng lúc đó, Yamato vẫn đang muda siêu nhân liên tục và dự kiến 10 phút nữa là siêu nhân tắt điện. Thế nên Sose bên này phải làm việc nhanh nhất có thể. Kích hoạt cộng hưởng, diệt trừ đi, thanh tẩy đi, vì bọn quỷ đang tính úp sọt bộ đôi song sát nên Kawase đã bất chấp tất cả. Cầm bóng ra ngoài ném vào đầu thu hút sự chú ý của chúng. Nhờ vậy mà cả hai mới có đủ thời gian để tung ra vạn ma điều phục, cấp như luật lệ. Yamato rất nhanh đã cảm thấy sức mạnh yếu đi trông thấy, siêu nhân tận dụng cơ hội húc thẳng vào người hắn rồi sử dụng Kamehameha trưởng banh sát vỏ bọc bên ngoài. Yamato thấy không ổn liền trốn lại vào Magano chờ ngày trả thù. Kết thúc vụ này bằng lời chào và hẹn gặp lại với huyền thoại Kawase thôi. Một tuần sau đó bên trong cổng Magano, hai anh em song sinh hệ Basaza đang chơi đùa cùng bọn quỷ nhỏ, một trong những thú vui tiêu khiển lúc buồn chán của cả hai. Lúc bấy giờ, Kuzanashi mở cổng xuất hiện giải thích qua về Sose cùng với kỹ năng cộng hưởng của họ. Hắn ta nói thách rằng Sose chính là cặp đôi mạnh nhất. Hai tên đó liền đáp lại, chúng tôi mới là bộ đôi mạnh nhất ok. Trúng kế của hắn rồi, hắn nhắc nhẹ rằng sắp tới Sose sẽ đi ngang qua đây nên hãy chứng minh rằng mình mạnh hơn đi. Bộ đôi Ozio chấp nhận thử thách, Sose bên này cũng đang trên đường đến điểm rồng tiếp theo nên dự kiến rất nhanh hai bên sẽ gặp nhau. Trong khi đó, 3 trong 12 thiên tướng cùng nhau đi giải quyết từng điểm rồng đen một và vì mỗi thiên tướng một màu tóc nên tôi xin phép không nhớ tên cho đỡ đau đầu. Đầu xanh dương với biệt danh chúa tể Weebu đã xếp hàng từ sáng đến giờ chỉ để mua tập mới nhất của bộ anime ổng thích. Báo hại đồng đội phải làm thay phần việc của anh, cơ mà tạm bỏ qua tất cả đi vì xanh dương vừa mới cảm nhận được vị trí của Basaza ở gần đây. Trùng hợp thay, Sose đang ngồi chơi kéo búa bao với Sae thì đột nhiên đi vào Magano lúc nào không hay. Rõ ràng không hề dùng búa chú mở cổng mà lại. Kinako chơi liều thể hiện trình độ đạp ga bốc đầu của mình lách hết đòn tấn công của bọn quỷ. Đang định khen giỏi quá bỗng cái xe bị tơ nhện nhấc bổng lên làm cả ba rơi thẳng xuống dưới. Ngay sau đó, bộ đôi Ozio xuất hiện thách thức Sose solo một trận sống còn. Kinako có nhiệm vụ bảo vệ Sae còn lại cứ để bộ đôi song sát lo. Yokuzo triệu hồi tay quỷ cấp độ 2 cùng với đó là đôi chân quỷ cấp 1 đến từ bên Yo. Yokuzo tới trước, cậu ném bùa chú lên kích hoạt cú đấm tia lửa cực mạnh. Sữa tươi nhẹ nhàng búng tay cái một phá bỏ đòn tấn công sau đó đập Yokuzo xuống phía dưới. Còn về phần bên Yo thì mặc dù tốc độ là có, sức mạnh cũng có nốt nhưng đánh cận chiến với Sokola vẫn bị áp chế như thường. Cả hai đổi chiến thuật, sử dụng cộng hưởng để bù đắp sức mạnh mở đầu là đạn ma xuyên không phiên bản cộng hưởng. Ozio cùng nhau hòa quyện hai lớp tơ nhện đánh bật toàn bộ ma đạn được bắn ra. Tiếp đến, Ozio trói chặt Sose bằng tơ nhện và đảm bảo cả hai sẽ không thể nhúc nhích nổi. Bọn chúng bắt đầu chê bai Sose vì mỗi lần dùng cộng hưởng là phải hét lên như bò giống. Còn họ thì không cần, bởi ngay từ khi sinh ra, cả hai giống như một cá thể tuy hai nhưng một. Đâu đơn giản mà xuất hiện biệt danh Ozio được. Lẽ nào đến đây là kết thúc ư? Ozio quyết định tiêu diệt Sose ngay bây giờ. Đúng lúc này, Sae chạy ra hét lớn tiếng không được hại người thân của tôi. Ngay lập tức, đòn tấn công bị xóa bỏ một cách khó hiểu khiến bọn chúng đổi mục tiêu sang tấn công Sae. Đột nhiên từ đằng sau xuất hiện một cánh cổng, đi kèm với nó là đòn tấn công cực mạnh của thiên tướng đầu xanh đen. Bên trái là xanh nhạt còn bên phải là xanh đậm, họ biết rõ đánh ở Magano chẳng được tí lợi lộc nào nên đã triệu hồi cổng siêu to khổng lồ đưa tất cả ra thế giới bên ngoài. Ở đây thì họ tự tin có thể đập Ozio ra bã mà không hề tốn một chút sức lực nào. Tuy nhiên, Yokuzo và Benio đều có cùng quan điểm là muốn tự giải quyết Ozio, không cần sự can thiệp của ai cả. Mối thù này chắc chắn phải trả, dám động đến Sae yêu dấu thì chúng bay tới số rồi. Ozio lập tức đánh đòn phủ đầu tách Yokuzo với Benio ra xa nhau để hạn chế tối đa cộng hưởng. Tuy nhiên, Yokuzo nổi danh với sự trâu bò lì lợm nên dễ gì. Cả hai tiếp tục kích hoạt cộng hưởng đấm một đấm cực mạnh nhưng vẫn cố tình để Ozio đỡ. Bởi ngay sau đó, cả hai tiếp tục thi triển đấm đá toàn diện tạo ra một vụ nổ lớn quét tan tất cả. Sữa tươi ở phút 89 đã lấy thân mình ra che chắn nên trận đấu đã có kết quả. Ngay sau đó, Kunazashi mở cổng đem cả hai về. Xanh đen với xanh nhạt sẽ đuổi theo hắn ta còn xanh đậm sẽ đi đóng điểm rồng đen này rồi mới đuổi theo sau. Vì là thiên tướng nên ba cái cổng mini này họ đóng cái một. Trong khi đó, Ozio đang cố gắng tìm đến nhau ở Magano, thế nhưng Kuzanashi đã cố tình tách cả hai ra thì còn lâu mới tìm được. Hắn bóp nát trái tim sữa tươi rồi đợi Sô-cô-la đến để đổ hết tội lỗi lên đầu Sose. Tiếp theo, hắn chuyển chút ít ma lực cuối cùng của sữa tươi cho Sô-cô-la, hoàn thành công thức tạo ra kẻ báo thù nhắm thẳng đến Sose. Trở lại với gia đình ba người, Sae bỗng dưng nói muốn đến Kyoto và có lẽ khi đến đấy sẽ tìm ra được bí mật ẩn giấu đằng sau sức mạnh của con bé. Trên đường đi, Mazuza có gửi tin nhắn hỏi thăm Benio nào là các cậu hiện đang ở đâu, rồi có đang hạnh phúc với nhau không. Benio mới lọ mọ gõ được mấy chữ đang đi đến Kyoto mà đúng 2 giây sau, Mazuza đã dép lại quả tin nhắn siêu dài mới ghê. Cái tốc độ gõ phím này mà đi đấu mõm với nhau thì thôi rồi.
Ngoài kỹ năng gõ phím đỉnh cao, Mazuza còn rất tích cực đi giải độc cho mọi người, đặc biệt với bạn bè. Ai mà bị là cô có mặt trong vòng nửa nốt nhạc. Nói về điểm tốt đương nhiên cũng phải nhắc một chút về điểm chưa tốt. Trong chiến đấu, Mazuza rất ba chấm, nói thẳng ra là phờ ê phê sắc khi gặp những con quỷ dễ dàng thoát khỏi phép trói buộc của cô. Dĩ nhiên mỗi lần gặp là mỗi lần có người cứu nên không sợ, chỉ là hôm nay có một chút đặc biệt. Mazuza định đi tắm cho đỡ buồn thì bỗng gặp trai đẹp đang lõa thể ở trong phòng tắm. Đáng lẽ người hoảng phải là Simon nhưng trông má này còn phản ứng lồng lộn hơn người ta nữa. Simon cực kỳ bình tĩnh mặc đồ ra phòng khách ngồi bàn chuyện với mọi người, mới đầu sẽ là phần giới thiệu tên tuổi. Đôi vợ chồng tương lai Ryogo và Hazuka xin phép nói trước, tiếp đến là Otomi Mazuza. Nghe đến cái họ Otomi là cậu biết cô là con gái thần tượng Seigen của mình rồi. Kể từ lúc Seigen xuất hiện, Simon đổi từ vẻ nghiêm túc sang vẻ hào hứng khi được Seigen khen về vụ lần trước cậu thể hiện. Cả hai ra ngoài nói chuyện riêng cho thoải mái, đột nhiên Seigen lại nói chuẩn bị kiếm người thay thế vị trí bạch hổ của ông trong 12 thiên tướng. Sáng hôm sau, Mazuza ở dưới tầng hầm tập luyện trông có vẻ đang rất nỗ lực. Tuy nhiên, đang tập bỗng cô thấy vòng một cứ bị khó chịu nên mới kéo khóa xuống cho dễ thở. Đúng lúc này, Simon bước xuống chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị gắn cho cái mác biến thái. Đương nhiên ba cái chuyện này sao có thể khiến cậu mất bình tĩnh được. Mazuza chợt nhớ ra là mình cần phải mạnh lên, thế nên cô mới nhờ xin Simon làm đối thủ tập luyện với mình. Cơ mà cậu ta lại nói thẳng thừng rằng cô yếu như sên, đánh với cô tôi yếu theo mất. Nhận ra Simon nói quá đúng cãi không được nên Mazuza dỗi đi thẳng lên trên nhà. Simon thấy vậy lại càng tức hơn nữa, chửi vào mặt cô rằng chỉ nói mồm không thì muôn đời vẫn yếu. Bản thân cô có thực sự chịu được gian khổ trong quá trình tập luyện không hả? Mazuza lập tức đáp lại, thử đi rồi hẵng chửi tiếp. Simon ok, đồng ý làm đối thủ của cô và cái kết sáng hôm sau Mazuza đi học với cái mặt đầy thương tích. Tuy vậy, Mazuza vẫn không bỏ cuộc mà ngày ngày xuống hầm tập luyện với Simon. Hôm sau cả hai học đến phép ma đạn xuyên không trung, kỹ năng này rất hữu dụng để hỗ trợ, cực kỳ phù hợp với vai trò support như cô. Nhìn Mazuza lúc này làm Simon liên tưởng tới bản thân khi được Seigen huấn luyện. Hóa ra cậu chính là đệ tử thứ ba của ông ấy, mới đầu ổng chê cậu đủ đường vì đúng thật Simon không có phẩm chất làm diệt quỷ sư. Khác hẳn với Mazuza, cô tiếp thu rất nhanh những thứ được dạy, cơ mà muốn bằng Simon thì phải khổ luyện 10 năm nữa. Lúc nghỉ giải lao, Simon có kể rằng chính Seigen là người đã cứu mạng cậu. Ông ấy đã xuất hiện với hào quang sáng chói đưa người bình thường như cậu vào con đường diệt quỷ sư. Đang kể giờ bỗng Azima gọi tới kêu có một điểm rồng đen xuất hiện ngay trung tâm thị trấn. Đúng 1 phút 30 giây sau, Simon có mặt tại hiện trường để tiến hành xử lý điểm rồng đen. Đáng lẽ Mazuza không tính vào theo nhưng bạn cô lại chạy đến nói Chizuji đang mắc kẹt ở trong đó. Mặc kệ Simon ngăn cản, mặc kệ anti-fan chửi cô là yếu mà đòi ra gió. Mazuza bất chấp tất cả chạy đến chỗ Chizuji, gặp quỷ cấp A cô bắn cho vài cục đá rồi kéo Chizuji đến nơi an toàn. Tiếp theo đó, cô dụ nó chạy theo hướng khác và cuối cùng chỉ việc nhắm mắt lại vì Simon đã đến cứu kịp thời. Lần đầu được bế kiểu công chúa nên có hơi bỡ ngỡ, nhưng chứng kiến cảnh Simon bay lượn và tung lông như một con phượng hoàng thực thụ. Tiêu diệt quỷ và phong ấn điểm rồng đen trong vòng một nốt nhạc khiến cô quên hết xấu hổ. Qua vụ này tôi dám tự tin rằng chiếc thuyền này sẽ ra khơi, Rokujo tầm này không có cửa với Mazuza nữa rồi. Cùng lúc đó tại trụ sở của hội pháp sư, Azima cùng thư ký của anh đang đến chỗ cây thế giới gặp Subaru. Bởi cô hiện đã tìm ra lý do tại sao điểm rồng đen có thể xuất hiện khắp Nhật Bản như thế. Câu trả lời nằm ở chính cây thế giới, có một nhánh cây đã biến mất nên bây giờ ta có hai phương pháp. Thứ nhất, gọi Sose cùng Sae đến Kyoto gấp, thứ hai triệu tập 12 thiên tướng về trụ sở. Nói chung cứ làm cả hai cho chắc cú, thiên tướng mạnh nhất, Tema cũng được gọi và chính Azima sẽ đi đón cậu ta về. Trở lại với Sose, Benio và Sae đang ngâm mình trong bồn tắm nước nóng ở nhà tắm công cộng. Vì Sae đang có hứng thú với vụ tăng trưởng vòng một giống Mazuza nên Benio lập tức cho lời khuyên. Cứ đều đều mỗi ngày một ly sinh tố theo công thức độc quyền của Benio là Autotor. Cứ nhìn người pha chế là thấy tuyệt vọng ấy nhầm hy vọng ngay. Tuy nhiên, Rokujo ở phía bên kia tưởng không chấp nhận để Benio hạ độc Sae như thế, cậu nói con bé phải ăn món ăn siêu hảo hạng của Rokujo thì mới to. Cơ mà tiếc quá, đến cuối Sae vẫn chọn ly sinh tố thơm ngon. Vừa mới ra khỏi nhà tắm là Mazuza gọi đến liền, lần này Rokujo sẽ nghe để có thể nói rằng cậu phiền quá đấy Mazuza à, ai có ngờ đầu dây bên kia lại là ông bố Seigen đâu, quả này hết cứu. Seigen ghim câu nói vừa rồi lại để tập trung vào chuyện chính. Có một điểm rồng đen khổng lồ vừa xuất hiện ở Kumano, không cần phải nói cũng biết điểm rồng đen là ưu tiên hàng đầu, rất nhanh Sose đã có mặt tại Kumano. Sae như mọi khi sẽ ở trong xe đợi hai người quay trở về, đi được một đoạn rồi mà chẳng thấy con yêu quái nào khiến cả hai cảm thấy có gì đó sai sai. Vừa nói xong bỗng có một đống tia laser bay đến làm tí thì ngỏm. Ngay phía trước hai người có một con Basaza cầm súng tên Kinasa đứng lù lù một chỗ như kiểu đang muốn nói có giỏi thì đến đây. Cặp đôi song sát lập tức lên đồ móng vuốt với chân quỷ bắt đầu đi săn quỷ.
Cùng lúc đó, Sae một lần nữa trốn khỏi xe chạy thẳng về phía Sose trong sự bất lực của Kinako. Trở lại với Sose, cả hai tăng tốc độ lên hết cỡ để né đạn sau đó tách ra làm hai hướng. Benio chim mồi còn Yokuzo móc lốp đằng sau đấm một cú kèm tia lửa cực mạnh. Cậu biết chắc như đây vẫn chưa thể thanh tẩy được hắn, nhưng cậu không thể ngờ là hắn trông chẳng sức dù chỉ một chút. Quả này lại gặp thách đấu sờ mút xuống vàng đoàn rồi. Theo như Kinako nói, nãy giờ bắn súng chẳng qua chỉ là món tráng miệng để tiếp đãi Sose mà thôi. Hắn ta đánh cận chiến còn khủng khiếp hơn rất rất nhiều, cơ mà cái nét của hắn khiến người xem rất khó chịu. Đang đánh nhau mà cứ đứng nói cái gì mà nãy giờ chấp cho trận đấu kịch tính. Yokuzo ứa hết cả gan lập tức xông đến đấm hết lực vào đầu hắn. Ngay sau đó, Benio dồn thêm đam vào cơ mà cái gì đây. Kinako đánh bay cả hai rồi cố tình đứng im một chỗ cho họ sử dụng cộng hưởng xạ kiếm. Dĩ nhiên đã đứng yên thì làm gì có chuyện bị thương, hắn vẫn đầy cây máu sau đòn vừa rồi. Bây giờ sẽ là lúc hắn phản công, Lady Ford, hắn ưu tiên Benio trước để tiêu diệt. Nhưng Sae đã kịp thời chạy tới ôm Benio đồng thời kích hoạt lá chắn bảo hộ hù Kinasa hú hồn hú vía. Benio cũng chẳng thể trách con bé được tại con bé lo lắng quá nên mới chạy tới. Kinasa cảm thấy hứng thú với Sae liền tốc biến tới đánh gục bộ đôi song sát. Tiếp theo là tới Sae nhưng đúng lúc này, ma đạn từ đằng xa bay tới cùng với sự xuất hiện siêu ngầu lòi đến từ Tema, người mạnh nhất trong 12 thiên tướng. Kinasa biết Tema chứ, nhưng hắn vẫn thích nhây nhây bắn súng trước rồi mới chịu đánh thật. Cơ mà đến lúc đánh thật thì Tema chỉ cần rút kiếm chém vào không khí một nhát nhẹ nhàng là xong trận. Kinasa bị thanh tẩy, còn điểm rồng đen thì xin lỗi, Tema để quên bùa chú ở nhà rồi. Thôi không sao, đóng lại cho tao. Chỉ một câu nói đã có thể thay thế bùa chú phong ấn điểm rồng đen một cách dễ dàng. Top 2 server là đây sao, thế này không biết Azima kinh khủng tới cỡ nào nữa. Tema sẽ cùng cả ba tiến thẳng tới Kyoto sẵn đóng vai anh bảo vệ Viper Zo 24 giờ luôn, tôi đố con quỷ nào dám ló cái mặt ra đấy. Không ngoài dự đoán, Kinako chạy băng băng một phát tới Kyoto một cách cực kỳ thuận lợi. Tới một cái là ảnh biến mất cái dục mà không chịu trả tiền taxi luôn mà. Cơ mà thôi bỏ qua, đã đến Kyoto rồi chắc chắn phải chơi cho nó đã, Benio sẽ là người dẫn đường bởi đây là quê hương của cô. Nhưng mà cái gì hết Hồ Tây đến tiệm bánh Ohaji ngon nhất thành phố, rồi nói đến Kyoto chắc chắn không thể không nhắc đến Ohaji. Xì xì, để Kinako tặng cho hai bố hai mẹ một quyển hướng dẫn về Kyoto và những địa điểm không thể bỏ qua. Đọc nơi nào cũng muốn đi nhưng Azima lại gọi tới kêu có cách để đóng vĩnh viễn các điểm rồng đen. Anh ta lại còn bắt cả hai đưa Sae đến trụ sở rồi mới tiết lộ mới cay chứ. Thôi thì tình thế ép buộc, cả hai đành phải xin lỗi Sae và hẹn sau khi giải quyết xong chuyện sẽ cùng nhau quậy nát Kyoto, ngoắc tay cái cho uy tín luôn. Cùng lúc đó ở bên phía Azima, thư ký của anh vừa mới ra ngoài một cái là ảnh bị đột kích liền. Chắc chắn kẻ dám tấn công thủ lĩnh hội pháp sư chỉ có thể là Kuzanashi, Basaza được cho là mạnh nhất hiện tại. Hắn đến móc lốp cái xong tính chuồn ngay, cơ mà đây đâu phải cái chợ muốn đến là đến muốn đi là đi. Azima cho hai con hổ lửa cộng băng chui vào Magano chặn đường chạy của hắn. Tiếp theo đó, anh lên đồ diệt quỷ sư cực ngầu lòi rồi mới vào Magano đánh một trận với hắn. Bên cạnh đó, Sose đã đưa Sae đến trước trụ sở rồi mà lại chẳng thấy bóng dáng ai cả. Bình thường là phải canh phòng cực kỳ cẩn mật chứ đâu có lỏng lẻo thế này. Vừa mới nói tức thì bỗng cửa tự động mở ra, Sae cứ như bị thứ gì đó thu hút cứ thế mà đi thẳng vào, lại còn kêu Sose đi theo cùng chắc chắn có gì đó bí mật ở trong đây. Quay trở lại bên phía Azima, anh kích hoạt bùa tăng tốc cộng bùa cường hóa vừa né vừa đập đá, rảnh tay tạo thêm cái lá chắn đỡ sạch mọi đòn tấn công từ đối thủ. Tuy nhiên, Kuza lại chơi dơ đẩy Azima về phía đàn quỷ đang trực chờ để bù lấy. Azima lạnh lùng thốt ra ba chữ biến hết đi, ngay sau đó lũ quỷ đồng loạt tan biến. Chưa hết, Azima hiến tế hai lá lửa băng triệu hồi song vuốt thần lực. Với tốc độ tăng gấp 10, Azima lao lên đấm móng vuốt lửa tạo thành cơn lốc xoáy kinh hoàng phá nát một phần mặt nạ của Kuza. Tiếp theo đó, anh đóng băng chỗ hắn đứng lại nhưng lại bị dính quả bẫy gà siêu to khổng lồ. Sức mạnh càng lớn thì lực hút của bẫy càng mạnh, liệu đây có là dấu chấm hết cho thủ lĩnh pháp sư Azima? Câu hỏi đó sẽ được trả lời sau ít phút quảng cáo. Trở lại với Sose, Sae dẫn cả hai xuống đáy của trụ sở, nơi cây thế giới cư ngụ. Vừa đặt chân đến là được Subaru với Tataza chào đón, sẵn tiện cô giải thích về thân phận thật sự của Sae cho Sose hiểu. Cây thế giới chính là kết giới ngăn cách Magano và thế giới loài người. Nó được diệt quỷ sư mạnh nhất thế giới Abeno-sama tạo nên, hiện tại nó đã bị mất một nhánh vì một lý do nào đó. Nếu khôi phục được nhánh cây đã mất thì tất cả điểm rồng đen sẽ tự động đóng lại. Tuy nhiên, để khôi phục được nó chúng ta phải hy sinh Sae, con bé chính là nhánh cây đã bị tách ra của cây thế giới. Bằng chứng xác thực nhất là cô bé đã tìm thấy nơi này mà không hề có sự chỉ dẫn. Cùng lúc đó, Kuzanashi đã đến Kyoto và tạo ra một điểm rồng lên lớn chưa từng thấy. Sae biết mình sắp bị đưa đi làm nhánh cây liền trốn đằng sau Benio, Sose cũng khẳng định sẽ không bao giờ hy sinh Sae. Cơ mà Subaru cũng chẳng ép buộc gì, bởi nếu Sae không tự nguyện thì kết giới cũng sẽ rất lỏng lẻo.
Vậy nên phương án 2 sẽ được lựa chọn để giải quyết vấn đề này. 12 thiên tướng có thể bù đắp được nhánh cây còn thiếu, nhưng cách tốt nhất vẫn là để Sae quay trở lại cây thế giới. Subaru đã biết tình hình bên ngoài lúc bấy giờ nên đã đưa cả ba ra xem thử. Thấy cơn mưa yêu quái chưa, quá nhiều quỷ đang xuất hiện ngay giữa lòng thành phố Kyoto. Muốn khôi phục lại nhánh cây đã mất, 12 thiên tướng phải đến 6 địa điểm khác nhau tạo thành hình ngôi sao. Khi đó, lại cần thêm một lượng lớn pháp lực để kích hoạt pháp trận khổng lồ. Vì thế nên 12 thiên tướng sẽ chia thành 6 cặp, một người thực hiện pháp trận và một người chống đỡ lũ quỷ tấn công. Tuy nhiên, 12 giờ chỉ còn 11 do Segen đã rút về nghỉ dưỡng nên theo kế hoạch, Sose sẽ thay Segen trấn thủ cho Tema. Nếu đã lựa chọn bảo vệ cho Sae thì cả hai không có quyền từ chối. Subaru chỉ muốn nhắc nhở Sae rằng hãy trân trọng ba ba với Benio. Xong chuyện với Sose, Subaru lập tức di chuyển đến địa điểm đã bàn trước, cơ mà còn chưa kịp đi đã nhận tin chẳng lành rằng hiện vẫn chưa thấy bóng dáng Azima đâu. Vào phòng tìm cũng chỉ thấy mảnh giấy của thuật thế thân, trong trường hợp xấu nhất anh ta có thể đã đời y đi rồi. Trở lại với Sose, cả hai lúc bấy giờ đã đến vị trí đứng của Tema và bắt đầu tiêu diệt bọn quỷ xung quanh. 11 thiên tướng phía bên này cũng vừa mới vào vị trí pháp trận, không chờ đợi thêm nữa. 6 người thi triển pháp trận chính bắt đầu phóng thích ma lực, lũ quỷ tan biến hàng loạt khi 6 điểm đồng thời bắn vào điểm rồng đen. Tema đặc biệt phóng thích ma lực cực đại để đẩy nhanh tiến độ, thế cho nên Sose cũng phải bung hết sức mình ra. Nhánh cây đã nhận được nguồn năng lượng dồi dào, cơ mà để phục hồi hoàn toàn chắc phải mất cả tuần. Dĩ nhiên Kuzanashi đâu có ngu mà để yên như thế. Hắn sắp đặt một cái bẫy khổng lồ để lùa 11 thiên tướng vào. Một khi điểm rồng đen bị đóng lại, cái bẫy sẽ được kích hoạt và điều gì đến nó cũng sẽ đến. Bên cạnh đó, 5 thiên tướng phụ trách phòng thủ vẫn đang hoàn thành nhiệm vụ rất tốt. Riêng Sose phía bên này do chưa đủ trình nên đang rất chật vật với con quỷ trụy lạc khổng lồ trước mắt. Cả hai bị đập cho tơi tả cơ mà không sao, điểm rồng đen sắp bị đóng lại hoàn toàn, tín hiệu đáng mừng khiến chiến ý của cả hai ngày càng mạnh hơn. Thua keo này ta bày keo cộng hưởng, cú đấm sao băng kết hợp với cộng hưởng cho uy lực mạnh gấp 10 lần. Sae lúc bấy giờ cũng chạy đến ôm chúc mừng cả hai đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Điểm rồng đen biến mất, nhiệm vụ hoàn thành một cách hoàn hảo, ai cũng vui cũng mừng vì sắp được quay trở về như lúc trước. Nhưng 11 thiên tướng vẫn chưa thể thở phào nhẹ nhõm được vì khói độc vẫn chưa hề biến mất. Tức có nghĩa bầu trời trong xanh lúc này là một cái bẫy, y như rằng tất cả bị nhốt vào lồng trong vòng một nốt nhạc. Thư ký Azima cũng xuất hiện nói với Sose rằng khả năng cao Kuzanashi đã tận dụng sức mạnh của nghi lễ để nhốt 11 thiên tướng lại. Cho nên bây giờ chỉ còn cách đưa Sae về nơi con bé vốn thuộc về. Tuy nhiên, Sose vẫn nhất quyết từ chối đồng thời thi triển bùa chú phong ấn kèm cộng hưởng cố gắng đóng điểm rồng đen lại. Sức mạnh là có nhưng chắc chắn không bao giờ đủ, gồng được 2 phút là cả hai cạn kiệt ngã xuống đất. Cơ mà khoan đã, điểm rồng đen đang tự động thu nhỏ trong khi chẳng thấy ai làm gì. Quay đi quay lại chẳng thấy Sae đâu nữa, tức có nghĩa điều đó đã thật sự xảy ra. Cả hai nhanh chóng chạy xuống cây thế giới và y như rằng con bé đang chuyển đổi thành nhánh cây lại. Buồn chứ, đau chứ, cũng muốn trách con bé lắm nhưng bây giờ lại chỉ có thể khóc trong sự bất lực. Điểm rồng đen biến mất, 11 thiên tướng cũng được thả ra bên ngoài. Kết thúc thật rồi, Sae biến mất thật rồi, đáng buồn hơn nữa khi trong xe tải có sẵn cuốn tập do chính Sae vẽ về tập tiếp theo của Ohajiman. Trong đó có Benio, có Zokuzo, có cả Kinako, gia đình 4 người hạnh phúc đến như thế sao giờ chỉ còn có 3 người rơi nước mắt. Không, tôi không muốn xem cảnh này nữa, đau buồn quá. Sáng hôm sau, Kinako mơ màng tỉnh dậy ngó ngó nghiêng nghiêng chẳng thấy ai, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Muốn chạy quanh nhà thì cơ thể lại chẳng có tí sức lực nào, lết mãi mới ra đến cửa bỗng thấy có bóng ai đó ở phòng bếp. Kinako lập tức bay đến ôm rúi rụi cơ mà khoan đã, sao hai quả quýt nay đã thành quả bưởi rồi. Đây đâu phải Benio, vừa nhận nhầm người vừa được nghẹt thở bởi hai quả bưởi ta nói thật là một cảm giác rô mót. Cả hai sau đó ra ngoài sân ngồi rồi Mazuza kể lại cho Kinako biết mọi chuyện. Lúc cậu về cùng Sose thì vẫn còn khỏe mạnh lắm, chém gió như thần, nói hoài nói mãi rồi đùng cái ngất ngay tại chỗ. Có lẽ cậu đã cố gắng quá mức dẫn đến cạn kiệt pháp lực. Nghe xong Kinako mới nhớ ra những ký ức đẹp đã trải qua cùng với Sae, vậy mà giờ em ấy đã hu hu, cứ nhắc đến để rồi khóc lóc làm gì vậy, hu hu tôi đã không muốn nhớ rồi mà. Thật ra Mazuza đã được Sose kể lại hết rồi, cô không phải quá mức thân thiết với Sae nên chưa đến nỗi khóc lóc ỉ ôi. Lúc bấy giờ Kinako chợt nhận ra nãy giờ chẳng thấy Benio đâu. Cậu tức tốc chạy qua biệt thự kiếm, nhưng người chẳng thấy đâu mà toàn thấy những bức tranh do chính tay Sae vẽ. Nhìn những bức tranh này Kinako lại nhớ đến cái ngày gặp Benio lần đầu. Lúc ấy Benio mới chỉ là một đứa trẻ bé xíu xìu xiu, Kinako cố tình giữ im lặng để cô ấy chủ động bắt chuyện. Thế mà ngồi đợi cả tiếng đồng hồ cả hai vẫn chỉ nhìn mặt nhau coi có quạo không. Kinako mất bình tĩnh chửi ầm lên tại sao cô không nói gì, phép lịch sự tối thiểu đâu, đạo đức ở đâu, nhân tính ở đâu, địa chỉ ở đâu. Benio như kiểu người vô hồn vẫn im ỉm sau những câu chửi đó. Kinako quyết định đổi chiến thuật, cậu sẽ hầu hạ cô với tất cả lòng thành để xem còn lạnh lùng được nữa không.
Đầu tiên là cơm bưng nước rót, ê nhưng mà cái gì cơm ăn được vài hạt còn Ohaji thì tính bằng mâm vậy bà. Chưa hết, Kinako cố tình làm ấm đôi dép giúp Benio, thế mà lại cầm nhầm đôi của bà vú có chết toi không. Tiếp đến là ngồi mài mực giúp Benio sẵn tiện làm quả mặt hề hề chọc cười cô, thấy vẫn chưa mắc cười liền vẽ thêm vào cơ mà tôi xin phép không bình luận thêm. Chiều hôm sau, đang đi đường đột nhiên Benio dừng lại khiến Kinako tưởng cô mệt nên mới dẫn cô tới một nơi. Leo lên trên đỉnh có hơi mệt nhưng khi lên rồi mới thấy, quả là một khung cảnh đẹp như trong phim. Đứng trên đây ta có cảm giác thư thái đến lạ thường. Tuy nhiên, Benio xin phép nhận luôn rằng cô là người đầu tiên phát hiện ra chỗ này chứ không phải Kinako, cay không, cay chưa. Một tháng sau đó vào một buổi sáng đẹp trời, Kinako chạy đến cửa hàng Ohaji mua một hộp rồi chạy thật nhanh lên núi chỗ Benio đang luyện tập với Subaru. Đợi cả hai luyện xong cậu liền an ủi Benio bằng hộp bánh, thế mà cô ấy lại hất nó đi và kêu ngươi phiền quá. Không thể tin được, mình có lòng tốt mà lại bị đối xử như thế. Kinako lập tức chạy đi mặc kệ không thèm quan tâm đến cô nữa, giờ Benio mới nhận ra mình quá đáng liệu có phải quá muộn. Một lúc sau, Kinako ở dưới suối vô tình nghe được bà vú nói chuyện với Subaru về Benio, rằng cô ấy đã chính mắt thấy cha mẹ mình bị quỷ giết hại. Kinako cảm thấy mình đã trách nhầm liền chạy lại kiếm nhưng lại không thấy đâu, cậu chợt nhớ đến ngôi đền nên chạy sang đó xem thử, đúng thật Benio đang ở đó đợi Kinako đến để nói lời cảm ơn. Cảm ơn vì đã tặng hộp bánh Ohaji và cảm ơn vì đã chỉ cho cô chỗ này. Đã trải qua bao nhiêu chuyện cùng nhau rồi mà giờ đây lúc Benio buồn nhất cậu lại không ở bên. Kinako chạy như con điên chẳng biết đích đến ở đâu cơ mà may quá, giữa đường lại đụng phải Benio và tất nhiên là có cả Yokuzo. Cả ba cùng nhau về biệt thự ăn Ohaji uống trà chiều. Theo thói quen, Benio đã lỡ chuẩn bị tới 4 phần bánh làm Kinako khóc lóc không thôi, Yokuzo lập tức giải thích cho cậu hiểu rằng Sae hiện hữu ở khắp mọi nơi trong cuộc sống chúng ta. Giờ mà ngồi khóc lóc chẳng phải sẽ bị em ấy cười sao, một lời nói dối mà không ai ghét được, Sae sẽ mãi ở trong tim chúng ta. Sáng hôm sau, Yokuzo dẫn Benio đến ký túc xá Hinatsuki để thăm mộ những người đã khuất. Tiếp theo đó, cậu muốn đưa cô đến một nơi để giải mã hết bí ẩn của cuộc đời mình. Cùng lúc ấy, các thiên tướng đang lùng sục khắp Magano để tìm tung tích của Azima, chẳng ai tin người mạnh như anh ấy lại có thể thua Kuzanashi được. Dĩ nhiên vẫn sẽ có hai thiên tướng là Subaru và Tataza ở trụ sở để lỡ có gì đó xảy ra, như là vụ Simon quay trở về tìm Azima lúc này đây. Các thiên tướng chưa muốn cho Simon biết tin Azima mất tích nên tạm thời vẫn giấu đuôi lòi đầu rồi kêu cậu trở về thị trấn Nazukami. Bên cạnh đó, các ba Saza đang tích tụ sức mạnh dần dần để chuẩn bị làm một cuộc tổng tấn công khi đầu não của hội pháp sư đã biến mất. Trở lại với bộ đôi song sát, cả hai cùng nhau đến ký túc xá cơ mà sao hôm nay nơi đây vắng vẻ đến lạ thường. Hỏi Jisama mới biết đội diệt quỷ đã lên đường giải quyết hàng loạt vụ tai nạn xảy ra ở bệnh viện. Mới đầu ông cũng muốn gọi hai người trợ giúp, nhưng họ lại nói sau từng ấy chuyện, hai đứa đã kiệt sức nên họ muốn làm hết sức những gì có thể làm để giảm bớt gánh nặng cho hai đứa. Nghe cảm động thật sự nhưng quan trọng hơn hết, Yokuzo có vài chuyện muốn hỏi ông và Segen nên qua phòng ông ấy nói chuyện một chút. Vào thẳng vấn đề chính, Yokuzo muốn hỏi Segen rằng, trước khi tới ký túc xá Hinatsuki cháu đã ở đâu, chú nói cháu không có gia đình nhưng cháu vẫn muốn biết sự thật. Mặc kệ cho Jisama ra sức ngăn cản, Segen cảm thấy đây là thời điểm tốt nhất để nói ra. Benio muốn ra ngoài để Yokuzo đỡ ngại nhưng cậu lại kêu cô cứ ngồi lại vì cậu muốn cùng cô nghe. Chuyện là như vậy, Segen đã tìm thấy cậu vào cái ngày 10 năm trước ở trong Magano, chỉ có thế thôi nhưng lại khiến Yokuzo cảm thấy rất tồi tệ. Giờ thì có thể hiểu tại sao Sae lại gọi Yokuzo là ba ba mặc dù mới gặp lần đầu. Rốt cuộc thân phận thật sự của cậu là gì đây? Benio nhớ lại cảnh Yokuzo biến thành lục đạo chân nhân rồi nói với cậu rằng Yokuzo là Yokuzo, đọc xuôi hay ngược vẫn là Yokuzo mà thôi. Ê đúng thật này, hơi mắc cười nhưng phải cảm ơn Benio vì cô đã cùng nghe với cậu. Đúng lúc này, Kinako chui ra báo có quỷ cực mạnh xuất hiện. Cả hai mau chóng mở cổng vào Magano đi săn nó, cơ mà lục tung khắp nơi mà vẫn chẳng thấy mống quỷ nào, Kinako cũng kêu chắc chúng nó chạy đi hết rồi. Đột nhiên, có tiếng nói cất lên và Suzu xuất hiện, à ta đến để quan sát tiến độ phát triển của Sose. À nghĩ rằng sau vụ Sae biến mất cả hai sẽ chán nản lắm cơ mà trông vẫn ok là phết. Đừng hỏi tại sao à biết vụ Sae, có cái tin tức gì liên quan đến diệt quỷ sư mà à không biết đâu. Bây giờ Suzu muốn hỏi Sose một câu, từ bây giờ trở đi các ngươi định làm gì? Cơ mồm liền đúng chứ, các ngươi đang mù tịt về tương lai phải không? Các ngươi đang đau đầu tìm điều cần làm tiếp theo chứ gì? Dẹp bỏ hết suy nghĩ mà nhảy với ta một bài nào, nhạc nhẽo có, rapper có, không khí sôi động có nốt. Vậy thì chờ gì nữa mà không nhảy, Benio vào trước, 1-2, 1-2 theo nhịp nào, Yokuzo dần bị cuốn theo và sau đó là cả Kinako. Cả ba nhảy như chưa từng được nhảy đến khi Suzu rời đi mới có thể dừng lại. Có lẽ nhờ Suzu, Sose sẽ có bước nhảy vọt mới cả về mặt tinh thần lẫn sức mạnh. Tiếp theo đó, cả hai trở lại cái nơi có thể coi là khởi đầu của Yokuzo.
Chính nơi đây, Segen đã tìm thấy và đem cậu về ký túc xá, cứ nghĩ rằng khi đến sẽ nhớ ra được gì đó nhưng không, thôi thì ít nhất lần này tới có Benio theo cùng đỡ buồn hơn biết bao nhiêu. Trong khi đó, trợ lý Azima vừa mới nhận được lời tiên tri không thể tệ hại hơn nên phải tập hợp 12 thiên tướng lại ngay lập tức. Đầu vàng vừa mới về nhà gặp gia đình được 5 phút lại chuẩn bị đi tiếp, đầu xanh đen với đầu xanh nhạt chẳng có gì đặc sắc lắm. Simon bên này vừa mới đặt chân tới Tokyo lại phải chuẩn bị đáp ngược lại Kyoto. Đầu xanh đậm lúc bấy giờ đang ngồi Netflix and chill nên cũng chẳng có gì đặc sắc. Đầu tím vừa mới bye bye lũ trẻ, Tema ném một sấp tiền mua sạch cái cửa hàng bánh còn tiền thừa bo luôn cho bà chủ. Subazu với Tataza đang ở trong Magano tìm kiếm tung tích của Azima nhưng chẳng thấy đâu. Đầu vàng thắp cho 3 nén nhang rồi cũng xuất phát đi luôn. Cha của đầu vàng lúc trước cũng là cấp dưới của đầu tím, ông còn phiền phức hơn cả đầu vàng nhưng ít ra hai cha con là thứ gì đó rất đặc biệt không thể thiếu đối với đầu tím. Rất nhanh sau đó, 11 thiên tướng đã có mặt tại trụ sở để nghe anh trợ lý thông báo. Lời tiên tri này có phần rất khó nói, nó liên quan trực tiếp đến Azima mà thôi để tôi nói thẳng. Azima đã qua đời tại Magano, đầu vàng nghe xong liền mất bình tĩnh nhưng đó là sự thật. Cùng lúc đó, Kuzanashi đang ngồi vuốt ve ả Mozo và nhớ lại lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Khi đó, ả vẫn còn là một con quỷ trụy lạc tham ăn tục uống, Kuza đã dẫn ả đến chỗ ngập tràn diệt quỷ sư cho ả ăn nên ả mới có thể sở hữu sức mạnh to lớn như hiện tại. Bên cạnh đó, Kuza cũng tiết lộ với ả rằng, thực chất khí độc bọn diệt quỷ sư thanh tẩy giúp người bình thường nó không biến mất mà tích tụ ngược lại cơ thể chúng suốt bấy lâu nay, quả này Nhật Bản sắp vỡ trận rồi. Trở lại bên phía trụ sở, Tema hiện vẫn rất bình tĩnh để đứng lên tạm thời nắm quyền chỉ huy. Ảnh kêu mọi người hãy chia ra khắp cả nước và tìm Kuzanashi. Còn lý do tại sao anh lại nắm quyền thì tự hỏi lại chính mình xem có ai solo lại anh hay không. Tất cả đều thống nhất đưa Tema lên làm thủ lĩnh, kết thúc cuộc họp, 11 thiên tướng bắt đầu làm theo lời của Tema. Riêng Simon ở lại một chút vì anh trợ lý có chuyện cần nói. Sáng hôm sau, Sose quay lại trường học sau vài tuần cút tiết. Vừa mới đặt chân vào sảnh đã thấy Simon bị mấy em gái vây quanh xin in tư các kiểu con đà điểu. Mọi người liền kéo nhau lên sân thượng để nói chuyện cho thoải mái. Mục đích Simon đến đây là vì có thông tin Basaza xuất hiện xung quanh thị trấn. 11 thiên tướng sẽ đi khắp Nhật Bản để tiêu diệt Basaza. Dĩ nhiên Simon sẽ không lẻ loi, Subazu với Tataza sẽ sớm tới đây thôi. Yokozo tận dụng cơ hội liền cúi đầu cầu xin Simon hãy huấn luyện cho cậu. Cả Benio với Mazuza đều hùa theo tưởng như vậy Simon sẽ đồng ý. Nhưng không, một câu thôi, ta không rảnh để huấn luyện cho kẻ yếu đuối. Mazuza không can tâm lập tức xông lên đột kích Simon. Sose thấy thế cũng làm theo và cái kết cả ba thương tích đầy mình quay về ký túc xá. Cùng lúc đó, bộ đôi hồng vàng đang truy lùng Basaza ở trong Magano thì bỗng đầu hồng nhớ lại hình ảnh của cha đầu vàng. Lúc ấy cô bị gia tộc ép cưới một tên phú ông nào đó cơ mà đời nào cô chịu cưới. Trong tim cô chỉ có thể chứa được tên to mồm đeo kính phiền phức là hết chỗ rồi. Vừa hay hôm nay cô định thổ lộ tình cảm với người ấy, thế nhưng lúc gặp được nhau anh ta lại thông báo rằng anh sắp kết hôn với một cô gái khác. Lúc đó cô chỉ biết cười trừ một cái và chúc anh hạnh phúc với lựa chọn của mình. Tôi thề tác giả cho mấy tình huống khó đỡ thật chứ. Trở lại hiện tại, phía trước đang có thứ gì đó lao đến với tốc độ rất nhanh nên đầu vàng quyết định chẻ dãy núi trước mặt làm đôi. Không thể tin được, mình không tìm Basaza thì thôi đây nó dám tìm ngược lại mình mới ghê. Đã thế con này lại còn là con đã giết chết cha của đầu vàng thì mày tới số rồi. Đầu vàng vì muốn trả thù cho cha nên đã bất chấp tất cả mà lao lên, đầu hồng bị kẹt với quỷ trắng đen này nên không thể hỗ trợ được. Nếu solo chắc chắn đầu vàng không có cửa với Mozo, đã thế cô lại còn chiến đấu với hận thù chồng chất thì làm sao có thể giữ cái đầu lạnh để mà đánh. Mozo gồng hai cánh tay lên sau đó lao tới đấm liên tục ép cô vào đường cùng, vừa đánh ả vừa nhắc đến cha của cô để chọc cho lửa hận thù bùng cháy thêm nữa. Khi ấy ăn thịt nó mới thật sự là ngon khó cưỡng, như tôi đã nói, Mozo ao chỉnh hoàn toàn so với đầu vàng. Tuy nhiên, đầu hồng lại hoàn toàn ngược lại khi vừa mới tiêu diệt quỷ trắng đen một cách dễ dàng. Ngay sau đó, cô điều khiển thú nhồi bông bu lấy phóng điện về phía Mozo. À ta muốn phản công nhưng đâu có dễ đến thế, thiên tướng không phải danh hiệu để trưng bày. Đầu hồng áp đảo hoàn toàn Mozo và có thể kết liễu ả ta bất cứ lúc nào. Thế nhưng ả lại chơi bẩn nhắm đến đầu vàng đang bị thương nặng để tấn công. Đầu hồng chỉ cần mất tập trung một giây thôi là bị lật kèo liền, ăn đúng một đấm duy nhất mà cô không thể đứng dậy nổi là đủ hiểu sức mạnh của Mozo khủng khiếp tới nhường nào. Ả ta muốn ăn thịt đầu vàng trước nên tạm thời để đầu hồng nằm đó, nhưng quyết định đó đã khiến ả vụt mất cả hai con mồi khi đầu hồng ném chục quả sớm mốc ra để đưa cả hai đi trốn. Đầu hồng thương tích đầy mình là thế nhưng vẫn phải khiêng đầu vàng to gấp đôi mình. Động lực giúp cô làm được điều đó chính là lời nhờ vả của tên lắm mồm đeo kính lúc xưa. Ngồi đợi một lúc đầu vàng mới chịu tỉnh lại để chửi cho sướng cái mồm, đã dặn từ đầu là không được để cảm xúc lấn át lý trí vậy mà. Thời gian không còn nhiều vì ả Mozo vẫn đang tìm kiếm chúng ta. Bây giờ phải thống nhất rằng tất cả sẽ nghe theo đầu hồng chỉ huy, chỉ cần làm sai một bước thôi là đi cả hai. Chốt xong chiến thuật, đầu hồng liền lộ diện trước mặt Mozo và hợp làm một với gấu bông khổng lồ.
siêu chiến binh gấu hồng Teddy Bear xuất trận, đầu tiên chỉ nhẹ nhàng chào hỏi bằng một cú đấm tình thương mến thương. Tiếp đó tới liên hoàn đạp khiến ả cay cú lao lên Muda Muda Muda. Nhưng tất cả sát thương đều bị Teddy hấp thụ rồi trả lại gấp đôi. Mojo tung ra con ác chủ bài khổng lồ hóa lao lên đẩy Teddy ngã xuống, sau đó cào rách cơ thể nó lôi đầu hồng ra. À tưởng pha này thắng chắc nhưng rất tiếc tất cả đều nằm trong kế hoạch, đầu vàng núp lùm nãy giờ chỉ chờ đến lúc này nhảy tới chém một nhát chí mạng. Đầu hồng lập tức nhảy ra khỏi gấu đạp ả về đúng kích thước. Chưa hết, đợi ả đứng dậy cô tiếp tục cho đàn gấu vây quanh phun một đống lửa tạo thành lốc xoáy lửa. Chính đầu vàng sẽ hạ đòn kết liễu trả thù cho cha. Xong việc, đầu vàng bế đầu hồng ra ngoài, còn Mojo thì được đích thân Kuzanashi ăn thịt nên ả sẽ không thể chết một khi Kuza vẫn còn sống. Cùng lúc đó ở biệt thự, Sose đang nghiên cứu về lịch sử của Abenoseme, diệt quỷ sư mạnh nhất lịch sử. Cả hai muốn tìm thấy manh mối giúp mình mạnh lên thông qua ông ấy nhưng coi bộ khá khó. Ngay lúc này ở khắp mọi nơi trên đất nước Nhật Bản, rất nhiều diệt quỷ sư bị điều khiển bước vào cổng Magano trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nó sắp tới rồi, đại họa sắp ập đến rồi. Sáng hôm sau, Sose cùng Mazuza được Simon tặng cho một bất ngờ siêu to khổng lồ. Kể từ giờ, Simon sẽ là học sinh trao đổi vào học chung với cả ba. Lý do cũng dễ hiểu, với tình trạng thiếu đầu não của hiện tại thì việc bảo vệ cho Sose là lựa chọn hợp lý nhất. Bên cạnh đó, Sokola vẫn thói quen cũ đi hành hạ lũ quỷ cấp thấp để hấp thụ chúng, nhưng lần này người đứng bên cạnh hắn không phải sữa tươi mà chỉ là một con rối không hơn không kém. Hắn có thể cho thêm giọng nói của sữa tươi vào nhưng cuối cùng con rối vẫn là con rối mà thôi. Đúng lúc này, Kuzanashi tới chỗ Sokola để trao cho hắn cơ hội báo thù hung thủ sát hại sữa tươi. Kuza đã ép đám diệt quỷ sư vẽ vài lá bùa hữu dụng, một trong số đó là bộ giáp khí độc. Với bùa chú này, Basaza có thể bung lụa thoải mái ở thế giới con người mà không cần đến điểm rồng đen. Sáng hôm sau, Yokuzo đứng cam Simon tới để mặt dày cầu xin anh hãy chỉ dạy vài đường cơ bản. Cơ mà hôm nay vẫn câu trả lời cũ, không rảnh, không thích và không bao giờ. Chiều hôm đó, Simon đến ký túc xá báo cáo với Segen về tình hình hiện tại ở trong trường. Nhưng dường như Segen chỉ quan tâm trải nghiệm của Simon ở trường như thế nào thôi, nếu để ý thì cậu vào hàng ngũ thiên tướng từ rất sớm nên số lượng bạn bè gần như bằng không. Segen khuyên cậu hãy kết bạn đặc biệt là với diệt quỷ sư, mặc dù họ rất phiền phức nhưng không có còn phiền hơn. Sư phụ quan tâm nên mới khuyên thế mà Simon lại phớt lờ, vẫn nghĩ một mình có thể cân cả thiên hạ. Cùng lúc ấy bên phía biệt thự, Mazuza đang hỗ trợ Benio làm món cơm cà ri một cách chỉnh chu nhất, không có nguyên liệu hay gia vị kỳ lạ nào được cho vào hết nên có thể yên tâm mà ăn. Nhưng Kinako lại chui ra và gợi ý cho Benio cách để khiến món ăn ngon lên gấp đôi. Công thức chính là múa múa rồi bắn tim chiếu chiếu về phía Yokuzo. Mặc dù ngại nhưng Benio vẫn dáng làm thử và cái kết bắn Kinako bay thẳng vào nồi cà ri. Hậu quả là một đống gia vị được quăng hết vào nồi, Yokuzo quả này tới số rồi. Nhắc đến ông nhõi thì hiện đang ở bên ký túc xá không dám về nhà. Nguyên nhân chắc ai cũng có thể đoán được là vì tối nay tới lượt Benio nấu cơm. Cậu thề hôm nay sẽ không về nhà với lý do ở lại ký túc xá ăn tối, cơ mà tiếc quá, Benio đứng bên cạnh nãy giờ nên 3, 2, 1 knock out. Khỏi phải nói cũng biết bữa cơm hôm nay có đủ ngũ vị mặn ngọt chua cay đắng. Sáng hôm sau, học sinh trên lớp bỗng xì xầm bàn tán với nhau về hai con hình nhân bị nguyền rủa được phát hiện ở sân trường. Vừa hay Simon nghe thấy được nên anh quyết định cúp tiết để điều tra. Dĩ nhiên Sose với Mazuza sẽ kè kè theo sau vì cả ba cũng là diệt quỷ sư, chỉ tội Mazuza thân lớp trưởng mà lại cút tiết, tấm gương xấu cần noi theo ấy nhầm cần phê phán. Đi vòng vòng quanh trường một hồi bỗng Sose bị bắt lẻ rơi tụt xuống dưới sân khấu. Tại đó có sẵn hai hình nhân giống y đúc Sose được điều khiển bởi kẻ mà ai cũng biết là ai. Sokola tức giận xé tan cả hai con rồi khiêu khích Sose có giỏi bá vô đây mà núp. Không nói nhiều, Yokuzo triệu hồi tay quỷ cấp 2 còn Benio triệu hồi chân quỷ cấp 1 sẵn sàng tham chiến. Yokuzo lao vào đấm trước nhưng lại bị Sokola phản đòn bằng một cước. Cậu lập tức tung ra cú đấm tia lửa cực mạnh đáp trả, cơ mà vẫn chẳng ăn thua. Hắn nhảy ra sau lưng đạp Yokuzo ra xa, sau đó là tới Benio. Pháp lực của hắn đã tăng gần như gấp đôi so với lần trước gặp, món quà Kuzanashi tặng đâu phải dạng vừa. Hắn dĩ nhiên biết rõ cái kỹ năng cộng hưởng của Sose nên đừng mơ hắn cho cả hai cơ hội kích hoạt bằng cách trói cả hai lại. Tiếp đến, hắn định sẽ cắt đứt tay quỷ của Yokuzo nhưng đúng lúc này, Simon bước vào solo với Sokola còn Mazuza thì chạy qua chỗ Sose cởi trói cho hai người. Simon triệu hồi kiếm phượng hoàng đốt đống tơ nhện của hắn thành cho, sau đó chạy lên ép hắn ra ngoài sân trường. Simon liên tục ép đánh cận chiến nên Sokola buộc phải tìm đường trốn để giữ khoảng cách. Nhưng chạy đâu cho thoát khi Simon có đôi cánh phượng hoàng, Sokola bị vờn như con chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn Simon bay lượn. Xích ưng chắn phong được tung ra, toàn bộ lông vũ phượng hoàng bay thẳng vào người Sokola đâm hắn rớt từ sân thượng xuống mặt đất. Tưởng rằng đã solo thắng Basaza nên Simon mới mất cảnh giác. Bởi vậy anh mới bị sập bẫy của hắn, đồng thời toàn bộ học sinh trong trường đều lộ diện với tình trạng bị tơ nhện điều khiển.
Yokozo lúc bấy giờ định giật đứt đống tơ nhện quấn quanh người Simon, nhưng Sokola lại thách thức rằng cứ thử giật đi rồi coi hắn ta có chết không. Nếu cắt đứt, sợi tơ sẽ đi vào cơ thể và giết chết Simon từ bên trong. Vừa lý thuyết vừa thực hành luôn cho dễ hiểu, Sokola cắt đứt một sợi ở cánh tay, ngay lập tức Simon gào thét như bị hàng ngàn cây kim đâm vào. Cùng lúc đó, các thiên tướng đã chia ra để điều tra về những vụ mất tích hàng loạt của diệt quỷ sư trên toàn Nhật Bản. 11 thiên tướng ở 11 nơi đều cho cùng một câu trả lời rằng không còn dù chỉ một diệt quỷ sư và các chi nhánh cũng tự động biến mất chỉ trong một đêm. Nhìn hiện tại trông yên bình thế thôi nhưng đây là dấu hiệu cho thấy cơn giông bão siêu to khổng lồ sắp đổ bộ xuống. Trở lại với Simon, anh hiện đang mất bình tĩnh muốn giật một lần hết sạch tơ để mau chóng thoát khỏi trói buộc. Yokozo thấy vậy liền đấm vào mồm anh, đồng thời Benio và Mazuza phối hợp đánh phủ đầu Sokola. Nhờ vậy mà cả ba mới có thể đưa Simon đi một cách thuận lợi. Dĩ nhiên sợi tơ của Sokola vẫn còn đó nên cần tìm cách hóa giải trước. Sẵn đang rảnh tay, Yokozo phải giải thích cho tên cứng đầu này rằng chiến đấu một mình bằng cúp. Đừng lôi cái nhiệm vụ bảo vệ Sose ra nói chuyện ở đây, cho dù vì bảo vệ thứ gì đó cũng không nên tùy tiện lãng phí sinh mạng như thế. Nói vậy đủ rồi, đến giờ phẫu thuật của Benio và Mazuza. Benio dùng kiếm dứt khoát chém đứt hết tơ nhện, ngay sau đó Mazuza dùng bùa thanh tẩy kích hoạt lên người Simon. Đúng như dự đoán, chỉ cần thanh tẩy trước khi Simon chết là ổn. Sau phần đau đầu nhất, giờ đến phần bàn chiến lược đối phó với Sokola. Yokozo khẳng định rằng sẽ cứu tất cả học sinh nên kế hoạch sẽ bao gồm cả phần cứu người. Vừa nói dứt câu thì Simon xí phần chiến đấu với Sokola và anh em sẽ không thể ngờ đâu. Anh ta đã mời Yokozo chiến đấu cùng mình rồi đưa số bùa thanh tẩy có trong người cho Mazuza. Yokozo cũng đưa theo và nhất trí sẽ cùng Simon chiến đấu. Như vậy, Benio cùng Mazuza sẽ lo phần cứu người còn Yokozo và Simon sẽ combat với Sokola. Nhóm cứu người thì dễ thở rồi, chỉ việc chém sau đó thanh tẩy rồi nhờ Kinako trở vào phòng là xong. Khó là khó ở bên nhóm combat khi Sokola vừa mới sử dụng bùa chiến giáp cấp độ 2. Hắn đánh Yokozo ra chỗ khác rồi trói Simon lại sau đó đập anh đập vào tường. Yokozo không bỏ cuộc, có chết cũng phải câu giờ giúp Simon bởi trước khi chiến đấu anh ta có tiết lộ về vũ khí bí mật Mato Ikaji. Nó có thể tăng sức mạnh lên gấp 10 lần nhưng bù lại, nó chỉ có tác dụng trong 5 phút và sau đó Simon sẽ không thể động đậy. Ngoài ra, để kích hoạt nó cũng cần khá thời gian nên việc câu giờ là hoàn toàn cần thiết. Do đó, trong lúc Yokozo khiêu khích Sokola, Simon đã kích hoạt thành công chu tước hóa 100% bắt đầu 5 phút bón hành ngập mồm Sokola. Tầm này hắn không có cái cửa nào có thể solo lại Simon cả, cơ mà nhóm cứu người bên này đang gặp phải vấn đề rất lớn đó là hết bùa thanh tẩy. Cả hai chỉ đành cố thủ trong phòng bằng mấy lá bùa phòng thủ đợi nhóm combat làm xong việc mà thôi. Vấn đề liên tục ập tới khi Simon đã đến giới hạn sớm hơn dự kiến 5 phút bởi vết thương do Sokola gây ra vừa nãy. Cơ mà thế thì sao chứ, bộ cứ đến giới hạn là chịu thua hay gì, Simon bất chấp tất cả bứt phá hai từ giới hạn tiếp tục đấm Sokola như con. Cuối cùng kết thúc bằng chiêu thức lông vũ rực cháy đâm xuyên một lỗ trên cơ thể hắn ta. Đúng lúc này, hắn kích hoạt cái bẫy đã chuẩn bị sẵn từ đầu. Nếu giết hắn hoặc phá hủy một trong các hình nhân xung quanh đây, chuỗi hiệu ứng nổ sẽ được kích hoạt và toàn bộ học sinh trong trường sẽ chết. Cũng đủ khốn nạn rồi đấy, nhưng Yokozo quyết không để điều đó xảy ra. Cậu thực hành luôn chiêu thức mới nghĩ ra trong đầu mang tên cú đấm xuyên thời không. Đúng như tên gọi, Yokozo đấm thẳng mặt Sokola nhưng đồng thời tất cả hình nhân cũng bị dính sát thương bốc hơi hết một lượt. Đến cả Simon cũng thừa nhận chiêu này ổn, rất thích hợp để sử dụng trong thực chiến. Cùng lúc đó, Subaru đã nhờ thần tiên tri giúp xem sắp tới Kuzanashi sẽ làm cái gì. Kết quả nhận lại khiến cô rất hoang mang buộc phải triệu tập 11 thiên tướng tập trung lại ngay lập tức. Bởi thế nên Mazuza đang rất cay cú khi Simon cứ thế mà đi không thèm ăn bữa tối cô cất công nấu cho. Sáng hôm đó, cả ba vẫn lên trường như mọi ngày, cơ mà hôm nay là một ngày cực kỳ đặc biệt bởi Yokozo vừa mới nhận được một bức thư tỏ tình với nội dung như sau. Bạn thật ngầu, tớ thích bạn, hẹn gặp bạn ở sân sau lúc tan học. Cũng không có gì bất ngờ lắm tại từ khi lên cấp 3, Yokozo đã tập trung phát triển bản thân không còn tấu hài như hồi cấp 2 nữa. Quay qua bên phía Simon, anh đã có mặt tại địa điểm được thông báo và gặp được Subaru, Tataza và anh trợ lý. Các thiên tướng khác vẫn chưa đến nên Subaru sẽ giải thích cho Simon hiểu trước. Trở lại với màn tỏ tình có 102 dành cho Yokozo. Thật bất ngờ khi cô bạn lúc trước từ chối cậu giờ lại quay sang tỏ tình lại. Hỏi thì cô ta xin lỗi các kiểu và hứa sẽ yêu thương Yokozo hết mình. Dĩ nhiên Mazuza với Benio sẽ núp đằng sau mấy cái cây để hóng cái kết rồi. Nhưng Benio giờ mới biết cô ta là kiểu người Yokozo rất thích, lỡ quả này mất chồng luôn thì sao bay. Cơ mà không sao, Yokozo đã cúi đầu xin lỗi vì cặp đôi nghe lén vừa mới ngã cái rầm nên chưa thể biết lý do. Tiếp tục nghe Subaru giải thích về tình hình hiện tại, Kuzanashi suốt thời gian vừa qua đã chuẩn bị cực kỳ kỹ càng cho lần tổng tấn công này. Mỗi điểm rồng đen đều được tính toán cẩn thận để sắp đặt bùa chú cho một trận pháp khổng lồ. Trùng hợp thay, trận pháp lại được đặt ở ngay trung tâm thị trấn Nazukami, tức nơi Sose sinh sống. Rõ ràng hắn ta muốn trừ khử hy vọng của hội pháp sư đây mà.
Biện pháp duy nhất lúc này chính là thực hiện phép thuật Jikujin Shinka do chính Abenoseme sáng tạo. Vừa hay 12 điểm là đủ để 12 thiên tướng có thể xử lý. Đừng lo về chuyện thiếu Segen bởi anh trợ lý sẽ đảm nhiệm vị trí của ông ấy. Rất nhanh sau đó, các thiên tướng còn lại nhận tin và bắt đầu xuất phát ngay lập tức. Cùng lúc đó, Rokujo đang phải bất đắc dĩ bao bộ đôi nghe lén một chầu Ohaji để rửa vụ lần đầu được tỏ tình. Đang ăn nhom nhom thì đỏ tím chạy tới kêu có chuyện này thú vị lắm muốn cho ba người cùng xem. Lúc bấy giờ tại 12 hướng lần lượt là Đông Tây Nam Bắc nhân 4 bằng 12, các thiên tướng đồng loạt thi triển phép thuật phá hủy trận pháp khổng lồ. Dĩ nhiên đâu thể thành công dễ đến thế, Kuzanashi còn chuẩn bị thêm 12 con quỷ cực mạnh ở 12 vị trí để phòng hờ trường hợp này xảy ra. Quay qua phía nhà trẻ một chút vì chuyện thú vị nằm ở đây, Ryogo với Hazuka hôm nay có đến thăm và chơi với lũ trẻ. Trong lúc chăm sóc, Ryogo vô tình thấy được góc nghiêng thần thánh của Hazuka khiến trong người anh nóng hết cả lên. Không chần chừ nữa, anh gọi cô ra ngoài và nói: "Anh muốn bảo vệ nụ cười của em từ giờ đến cuối đời, em đồng ý kết hôn với anh chứ?" Bất ngờ chưa nhưng mà câu trả lời là không nha, đâu chỉ mỗi anh cố gắng bảo vệ nụ cười của em. Em cũng sẽ bảo vệ nụ cười của anh và hôn anh một cái thật lâu. Bọn trẻ đột nhiên òa cả lên khi hai người hôn nhau, đôi đang núp bên này cũng đang muốn chụt chụt lắm rồi mà vẫn còn đang ngại thôi. Trở lại với chiến trường khốc liệt, 11 thiên tướng có thể tự xử lý bọn quỷ này được, nhưng cứ mỗi lần giết nó lại phục hồi u như kỹ thì đỡ thế méo nào được. Lý do chính là vì bọn chúng được cung cấp một nguồn pháp lực dồi dào đến từ các diệt quỷ sư bị Kuzanashi bắt giữ nên giờ chỉ có xiên chết hắn mới kết thúc được vụ này thôi. Trong khi đó, Sose đang cùng nhau về nhà bỗng Benio nói muốn biết lời cậu định nói lúc được tỏ tình. Quả này mà trả lời vì tôi thích Benio rồi là tới công chuyện. Nhưng tiếc quá tên khốn Kuzanashi chọn đúng cái lúc này để kích hoạt đại trận pháp đưa toàn bộ thị trấn lên trên không. Tôi xin phép tạm dừng ở đây để làm phần cuối cùng hay nhất có thể. Trong lúc chờ đợi anh em hãy thử đoán xem liệu Azima có trỗi dậy từ cõi chết và thông liên tục vào mồm Kuzanashi hay không. Hãy để lại bình luận bên dưới cho tôi biết nhé. Rokujo là thiên tài diệt quỷ sư với ước mơ thanh trừng hết lũ quỷ trên toàn thế giới. Thế nhưng do thảm họa lúc nhỏ mà cậu vô cùng chán ghét sức mạnh của mình, từ đó cũng quyết định không bao giờ đi diệt quỷ nữa. Tuy nhiên, Benio, một cô gái với sức mạnh vượt trội so với độ tuổi của mình đã bước vào cuộc đời cậu. Cả hai lại còn được tiên đoán là những đứa con của thần với trách nhiệm cao cả là lấy nhau và sinh con. Mới đầu họ ghét cay ghét đắng nhau, nhưng mà là ghét trời nào trời trao của đó. Cả hai đồng hành với nhau qua bao trận chiến, nhờ đó mà họ ngày càng thân thiết hơn trước rất nhiều. Basaza là tên những con quỷ biết nói tiếng người và có sức mạnh vượt trội loài quỷ thông thường. Trong đó, Kuzanashi đứng đầu hay có thể gọi là con quỷ mạnh nhất thế giới. Hắn đã thao túng, lên kế hoạch, vẽ ra một viễn cảnh nơi diệt quỷ sư bị tiêu diệt hoàn toàn. Và cho đến hiện tại, Kuzanashi sắp hoàn thành kế hoạch khi chính tay hắn đã giết chết thủ lĩnh hội pháp sư Azima, 12 thiên tướng cũng bị hắn vờn lên vờn xuống. Đến cuối cùng, thị trấn nơi Rokujo và Benio ở bị nhấc bổng lên trời bằng một trận pháp khổng lồ. Sose hiện vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nên trước mắt cứ chạy qua trường học xem thử. Các thiên tướng cũng rất bất ngờ nhưng họ vẫn chưa rảnh tay để lên trên đó giúp mọi người được. Rất nhanh sau đó, Sose đã chạy đến trường học, biết ở đây hiện không có Basaza, cả hai liền quay đầu phóng thẳng về ký túc xá. Segen lúc bấy giờ thấy cảnh tượng này có vẻ quen quen nên mới lấy quyển sách cổ ra xem. Hóa ra sự kiện giống y chang như này đã từng được ghi chép lại. Vào 600 năm trước, có 7 ngôi làng đã đột nhiên bay lên không trung. Mặc dù 12 thiên tướng thời đó đã giải quyết được vấn đề, nhưng tất cả mọi người sống trên 7 hòn đảo đó đều bị hút cạn sức sống. Và hung thủ gây nên toàn bộ việc đó không ai khác ngoài Basaza có tên Kuzanashi. Nhắc đến Kuza thì hiện hắn vừa mới xuất hiện trước mặt Sose, chủ động tháo mặt nạ rồi chào cả hai một câu. Lần đầu gặp nên cả hai vẫn ngờ ngợ chưa biết tên này là ai, nhưng nghe cái tên Kuzanashi phát là hiểu ra ngay vấn đề. Tên khốn khiến Sae phải hy sinh là đây chứ đâu, đã thế hắn còn kêu đấy chỉ là một trò đùa để giải trí và bây giờ mới chính là trò chơi thật sự. Nói dứt câu, Kuza triệu hồi một con quái vật cây khổng lồ ngay giữa trung tâm thị trấn. Những cái xúc tu của nó bắt đầu tản ra mọi phía bắt đầu hút hết sức sống của người dân, đây cũng chính là thứ mà Sose cần giải quyết. Kuza sẽ giải thích qua về luật chơi. Thứ nhất, không hề có lối thoát vì cả thị trấn đang lơ lửng trên không. Thứ hai, các xúc tu đang hút cạn sinh lực của mọi người với tốc độ rất nhanh. Các ngươi bắt buộc phải đánh bại nó trước khi quá muộn. Gợi ý, ở dưới đất có một nơi tên là Kyukon dùng để lưu trữ pháp lực. Phá hủy nó trước thì mới mong phá hủy được quái vật cây khổng lồ. Hết, chỉ có thể, còn việc Rokujo cay cú lao lên đấm Kuza là do cậu chọn. Cậu còn lâu mới solo được với hắn ta nên giờ chỉ có thể chơi trò chơi mà hắn tạo ra thôi. Bên cạnh đó, đầu xanh nhạt đang khá chật vật khi với solo với một con Basaza chính hiệu. Ngay lúc này đây ở ký túc xá, Segen chỉ huy cả tem chia ra thành các đội nhỏ, một đội sơ tán người dân, một đội lo việc phá hủy lõi còn một đội đợi ở ngoài để tiêu diệt quái vật cây. Ngó qua bên Tema một chút, ảnh hô biến thanh kiếm to lên gấp 10 lần rồi nhẹ nhàng xiên chết một con quỷ cực kỳ châu bò.
Đầu xanh đen lúc bấy giờ mới đến gần kêu anh nhanh chóng lên trên đảo phụ Sô Sê một tay. Dĩ nhiên Tema sẽ không nghe ai chỉ huy ngoại trừ một chút đút lót lấy lòng. Cả hai chốt deal với nhau 6 tháng ăn bánh tẹt ga, người trả tiền sẽ là đầu xanh đen. Trở lại bên trên đảo, Sô Sê sẽ lo việc kết liễu quái vật cây nên cả hai lên đồ đóng cột ở ngay bên dưới nó. Cố gắng tấn công liên tục để giảm áp lực cho đội sơ tán người dân. Hai cha con Segen sẽ lo phần phá hủy lõi cây, cơ mà trước tiên phải giải quyết lũ quỷ canh cửa cái đã. Segen dùng ma đạn xuyên không quét từ trái sang phải, Mazuza cũng tham chiến bằng một cây kiếm có yểm bùa thanh trừng. Nhưng cô mới chỉ múa múa được vài đợt đã bị bọn quỷ siết chặt cơ thể như này thì còn làm ăn được gì nữa. Cùng lúc đó, đầu xanh đen đã có mặt để hỗ trợ đầu xanh nhạt và dĩ nhiên, sau vụ này xanh nhạt sẽ nợ xanh đen một khoản tiền khổng lồ. Tính toán dư dư ra còn trả kèo cho bố Tema nữa. Segen lúc bấy giờ buộc phải dùng lại con át chủ bài tay hổ để có thể cứu được con gái. Trông vẩy vẩy chém quỷ như chém chuối thế thôi nhưng sức mạnh chắc còn chưa tới một nửa so với năm xưa. Còn ở bên ngoài lúc bấy giờ, Sô Sê vẫn đang tiếp tục tấn công vào quái vật cây bằng cộng hưởng. Thế nhưng lần này nó lại phản ứng bằng cách nhả khí độc trong Magano ra đưa người dân vào tình thế nguy hiểm. Rất nhanh sau đó, có những người hít phải khí độc mà lăn đùng ra đất. Giờ chỉ còn cách đặt hết niềm tin vào cha con Segen nhanh chóng phá hủy lõi nếu không pha này toang thật rồi. Quay xuống phía bên dưới lõi, Mazuza cùng cha mình đang cố gắng làm mọi cách có thể. Nhưng lượng sát thương cả hai gây ra là không đủ so với tốc độ hồi phục của nó. Tuy vậy nhưng Segen vẫn muốn dồn hết chút sức lực còn lại để đạt được mục đích và dĩ nhiên Kuzanasi biết rõ điều này. Hắn đột ngột xuất hiện đằng sau hai cha con sau đó khiêu khích Segen tấn công mình để rồi nhẹ nhàng phá vỡ nó. Chưa hết, Kuza nhắc lại cái vụ Segen ám sát anh trai của vợ mình nhằm mục đích chia rẽ tình cha con. Hắn còn đem theo vợ của Segen cho có đủ nhân chứng vật chứng. Để tìm hiểu rõ hơn về sự việc ấy thì ta cần quay về mười mấy năm về trước. Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, vợ của Segen mải làm quên hết cả giờ giấc. Đến lúc nhớ ra thì trời cũng đã tối và đúng lúc này, anh trai của cô mở cửa ra và nói, anh về rồi đây Zuko. Ngay sau đó, sát thủ xuất hiện tiêu diệt anh ấy trước mặt cô. Khỏi phải nói cũng biết đằng sau lớp mặt nạ ấy chính là khuôn mặt của Segen. Anh nhẹ nhàng xóa đi ký ức của cô rồi biến mất. Sau khi nghe câu chuyện đó, Mazuza không những không trách mà còn thương xót, nghĩ chắc cha phải chịu nhiều đau khổ lắm khi phải làm chuyện đó. Cô không biết trước đây ông là người như thế nào, chỉ cần biết hiện tại ông là người dịu dàng nhất, là người quan tâm tới mẹ và con nhất. Vỗ vỗ vỗ, Kuza cảm thấy cái thứ niềm tin mãnh liệt này thật thú vị. Tuy nhiên, mục đích chính hắn Zuko đến không phải để chứng kiến cảnh cha con tình cảm. Bây giờ hắn sẽ tạo ra một trò chơi mang tên sống hoặc chết, liệu Segen có cứu được vợ mình trước khi cô ấy chết hay không? Segen lập tức bước lên đồng thời kêu Mazuza lùi lại, cứ đứng đó xem người lớn làm việc đi nhóc. Cùng lúc này ở bên dưới mặt đất, xanh nhạt và xanh đen đã bắt đầu thấy chán tên Basaza này rồi nên sẽ kết thúc trận đấu ngay tại đây. Trước khi đến với màn phối hợp đỉnh cao ấy, hãy chứng kiến cảnh Segen bón hành cho Kuzanasi trong hình dạng cuối cùng của một thiên tướng đã nghỉ hưu. Bạch hổ hóa 100% cơ thể, bằng tốc độ kinh người, Segen đã phi vút đến trước mặt Kuza, đâm hắn xuyên người rồi trở lại hình dạng cũ. 5 giây đã là cực hạn của ông lúc bấy giờ rồi. Tuy nhiên, chỉ một cú đâm như này thì không bao giờ đủ cả, Segen bị hắn đấm bay đập vào tường. Mazuza luống cuống làm rớt hết cả bùa chắc hẳn cô đang rất khiếp sợ, cơ mà vậy thì sao, chẳng lẽ muôn đời ở đáy xã hội. Phải mau chóng mạnh lên để còn sát cánh cùng Sô Sê chứ. Mazuza kích hoạt ma đạn xuyên không trung thay cho câu trả lời, mặc dù chẳng làm được gì nhưng vậy là quá tốt rồi. Kuza thấy cô vẫn còn đứng được liền bay đến đấm một cú nữa cho hai cha con đoàn tụ với nhau. Segen từ nãy đến giờ luôn kêu cô chạy ngay đi, thế nhưng Mazuza lại chỉ đáp lại đúng một câu, rằng con đang chiến đấu vì cha mẹ nên không có chuyện con bỏ cuộc đâu. Câu nói ấy làm Segen nhớ lại lúc trước, Zuko cũng tới tận trụ sở để tìm ông chỉ để xác nhận hai điều. Một là có phải anh trai cô đã bị nguyền rủa phải không, cái này thì Segen có thể nói được rằng đó là sự thật. Người bị nguyền rủa dần sẽ biến thành quái vật nên nhiệm vụ của tổ chức sát thủ là đi tiêu diệt những người đó. Cơ mà anh thắc mắc thế quái nào trong cô chẳng thấy tí hận thù nào mà lại còn lết đến đây để rồi bị nhốt như thế này. Zuko nhẹ nhàng trả lời rằng, tôi cứ có cảm giác anh đang phải chịu rất nhiều đau khổ nên không đến không được. Segen chỉ cần nghe một câu này là quá đủ rồi, đi, chúng ta bỏ trốn thôi vợ. Trở lại hiện tại, Segen lúc bấy giờ chỉ biết thốt lên rằng, đúng mẹ nào con ấy. Đột nhiên, bùa chú bạch hổ phát sáng lên như kiểu muốn nói với ông điều gì đó. Đồng hành với nhau đủ lâu để Segen hiểu nó muốn nói gì, đây sẽ là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng ông cầu xin nó, làm ơn cho Mazuza mượn sức mạnh của ngươi. Ngay sau câu nói đó, Bạch Hổ đưa Mazuza vào thế giới tinh thần và hỏi cô, ngươi có muốn sức mạnh không và muốn để làm gì? Không chần chừ, Mazuza liền đưa ra câu trả lời, tôi muốn mạnh mẽ để bảo vệ những người tôi yêu quý. Và như vậy, Mazuza đã sử dụng được sức mạnh Bạch Hổ. Nhờ vậy mà cô mới có thể đánh tay đôi ngang kèo với Kuza, thậm chí cô còn dồn hắn đến chỗ lõi cây rồi tung ra hai nhát chém cuối cùng đánh bay cả hắn và lõi.
Chiến thắng thuộc về hai cha con nhưng Kuza vẫn còn sống thì đây chưa thể gọi là chiến thắng cuối cùng được. Thôi thì phá hủy được lõi cũng là một tín hiệu đáng mừng rồi. Ở bên ngoài bộ đôi xanh đen xanh nhạt cũng VA mới làm một pha gombo combo tiêu diệt ba Saga chỉ trong vòng một nốt nhạc. Sau C bên trên nhận ra quái vật cây đã không còn hồi phục được nữa liền tìm mọi cách để dứt điểm nó. Bên cạnh đó, các thiên tướng đang gặp phải kiếp nạn lớn khi bọn quỷ trời bài hợp nhất với nhau để châu bò hơn, mạnh mẽ hơn. Lúc đầu đã khó đánh rồi giờ còn khó hơn gấp 10 lần. Dĩ nhiên nó vẫn còn cái hồi phục vô hạn, cứ chém bay đầu là lập tức mọc ra cái mới. Trở lại với sâu C, trước mắt cả hai đoán rằng cái nhãn cầu đang ngó ngó nghiêng nghiêng trước mặt là đầu não của nó. Thế nên cứ tiêu diệt thử rồi tính bước tiếp theo, cả hai dụ nó đuổi theo xuống phía dưới rồi định úp sọt bằng cộng hưởng. Nhưng đến cuối Zokuzo phải nhảy lên lại để ngăn không cho nó úp sọt ngược lại. Cũng nhờ đó mà Benio mới nhìn thấy được chỗ bị pháp lực dò dỉ trên cơ thể nó. Trước khi Zokuzo bị nướng chín, cô đã chém một nhát ngay chỗ đó khiến nó đau đớn tìm đường quay về. Cơ mà ngay sau đó nó lại xuất hiện ú òa cả hai bằng một chưởng thẳng mặt và sau đó thêm một phát Kamezoko ép cả hai đến đường cùng. Anh trợ lý nhìn thấy cảnh sâu xê sắp đi đời liền làm gọi con quỷ trước mặt thật nhanh rồi tiếp tục thực hiện nghi thức. 11 thiên tướng còn lại thấy dấu hiệu cũng tung ra hết sức tiêu diệt hết mấy con quỷ cản đường rồi đồng loạt thực hiện nghi thức. Sâu xê bên trên cũng đang cố gắng gượng với lá chắn cộng hưởng đến lúc sắp kiệt sức thì đầu não lại bỏ đi. Có lẽ nó đã hết năng lượng nên đây chính là thời khắc tốt nhất để tiêu diệt nó. Nhưng muốn làm vậy thì cả hai phải leo lên tận trên đỉnh trong tình trạng thương tích đầy mình. Dĩ nhiên sâu xê sẽ không bỏ cuộc mà ngược lại, họ muốn thi xem ai leo lên trên đó trước, người thắng sẽ được yêu cầu người thua một điều. Chốt kèo một cái là cả hai xuất phát ngay lập tức, nhưng giữa đường lại lòi ra mấy con tiểu quái đến ngăn cản. Benio chủ động tách ra tiêu diệt nó chấp Zokuzo đi trước. Cả hai vừa leo vừa gào thét để lấy động lực, nhưng đột nhiên Zokuzo lại trượt tay ngã xuống. Benio lập tức giữ cậu lại và hét lớn tiếng rằng, tôi muốn biết cậu muốn nói gì lúc từ chối người ta. Lỡ mồm nói ra khiến Benio xấu hổ, không biết cô lấy đâu ra sức mạnh để có thể ném Zokuzo đồng thời đạp một phát đưa cậu lên tận trên đỉnh. Nhưng thôi tạm thời bỏ qua, giờ là lúc kết thúc mọi đau khổ từ nãy đến giờ, cộng hưởng lốc xoáy tử thần xuyên thủng đầu não cái nhẹ. Chiến thắng rồi cơ mà cơ thể nó lại tan biến khiến cả hai rơi thẳng xuống bên dưới. Zokuzo nhanh chóng ôm Benio vào lòng và kích hoạt bùa giảm sốc. Cả hai tiếp đất an toàn và đúng lúc này, Kinako phi xe đến cùng Segen nói qua tình hình hiện tại của thị trấn. 12 thiên tướng đang thực hiện nghi thức đặc biệt để đỡ lấy thị trấn nên việc bây giờ chỉ cần đưa người dân đến nơi an toàn là đủ. Mặc dù vừa mới trải qua một trận chiến khó khăn, Sose vẫn chạy đi khắp nơi cùng đồng đội cứu được bao nhiêu hay bao đó. Nhờ 12 thiên tướng, hòn đảo từ từ hạ xuống tiếp đất một cách an toàn. Kuzuko cũng cứu được chú cún con khỏi bị rơi từ trên cao xuống, cơ mà cậu lại trượt chân ngã thẳng xuống phía dưới. Benio lao tới định cứu nhưng cũng lăn xuống theo để rồi mắt chạm mắt tay chạm tay. Nhân dịp này Zokuzo cũng muốn nói ra điều giữ trong lòng bấy lâu nay. Benio à, ớ đùng. Kuzanashi một lần nữa úp sọt 12 thiên tướng bằng chính pháp lực mà họ dùng để đỡ lấy thị trấn, hai lần rồi nha tác giả. Ngay sau đó, Kuza đi qua cổng rồng đen đến chỗ sâu xê để khiêu khích cả hai chạy theo hắn vào trong Magano. Hắn phi thẳng vào trong nhà thờ thế kia giờ chẳng lẽ đứng ngoài đợi viện binh, sâu xê vào theo luôn và cái kết chứng kiến cảnh 11 thiên tướng đang bị treo lơ lửng. Zokuzo tức giận lập tức lấy bùa đỏ ra triệu hồi tay quỷ rồi lao lên nhắm vào mấy cái dây keo. Cú đấm của cậu sẽ chẳng thể làm gì nó mà lại còn là nguồn lương thực dồi dào cho nó đớp ngon lành. Đâu phải tự nhiên các thiên tướng bó tay với cái thứ này đâu. Tsubasu đến giờ vẫn không thể tin một mình Kuza có thể vẽ nên cái kế hoạch hoàn hảo như này. Cô muốn biết ai là kẻ đã bày mưu tính kế cho hắn. Kuza nghe xong liền búng tay cho Yuto xuất hiện, chỉ vậy thôi là mọi người tự hiểu bởi cái đầu của thằng Yuto nó gớm lắm. Tuy Kuza có tham khảo ý kiến của Yuto nhưng mấu chốt vẫn nằm ở kế hoạch 1200 năm. Từ điểm rồng đen cho đến loại khí độc đặc biệt, bây giờ các thiên tướng mới nhận ra khí độc phát ra từ cổng rồng đen nó không hề bình thường thì thật sự đã quá muộn rồi. Zokuzo đứng nghe thôi cũng ứa hết cả gan không đánh không được, cơ mà đánh cũng có lại méo đâu nên giờ chỉ có thể đứng nhìn Kuza hấp thụ toàn bộ pháp lực của 11 thiên tướng. Bất lực là hai từ duy nhất tôi có thể dùng để miêu tả cảm xúc hiện giờ của Sose. Zokuzo gào thét trách móc các ngài là 12 thiên tướng, là diệt quỷ sư mạnh nhất mà không làm được gì à? Để tôi trả lời thay cho, bọn tôi làm chứ, làm thinh á. Tất cả sức mạnh hấp thụ đều được chuyển sang cơ thể Kuzanashi biến hắn trở thành ma vương theo đúng nghĩa đen. Trong bộ giáp tím lịm tìm sim trên người hắn là đủ hiểu chỉ cần một búng là Sose đi. Nhưng như vậy không có nghĩa Sose sẽ bỏ cuộc, họ vẫn kích hoạt cộng hưởng, tung ra cú đấm sao băng về phía Kuza, ngay sau đó, kiếm cộng hưởng được tung ra với toàn bộ sức mạnh còn sót lại. Kuza một bật nhẹ cái khiên một tay tạo ra khẩu Thompson xả đạn liên tục vào mồm Sose. Chưa hết, hắn lấy vũ khí của xanh nhạt rồi đầu vàng, cả đầu hồng cũng có phần. Tất cả đều nhắm về phía Sose đánh cả hai ra bã. Đột nhiên có tiếng động phát ra từ phía sau, Tataza bằng một cách thần kỳ nào đó đã thoát khỏi dây chói. Hóa ra đằng sau tấm vải che lại là một khuôn mặt ngầu lòi đến nhường này,
Kuza nhìn phát nhận ra luôn anh là Shikigami chứ không phải là diệt quỷ sư, hèn chi hút không được tí sức mạnh nào. Tataza tấn công liên tục về phía Kuza với cơn thịnh nộ kìm nén suốt bấy lâu nay. Thật khó có thể tin được Tataza dồn cho hắn ta không thể nào bật lại được. Vừa mới nói xong thì Kuza cho một kiếm của thiên tướng mạnh nhất Tema xuyên thẳng người Tataza. Nhưng vậy là chưa đủ, Tataza kích hoạt bùa minh kính đẩy sức mạnh lên cực hạn. Tiếp theo đó, anh lao tới cuốn quanh Kuza rồi từ từ ép thật mạnh, ép cho đến khi nào cả hai đồng quy vu tận thì mới thôi. Cơ mà đến cuối thì chỉ có mình Tataza biến mất còn Kuza chỉ bị hư bộ giáp bên ngoài. Hắn nhẹ nhàng hấp thụ cơ thể Yuto để hồi phục lại sức mạnh, thế là việc hy sinh của Tataza trở nên vô nghĩa. Khoan đã, đột nhiên cơ thể hắn phồng lên như muốn nổ tung. Ngay sau đó, Yuto xuất hiện với một sinh mạng mới hứa hẹn sẽ mang đến đau khổ tột cùng cho Yokuzo. Trong khi đó ở bên ngoài Magano, phần lớn thị trấn đã bị tàn phá nên việc của các diệt quỷ sư lúc này là tiến hành khôi phục nó. Mỗi người một tay góp gạch xây trường, góp sức xây hòn núi cao. Trở lại bên phía Yuto, cứ mỗi lần thấy cái mặt thằng này là một lần Yokuzo lao lên đấm cho bằng được. Benio cũng lao vào phối hợp cho hắn thấy chúng tôi đã khác lúc xưa như thế nào. Cú đấm sao băng để lấy thế thi triển cộng hưởng với Benio, cú đấm sao băng cộng hưởng liệu rằng có tạo nên sự khác biệt? Câu trả lời là không, Yuto tầm này có 12 thiên tướng ở đây cũng chưa chắc ăn được, nói chi là Sose. Anh em cứ thử tưởng tượng, Kuza lấy đi sức mạnh từ vô số pháp sư, cộng thêm 12 thiên tướng rồi Yuto một phát húp hết thì nó gớm ghiếc đến nhường nào. Ngay từ đầu Yuto đã vẽ đường cho Kuza đi nên việc cho thêm vài cái bẫy gà trên đường đi là hoàn toàn có thể. Đứng nghe Yuto nó lải nhải một hồi khiến Yokuzo thật sự mất bình tĩnh, cậu lập tức cho hắn trải nghiệm cú đấm liên hoàn mới sáng tạo hồi đánh với Sô-cô-la ở trường học. Hắn ăn trọn chiêu thức đó nhưng lại chạy thẳng xuống dưới là như nào đây? Sose buộc phải dí theo mà không biết phía trước có cạm bẫy gì. Kết quả là cả hai rơi xuống một nơi kỳ lạ, dưới sàn là hình bát quái còn xung quanh lại là hàng đống phong ấn được ai đó dựng nên. Theo như Yuto giới thiệu, đây là nơi sâu nhất của thế giới có tên căn phòng của bóng tối. Chỉ có một vài người biết đến sự tồn tại của nơi này và chỉ những người có đủ sức mạnh mới có thể di chuyển tự do ở dưới đây. Còn tại sao hắn ta lại biết thì trong lúc được trị thương bằng cây thế giới, Yuto đã được liên kết ý thức với diệt quỷ sư mạnh nhất thế giới. Kẻ mà ai cũng biết là ai, Abe Noseme, và lý do ông ấy vẫn sống được đến tận bây giờ thì là vì ổng đã đóng băng toàn bộ cơ thể lại. Giống như kiểu ngủ đông của gấu Bắc Cực, chỉ cần muốn là có thể ngủ đến ngàn kiếp cũng được. Nói tóm lại, bây giờ cơ thể Yuto tập hợp sức mạnh của hàng ngàn diệt quỷ sư, 12 thiên tướng và của Abe Noseme. Ngoài ra, hắn còn có được đống ký ức quý báu của Abe về cách vận hành cây thế giới và cả sự thật về Yokuzo nữa. Yuto biết rất rõ thân phận thật sự của cậu, cơ mà hắn sẽ không nói để chọc cho Yokuzo mất bình tĩnh mà nổi điên lên. Benio biết rõ điều ấy nên đã trấn an Yokuzo lại. Điều đó làm Yuto cực kỳ khó chịu, hắn nhốt ngay Benio vô lồng rồi liên tục tra tấn cô bằng vô vàn chiêu thức. Dĩ nhiên Yokuzo sẽ không thể phá vỡ được cái lồng ấy trừ khi mạnh hơn Yuto. Vì thế nên cậu chỉ còn cách đánh bại hắn ta, cơ mà cậu không có nhiều thời gian bởi Benio sắp hết chịu nổi rồi. Đã thế Yuto nó còn cứ chọc ngoáy, thêm dầu và lửa cho Yokuzo cay cú hết mức có thể. Cuối cùng là việc đánh gục Benio ngay trước mặt Yokuzo, điều này thật sự đã vượt qua sức chịu đựng của cậu, phẫn nộ bao trùm lấy tâm trí Yokuzo. Đưa cậu trở thành một con quỷ thực thụ với lượng sức mạnh khổng lồ, đến đây Yuto cũng tiết lộ luôn rằng Yokuzo thực chất là một con quỷ đội lốt người suốt bấy lâu nay. Đen đủi thay trước khi ngất hẳn đi, Benio đã nghe toàn bộ những gì Yuto nói. Đúng lúc này, Azima xuất hiện đánh ngất Yokuzo, giải kết giới cho Benio và quay về mà chẳng cần phải động chạm tay chân với Yuto. Sáng hôm sau, Benio tỉnh dậy lúc Mazuza định dùng bùa hồi phục cho cô. Quay sáng bên phải, Benio liền thấy người khiến cô mỉm cười hạnh phúc còn trong khi đó. Azima đang ở phòng khách tiếp chuyện với Jisama và Segen, anh sẽ bắt đầu từ lúc bị Kuzanashi giết ở Magano. Thật ra, lúc đó Azima cố tình bước vào cái bẫy của Kuza để đủ điều kiện thực hiện nghi thức trùng sinh cực kỳ đặc biệt. Chỉ khi là đích thân kẻ căm hận giết, nếu không Azima sẽ bỏ mạng một cách vô ích. Ngay sau đó, linh hồn của anh lìa khỏi cơ thể và du hành đến khoảng 1.000 năm trước đây. Ở đó, anh đã trải qua toàn bộ những gì Abe Noseme từng trải, cách ông phát triển bản thân, cách quỷ xuất hiện và nguồn gốc từ loài quỷ là từ đâu mà ra. Chắc chắn ai cũng sẽ rất bất ngờ khi biết sự thật rằng chính con người là nguồn gốc xuất hiện của quỷ. Do con người tạo ra âm khí thông qua những điều tiêu cực trong cuộc sống. Bên cạnh đó, những pháp sư thời đó mang lượng dương khí lớn trong người nên đã tạo nên cái thế cân bằng. Tuy nhiên, dần dần, lượng âm khí được tạo ra vượt gấp 3 gấp 4 lần lượng dương khí, đến nỗi phá hủy cân bằng của thế giới thời đó. Vì thế Seme đã mạo hiểm gieo một hạt giống cây thế giới và tạo ra hội pháp sư để trấn giữ nơi đây. Seme đã lấy âm khí của nhân loại phong ấn vào thế giới bên dưới cây, nhưng cũng chỉ duy trì được một lúc bởi âm khí con người tạo ra quá nhiều. Thế giới Seme tạo ra nhanh chóng bị biến đổi trở thành Magano như ngày hôm nay. Không chỉ vậy, âm khí vẫn tiếp tục biến đổi và tạo ra loài quỷ.
Để chống lại, Seme buộc phải tạo ra 12 Shikigami và chọn ra 12 thiên tướng tiến hành tiêu diệt loài quỷ. Cứ như vậy, Hiệp hội Pháp sư cùng 12 thiên tướng đã chiến đấu với quỷ qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, Seme cũng đã tính luôn đường lui cho con người bằng cách cho ra đời Sose, từ đó Pháp sư tối thượng Miko sẽ xuất hiện và loài quỷ sẽ xong đời. Một lúc sau, Azima ghé phòng của Sose để gọi Zokuzo ra ngoài nói chuyện riêng. Trước tiên, cho phép Azima cúi đầu xin lỗi khi đã giấu thân phận thật sự của cậu lâu đến như vậy. Anh định lựa thời điểm nói ra sao cho cậu đỡ cảm thấy sốc nhất có thể, vậy mà Zuto lại tiết lộ ngay cái thời điểm tệ hại nhất. Tiếp đến, Azima buộc phải thừa nhận rằng Zokuzo đúng thật là một con quỷ. Cơ mà cũng không hẳn giống hoàn toàn loài quỷ, chuyện là như này, Seme đã chừa một đường lui cuối cùng nếu như cả Miko cũng thất bại. Ông ấy lo sợ nếu âm khí không biến mất mà tạo nên vô hạn quỷ thì bắt buộc phải hủy diệt loài người để ngăn điều đó xảy ra. Thế nên ông đã tạo ra hiện thân của âm khí, kẻ sẽ tiêu diệt loài người trong tương lai gọi tắt là Vua Khải Huyền. Và Vua Khải Huyền được nhắc đến không ai khác chính là Zokuzo nhà ta. Nhưng khoan hãng suy sụp, chỉ cần Miko được sinh ra và loài quỷ bị tuyệt diệt thì Zokuzo vẫn chỉ là Zokuzo mà thôi. Chiều hôm đó, Zokuzo trở về biệt thự và cái what the fuck, thế quái nào má Suzu lại ở đây? Bằng một cách thần kỳ nào đó ả ta đã bắt chước Kuza và tạo được một điểm rồng đen nho nhỏ đủ để ả chui qua. Mục đích Suzu đến đây là để cầu hôn Zokuzo, được kết hôn rồi sinh con đẻ cái với Vua Khải Huyền thì còn gì tuyệt vời hơn. Dĩ nhiên Zokuzo sẽ không đồng ý nên đổi qua chủ đề khác. Suzu biết rằng cậu đang rất phiền lòng với thân phận Vua Khải Huyền của mình. Cho nên bây giờ hãy bật TV lên, nhảy một bài xua tan hết muộn phiền rồi ngồi suy nghĩ cho kỹ về quyết định cuối cùng của mình. Một lần nữa, Suzu đã giúp Zokuzo biết việc tiếp theo cần phải làm là gì. Chiều hôm đó, cậu ghé tiệm trang sức mua cho Benio cái gì chắc anh em đoán được rồi ha. Cơ mà vừa bước ra khỏi tiệm thì lại gặp tên khốn Zuto, hắn đe dọa cậu ngày mai phải xuống dưới cây thế giới đánh với hắn một trận. Bằng không hắn sẽ hủy diệt loài người thay cho Vua Khải Huyền. Chiều hôm sau, Benio được bà vú đỡ dậy lau người, vô tình cô nhìn thấy đôi kẹp tóc Zokuzo tặng và nhớ lại những gì chính mắt mình đã thấy. Cô không muốn tin đấy là sự thật nhưng làm sao đây, mắt đã thấy chẳng lẽ tai không nghe được Zuto đã nói gì. Zokuzo thì lại chẳng thấy đâu, kể từ lúc Benio tỉnh lại cậu không hề đến thăm dù chỉ một lần. Bên cạnh đó, mọi người trong thị trấn đang ngày đêm lao động để mau chóng quay trở lại cuộc sống bình thường. Sáng hôm sau, lúc Zokuzo đang ngồi nghỉ mệt với mọi người ở công viên bỗng Benio đi xe lăn tới. Cô muốn hỏi Zokuzo chuyện này, thế nhưng còn chưa kịp mở mồm cậu ta đã kêu tôi bận lắm nói chuyện sau nhé thì đỡ thế méo nào được. Zokuzo chạy thẳng một mạch đi xa khỏi công viên và núp tạm đằng sau bức tường. Cậu lấy hộp nhẫn mới mua ra định làm gì đó thì đột nhiên Azima xuất hiện trêu chọc cậu vài câu rồi cả hai lên nhà hàng gần đó nói chuyện cho thoải mái. Đầu tiên, Zokuzo muốn nói về tên Zuto, hắn giờ thành thần rồi chứ không phải ma quỷ nữa. Tôi thì lại có trọng trách phải chiến đấu với hắn, hay nói đúng hơn tôi là người duy nhất có thể đánh bại hắn. Nói tới đây là Azima tự hiểu phần còn lại rồi nên cậu sẽ vào thẳng vấn đề, tôi muốn nhờ ông một chuyện được chứ. Còn chuyện gì thì tí nữa anh em sẽ biết. Quay qua bên phía Benio, cô hiện đang đi dạo cùng với Mazuza và tình cờ phát hiện quán Ohaji yêu thích đang treo bảng thông báo đóng cửa vĩnh viễn. Vừa hay bà chủ đang dọn dẹp ở đó nên Benio được nhận một hộp bánh tri ân cuối cùng vì là khách quen của quán. Cả hai tiếp tục đi một lúc nữa đến dưới chân cầu nơi Sose gặp nhau lần đầu tiên. Kỷ niệm này sao cô có thể quên được, cũng nhờ đến đây mà Benio mới nhận ra rằng từ đầu đến giờ, Zokuzo luôn là người sát cánh bên cạnh mình, dẫu buồn vui hay đau khổ, vẫn luôn là cậu ấy chẳng phải một ai khác, Zokuzo chỉ là Zokuzo mà thôi. Hiểu được điều đó, Benio lập tức trở về biệt thự muốn tập luyện ngay bây giờ, thấy cô đang cố quá Mazuza liền hỏi hai chữ tại sao. Tại sao lại cố đến nhường này, Benio nhìn thẳng vào tấm ảnh có mặt Zokuzo rồi chốt câu cuối cùng, tớ yêu cậu ấy. Rồi ha, khỏi chối nữa ha, lại đúng lúc Zokuzo mở cửa bước vào mới ghê chứ. Cơ mà yên tâm, cậu ấy vẫn chưa nghe thấy câu nói quan trọng ấy. Mục đích Zokuzo đến đây là vì có chuyện riêng muốn nói với Benio. Mazuza nghe thấy vậy liền kéo Kinako đi ra ngoài rồi bịt mồm nó lại để yên cho người ta bày tỏ tình cảm. Nhưng cô đâu có biết những lời Zokuzo nói lại là nhát dao cứa đi cứa lại vào tim Benio đâu. Chỉ ba từ thôi, giải tán đi, tôi sẽ một mình chiến đấu với Zuto, cấm chỉ cô đi theo bởi cô chỉ là gánh nặng giống như lúc đó bị hắn mặc sức chà đạp mà thôi. Tôi nghe mà tôi còn thấy đau huống chi là người đã đem lòng yêu cậu. Benio ngất ngay tại chỗ với hai hàng nước mắt lăn dài trên mi. Azima phía bên này cũng đang thẫn thờ khi chính anh cũng bị Zokuzo cho một vố bất ngờ. Ai mà ngờ được cậu ta lại yêu cầu khi có chuyện gì trong lúc chiến đấu với Zuto hãy thẳng tay giết tôi cơ chứ. Lúc bấy giờ, Zokuzo đã bước xuống dưới đáy của cây thế giới như những gì Zuto mong muốn. Hắn ta thấy cậu đi một mình mà không dẫn theo Benio cũng rất vui cơ mà vẫn phải hỏi tại sao cậu lại làm như vậy. Zokuzo biết mình không cần phải trả lời hắn nên lấy bùa đỏ ra vào việc luôn và ngay. Hôm nay ta chết thì ngươi sống và ngược lại, đây sẽ là một trận sinh tử chiến.
Cùng lúc này, Benio vừa mới trải qua một cơn ác mộng khi chiến đấu với Zuto mà không thấy Rokujo đâu. Cộng hưởng giờ đã trở thành cộng một người bị bỏ rơi. Cô giật mình tỉnh dậy và lập tức xuống giường mặc cho cơ thể đang cực kỳ yếu đuối. Đúng lúc này, Azima xuất hiện nói thẳng với cô rằng những lời Rokujo nói là sự thật. Em sẽ chỉ làm vướng chân cậu ấy nên hãy ngủ đi, nói ngủ là phải ngủ không có cãi. Azima buộc phải dùng hương thơm đặc biệt giúp người ngửi chìm vào giấc ngủ ngay lập tức nếu không lại mệt nữa. Trở lại với sinh tử chiến, vẫn là những chiêu thức đó, Rokujo bung cú đấm sao băng và sau đó ma đạn xuyên không trung. Dĩ nhiên như đây không thể nào làm chầy hắn được, nói chi là tiêu diệt. Đã thế Zuto còn cho Rokujo trải nghiệm cảm giác đau khổ khi đưa cậu về cái ngày hôm đó. Nhưng tiếc quá, tầm này Rokujo đã không còn cảm thấy quá đau khổ khi quay về nơi này nữa rồi. Việc Zuto cho Rokujo nhìn lại những người đã khuất còn giúp cậu kiên trì hơn là đằng khác. Chính Zuto cũng phải thừa nhận rằng Rokujo ngầu thật đấy, trưởng thành làm người lớn chứ không phải trẻ con nữa rồi ha. Nói đến đây làm hắn ta hoài niệm nhớ lại ký ức xưa cũ, rõ ràng mới đầu hắn ghét cay ghét đắng Rokujo. Thế mà không biết vì sao ánh mắt của hắn lại luôn hướng về Rokujo, nhưng giờ hắn đã hiểu lý do tại sao. Tất cả đã được Seme sắp đặt, không có cái gì tự dưng ở đây cả, nói xong hắn tiếp tục lao lên đấm vào mồm Rokujo. Ngay sau đó, Rokujo đáp trả lại rồi bồi thêm một phát đấm liên hoàn. Tiếp đến là cộng hưởng ủa mà từ, có đi cùng Benio đâu mà cộng với trả hưởng. Zuto khá bực bội khi đang chiến đấu với hắn mà lại tơ tưởng đến con nhỏ khác, hắn phải trừng phạt Rokujo bằng cách bón hành cho cậu để nhớ rằng cậu chỉ được phép nhớ đến hắn. Ê sao như kiểu đang đánh ghen ấy nhỉ, mà Rokujo không cần biết Zuto có tình cảm đặc biệt gì với mình, cậu chỉ muốn biết lý do hắn chiến đấu là gì mà thôi. Cùng lúc đó, Segen đã đến tìm Azima để nói rằng tôi cảm thấy khó chịu với tổ tiên anh rồi đấy, cái gì mà Abe no Seme. Hắn chỉ xem Rokujo như một quân cờ, tôi sẽ không tuân lệnh hắn ta và bây giờ tôi sẽ đi mang Rokujo trở về. Azima liền giải thích cho Segen hiểu, cả anh và tôi đều vô dụng trước Zuto, tôi đã muốn Sousei sống vui vẻ và sinh Miko trong yên bình ấy chứ. Giờ mọi chuyện thành ra như vậy cũng phải chịu thôi. Tiếp tục với sinh tử chiến, câu trả lời của Zuto là ba chữ không, không tương lai, không quá khứ và không mọi thứ trừ Rokujo. Ước muốn duy nhất của hắn chỉ là được chiến đấu với Rokujo mà thôi. Rokujo lập tức đáp lại rằng, ngươi thế này chẳng giống ngươi chút nào, cái ước muốn trở thành pháp sư mạnh nhất vứt cho chó gặm rồi à. Nói xong, Rokujo tặng thêm một đấm cho hắn hiểu rõ vấn đề. Zuto cay rồi nên không muốn nói chuyện nữa, hắn chuyển qua hình dạng quỷ để Rokujo im mồm lại. Rokujo biết bản thân không đủ mạnh để chiến đấu với hắn ở hình dạng quỷ, trừ khi cả cậu cũng chuyển qua dạng đó. Vậy nên một lần nữa, lục đạo chân nhân Rokujo tái xuất giang hồ và yên tâm. Một khi cậu mất kiểm soát trở thành vua khải huyền thì tim cậu sẽ bị nổ tung, Azima đảm bảo điều đó với cậu. Zuto cứ luôn mùng kêu Zuto đã đạt đến trình độ của hắn mà đâu có biết bây giờ cậu đã mạnh hơn hẳn rồi. Zoku đấm hắn bay lên trên rồi nhảy lên theo Muda liên tục khiến hắn chỉ có thể vào thế phòng thủ. Nhưng càng bị đánh hắn lại càng rên rỉ sướng quá là thế méo nào nhỉ. Zoku mặc kệ giả vờ điếc mà tiếp tục đấm, ở cảnh giới lục đạo, một cú đấm thường của cậu thôi cũng bằng 1000 cú đấm sao băng cộng hưởng với bên hiệu. Cùng lúc đó, Azima bước vào nhà thờ trong Magano để gặp lại anh quản lý đã một tay sắp đặt mọi chuyện, à không nói chính xác hơn là gặp phân thân của Abe no Seme. Trở lại bên Zoku, Zuto vẫn đang hứng chịu hàng trăm hàng ngàn cú đấm từ nãy đến giờ, đấm từ dưới đáy Magano cho đến tận trên mặt đất vẫn còn đấm. Hắn có vẻ như đang cố tình không đáp trả mà chỉ khiêu khích cho Zoku đấm hăng hơn nữa để cậu mất kiểm soát. Cơ mà đâu có dễ như vậy, Zoku biết điểm dừng nên chỉ tới đây là đủ rồi, cậu đã thề sẽ không biến thành vua khải huyền. Còn bao nhiêu ký ức về rất rất nhiều người luôn sẵn sàng đồng hành cùng cậu ở trong tâm trí cơ mà. Zuto nghe xong liền phát điên lên, hắn không chấp nhận chuyện này, hắn muốn Zoku mang hết những gì mình có ra để đánh. Và để làm được điều đó thì hắn cũng phải xé nát ngực ra để trở thành quỷ vương thực thụ, mặc dù pháp lực liên tục chảy ra ngoài nhưng như vậy thì sao? Miễn là đánh ngang kèo với Zoku cái gì hắn cũng có thể làm. Cả hai tiếp tục trận đánh với thế trận nghiêng hẳn về phía Zuto, lúc bấy giờ Zoku bỗng tự hỏi rằng tại sao khi xưa tôi lại nghĩ chúng ta có cùng chí hướng thế nhỉ? Zuto lập tức phản đối vì thực ra tôi và cậu hoàn toàn khác nhau. Mặc dù lúc nhỏ tôi đã nghĩ chúng ta cùng chung chí hướng, Zoku là một thằng ngốc luôn nhiệt huyết khiến tôi cực kỳ khó chịu. Nhưng lâu dần tôi lại có cảm giác rung động trong người cứ như thể vừa gặp được con người khác của tôi vậy. Vào một ngày Segen nhốt cả hai vào trong một căn phòng kín và nói, trong 3 ngày hai đứa phải sống ở đây. Bên trong có một cây hương tỏa ra một loại chứng khí đặc biệt, nếu tiếp xúc với nó quá lâu hai đứa sẽ chết. Zuto ngay từ đầu đã biết ổng đang muốn cho cả hai tập luyện kiểm soát ma lực nên đã kêu Zoku cố gắng duy trì hết 3 ngày. Nhưng đến cuối ngày 2 cả hai thật sự đã đến giới hạn của mình. Zuto thầm nghĩ rằng sao thằng Zoku có thể ngất trước mình được cơ chứ, thất vọng thật đấy. Xin lỗi chứ ai ngất trước còn chưa biết đâu à, Zoku vẫn còn sung lắm. Sau đó, cả hai được Segen thả ra ngoài và cũng kể từ bây giờ, Zuto quyết định Zoku sẽ là người duy nhất có thể đưa hắn chạm đến đỉnh cao.
Nhưng Zoku đâu có chịu, hắn chọn cái đường tệ hại nhất để đi thì bố ai mà theo cho nổi. Quay qua bên phía Azima để hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa Zoku và Zuto. Cơ chế của cây thế giới là hấp thụ âm khí rồi tích lũy nó bên dưới gốc rễ. Sự tích lũy đó đã tạo nên vua khải huyền chính là Zokuzo, nhưng cây thế giới còn có một cơ chế khác giống na ná quang hợp. Nó sẽ chuyển hóa một phần âm khí thành dương khí rồi tỏa ra bên ngoài. Vô tình lượng lớn dương khí ấy đã chui hết vào trong Benio khi cô còn là một bào thai. Mờ và dương khi kết hợp lại sẽ tạo nên Miko, pháp sư có thể điều khiển được cả âm và dương khí. Nhưng Seme lại không tính được đến nhân tố ít đó chính là Zuto, cả Zoku với Benio đều được tạo ra bởi Seme. Nhưng hắn lại được hít ké âm khí bên cạnh dương khí mà Benio nhận được. Có dương thì phải có âm để điều hòa mới có thể trụ lại được, thế nên Zuto cũng là đứa trẻ được sinh ra từ âm khí. Giờ có thể hiểu tại sao Zoku lại đặc biệt trong mắt hắn ta đến vậy. Zuto cũng biết rất rõ mình chỉ cả hàng giả mạo không bao giờ có thể mạnh hơn Zoku từ khi có được ký ức của Seme. Cho nên hắn muốn đưa Zoku trở thành vua khải huyền để cái chết của hắn có ý nghĩa. Tuy nhiên, đánh một hồi pháp lực của hắn lại tuôn ra như mưa nên Zoku không còn muốn đánh nữa. Cậu quay đầu định trở về nhà gặp bạn bè, nhưng Zuto lại không cho phép điều đó. Hắn mở cổng rồng đen và nói sẽ tàn phá thế giới bên ngoài để Zoku buộc phải đánh hắn. Không còn cách nào khác, Zoku trở lại trận đấu với khát khao bảo vệ mọi người. Cơ mà cậu càng đấm thì ký ức về mọi người lại càng mờ dần đi, cậu muốn dừng lại nhưng Zuto nó không cho phép. Cứ như thế Zoku đã thật sự mất hết tất cả ký ức khi thi triển cú đấm lục đạo kết liễu Zuto. Chào mừng vua khải huyền hiện thế, ngay cả ký ức cuối cùng với người con gái quan trọng nhất Zoku cũng không thể giữ được. Đúng lúc này, trái tim của cậu bị nổ tung đúng như lời Azima nói. Nhưng ngay sau đó nó lại hồi phục lại và bắt đầu sự hủy diệt của vua khải huyền. Chỉ cần đứng một chỗ thôi, vua khải huyền đã có thể quét sạch cả thế giới với sức mạnh khổng lồ của mình. Lúc bấy giờ Benio mới thức dậy sau khi thuốc mê của Azima hết tác dụng. Cô bước xuống dưới nha nhìn vào bản tin thời sự ngày hôm nay rồi lập tức khẳng định đây chính là Zoku. Ngay sau đó, cô chạy ra ngoài sân kêu Kinako nhập ngay vào chiếc xe nếu không muốn bị từ mặt. Mặc kệ mọi người ngăn cản, cô phải đem Zoku quay trở về bằng mọi giá. Cùng lúc đó, Azima đang định dùng nghi thức mạnh nhất của pháp sư để đánh bay vua khải huyền. Nhưng phân thân Seme lại xuất hiện ngăn cản cùng với lời khuyên làm vậy chỉ hy sinh tính mạng một cách vô ích mà thôi. Tiếp theo đó, anh ta thu hồi hết bùa chú trong người Azima và xóa bỏ nó. Giờ Azima không khác gì người bình thường nên Seme không cần quan tâm nữa. Trở lại với Benio, cô chỉ cho Kinako đâm thẳng xuống nơi lúc trước từng tiêu diệt một con quỷ khổng lồ. Bởi nơi đây có sẵn một đường tắt di chuyển qua Kyoto nên rất nhanh thôi, Benio sẽ có mặt tại đó. Còn ở bên phía vua khải huyền, trời đã bắt đầu mưa tầm tã báo hiệu giờ phán xử đã tới. Vòng tròn loại bỏ đang lan rộng ra khắp thế giới hấp thụ hoàn toàn pháp lực của người bình thường. Benio lúc bấy giờ chỉ vừa mới đặt chân đến Kyoto mà đã thấy xung quanh mọi người đã bị hút khô cả người. Rất có thể vua khải huyền chỉ để trừ lại những người sở hữu pháp lực cao, phần lớn là các diệt quỷ sư ở lại mà thôi. Benio tiếp tục chạy về phía Zoku và gặp Azima trên đường đi, anh phóng to hình ảnh của phân thân Seme cho cô xem và nói nếu muốn đưa Zoku quay trở lại thì hãy xử lý hắn ta. Biết mình phải làm gì rồi nên Benio nhanh chóng nhảy xuống ga tàu, kêu Kinako điều khiển đoàn tàu đưa cô đến chỗ Zoku càng nhanh càng tốt. Sắp rồi, gần lắm rồi, chỉ cần leo lên trên đỉnh của tòa tháp này nữa là được. Seme nhận thấy sự hiện diện của Benio liền bước xuống phá hủy lá bùa cô cầm trên tay, cho cô vào lá chắn pháp thuật rồi bắt đầu giải thích để cô hiểu. Cô không thể thay đổi những gì đã được chuẩn bị từ hàng ngàn năm trước, lễ đại thanh tẩy vẫn sẽ diễn ra và những ai có pháp lực yếu sẽ bị thanh trừ trong nháy mắt. Kết quả là chỉ những ai có pháp lực mạnh mới có tư cách ở lại thế giới này. Tất cả pháp lực sẽ trở về cơ thể vua khải huyền nhằm hồi sinh lại cơ thể thực của Abeno Seme. Ông sẽ xóa bỏ mọi âm khí từ những người còn sống sót, sẽ không còn sự giận dữ hay nỗi buồn nào hết. Loài người sẽ sống một cuộc sống bình yên đến cuối đời. Nếu khó tưởng tượng quá thì Seme sẽ cho Benio xem qua thử một lượt. Xung quanh toàn là màu trắng bởi âm khí đã biến mất, con người sẽ luôn nở nụ cười trên môi. Mọi người sẽ giúp đỡ lẫn nhau với kỹ năng của mình, từ đó quỷ sẽ không còn được sinh ra nữa. Benio nhất quyết không chịu thừa nhận cái thế giới đáng sợ đó, chẳng thấy nó tốt hơn tí nào mà chỉ toàn thấy sự ích kỷ của Seme. Ông đâu có biết khi ở bên Zoku, Benio đã trải qua biết bao khung bậc cảm xúc buồn có, vui có, tủi có. Tất cả đều rất đáng quý, chốt lại hãy trả lại Zokuzo đây. Seme đồng ý sẽ đưa Zokuzo trở lại hình dạng ban đầu, nhưng với một điều kiện là cả hai sẽ không thể gặp nhau nữa. Cơ thể thực của Seme cần hai thứ để được hồi sinh, thứ nhất là cây thế giới và thứ hai là cô đó Benio. Tại sao lại là Benio thì anh em cũng biết rồi, cô chính là sự kết tinh của dương khí. Chỉ cần cô chịu kết hợp với Seme hay nói cách khác, cả hai sẽ quyện vào nhau theo một cách nguyên thủy nhất. Kinako lập tức chui ra chửi cho tên biến thái này một trận, nghĩ gì mà dám tơ tưởng đến cơ thể ngàn vàng của Benio. Nhưng Benio tầm này chỉ nghĩ đến việc cứu Zoku thôi nên cô không từ chối ngay mà xin thời gian để suy nghĩ.
Seme cũng không ép buộc mà đồng ý để thời gian cho đến lúc vua Khải Huyền hoàn toàn phán xét nhân loại. Benio về thẳng ký túc xá nằm trằn trọc nghĩ đến Zuku, Kinako bên ngoài liên tục đứng ngồi không yên đến khi hết chịu nổi tính lao thẳng vào bỗng cửa tự mở ra. Benio ngồi chỉnh tề và nói rằng tôi sẽ kết hợp với hắn ta. Đừng chửi cũng đừng trách nữa Kinako à, bởi chính Benio cũng đang bất lực lắm rồi. Rất nhanh sau đó, Seme mở cổng dịch chuyển đến đón Benio qua chỗ cây thế giới. Thời khắc đã điểm, nghi thức hồi sinh Abeno Seme xin được phép bắt đầu. Benio ngất đi trong vòng tay của hắn ta và ngay sau đó, vòng tròn bát quái xuất hiện trên mặt đất cùng với đó là hình ảnh cây thế giới ở ngay giữa trung tâm. Phân thân của Seme cũng lột xác thành Seme thực thụ, hắn ngắm nhìn thế giới để cảm nhận sự thay đổi của nó sau 1000 năm rồi vẽ bùa hấp thụ hết âm khí của vua Khải Huyền. Như đã hứa, Zokuzo được trả về đúng hình dạng con người và được đặt ở dưới gốc cây. Ajima mau chóng chạy đến đưa Zoku về, đợi cậu tỉnh lại để kể hết những chuyện đã xảy ra lúc cậu biến thành vua Khải Huyền. Dĩ nhiên Zoku sẽ cực kỳ hoảng loạn đòi anh giải thích tại sao tim nổ tung rồi mà vẫn biến thành vua Khải Huyền. Tiếc quá, Seme đã tính đến trường hợp Zoku sẽ chết bất đắc kỳ tử nên đã để sẵn cái mạng thứ hai cho cậu. Zoku đau khổ tự hỏi tại sao tôi không chết quét đi cho xong, sống còn ý nghĩa gì nữa. Đúng lúc này, Kinako xuất hiện chửi cậu là cái thứ vô tâm. Benio đã hy sinh chính bản thân mình để cứu cậu đấy, vừa nói Kinako vừa đấm liên tục vào đầu Zoku cho đỡ tức. Tiếp đó, nó đưa cho cậu cái kẹp tóc Benio nhờ đưa dùng trước khi đi theo Seme. Ajima cũng nói thêm rằng Benio hiện đang bị nhốt trong cánh của Seme, không ai có thể phá vỡ nó ngoại trừ hắn ta. Zoku mất bình tĩnh đấm thật mạnh xuống sàn than trời trách đất, đột nhiên có một giọng nói cực kỳ quen thuộc cất lên. Không thể lầm được, chắc chắn là Suzu chứ chẳng ai vào đây cả. Một lần nữa, Suzu đã cất lên tiếng hát cùng phô diễn điệu nhảy của mình kèm những lời khuyên vô cùng giá trị. Bất giác, Zoku đã bị cuốn theo và nhờ đó cậu mới tìm thấy được một hy vọng lẻ loi. Để Zoku được tung hoành ở cây thế giới, Ajima đã thực hiện nghi thức nguy hiểm chuyển phần lớn sức mạnh qua cho cậu sử dụng. Vừa xong nghi thức một cái là Seme Chibi xuất hiện hỏi Ajima một lần cuối, ngươi quyết định phục tùng ta chưa hỡi thủ lĩnh hội pháp sư. Thôi để Zoku trả lời thay bằng một cú đấm thẳng mặt. Đúng lúc này, Segen cùng cả đội chạy đến tiếp sức cho Zoku tiến lên cứu lấy Benio. Kinako sẽ tiếp tục là tài xế đưa mọi người đến gần cây thế giới, dĩ nhiên trên đường sẽ gặp rất nhiều trắc trở nhưng chẳng sao hết. Kể cả cho chiếc xe có bị chẻ ra làm đôi thì mọi người vẫn tiếp tục chạy. Segen sẽ là người đầu tiên dừng bước để giữ lá chắn cho phần còn lại tiến lên. Chưa hết, trước mặt lại lòi đâu ra bức tường đang chuẩn bị đóng kín lại, đầu tím thấy thế liền dùng bùa tạo ra bộ giáp rồi chạy lên lấy thân ngăn nó lại. Cả đội chỉ còn cách bước qua cơ thể cậu ấy để đi qua, vừa mới vượt qua thì lại có thêm bức tường nữa được dựng nên. Đầu đỏ lập tức dùng bùa cường hóa đấm vỡ tường rồi chôn chân với nó để mọi người tiếp tục di chuyển. Tới lượt Ryogo với Hazuka hy sinh ở kiếp nạn tiếp theo, Mazuza cũng không thoát khỏi nên chỉ còn mỗi Zokuzo và Kinako. À không, Kinako cũng đã tắt nguồn nên Zoku buộc phải làm gì đó bứt phá, cậu dùng bùa cường hóa lên đôi chân rồi chạy thật nhanh lên trên đỉnh. Đúng thật Benio đang bị nhốt trong một cái kén, Zoku rút ngay lá bùa lúc nãy Ajima đưa với hy vọng có thể phá vỡ cái kén này. Còn về phần Ajima thì anh từ lúc nào không hay đã đến chỗ Seme đứng để ngăn hắn ta không làm phiền tới Zoku. Nói qua một chút về lý thuyết phá vỡ cái kén, Zoku đang cầm trong tay cái kẹp tóc từng tặng cho Benio, cô ấy cũng đang gài một cái trên tóc. Thế nên giờ Zoku sẽ kết nối hai chiếc kẹp lại bằng một sợi dây ma pháp, mặc dù nhỏ nhưng nó sẽ phá kén từ bên trong ra chứ không đâm từ ngoài vào. Nhưng đó cũng chỉ là lý thuyết, bây giờ Zoku sẽ thử để xem thực hành có thể được mấy điểm. Yên tâm rằng Seme sẽ không thể can thiệp vào một khi Ajima vẫn còn thở. Anh triệu hồi rồng bóng đêm cùng với đó là rồng xanh mắt hồng của Seme. Hai bên bắt đầu giao chiến đọ sức với nhau, đương nhiên Ajima không hề có một chút cửa thắng nào nên rất nhanh rồng bóng đêm đã tan biến. Bản thân anh cũng suýt đăng xuất khỏi thế giới nếu như không có nhân tố ca xuất hiện. Lâu lắm rồi không thấy Kamui giờ mới chịu ló cái mặt ra. Đính chính lại rằng Kamui không đến để cứu Ajima mà đơn giản hắn chỉ muốn đánh với kẻ mạnh. Cơ mà đối thủ này hình như hơi mạnh quá, Seme đứng yên cho Kamui đánh mà còn không chạm nổi vào người thì thực sự khó rồi. Biết việc đánh bại Seme là không thể, Kamui liền biến thành hổ sấm leo lên trên đầu rồng xanh mắt hồng, Ajima thấy vậy cũng gọi mấy đứa đệ ra giúp Kamui một tay. Trở lại với Zoku, lỗ hổng cậu tạo ra ngày càng thu hẹp dần nên buộc phải liều ăn nhiều. Cậu sử dụng lá bùa Segen cho để triệu hồi tay hổ, tiếp theo đó cậu đâm thẳng vào lỗ hổng dùng hết lực phá vỡ nó. Cuối cùng chỉ việc đỡ lấy Benio và gọi cô dậy nữa là xong, à chưa xong, Zoku chửi cô là đồ ngốc ngay khi mới tỉnh lại. Benio không chịu thua cũng chửi ngược cậu mới là đồ ngốc. Cô ngốc, cậu ngốc, cô ngốc, tôi ngốc, ai ngốc, chúng ta ngốc. Thôi không nói nữa, Zoku lập tức khóa môi Benio cho cô khỏi cãi lại, Benio tức quá lập tức giật người ra rồi chủ động hôn cậu lại. Huề cả làng, bắt tay nhau cái lấy bình tĩnh rồi hướng đến trận chiến đang diễn ra ở bên trên. Cả hai mau chóng trèo lên thấy Kamui đang rất khổ sở, hay nói đúng hơn là không có cửa thắng khi đối đầu với Seme.
Thôi thì thời gian hắn ta câu giúp đã là quá nhiều rồi, còn lại cứ để sâu xê lò. Cơ mà khoan đã, còn chưa kịp dùng cộng hưởng mà Seme đã trói cả đôi lại, đã thế còn đặc biệt siết chặt Benio thì thật sự không thể chấp nhận được. Rokuzo kích hoạt chút âm khí cuối cùng của vua Khải Huyền để cứu lấy Benio khiến Seme khá bất ngờ. Nhưng tầm này cả hai chẳng thể làm gì nữa rồi bởi nụ hoa đã nở, bây giờ mật hoa sẽ bao lấy thế giới một cách dịu dàng và mọi người sẽ chỉ sống với dương khí của mình. Nhưng cho đến khi năm cánh hoa rơi xuống hết thì Sâu Xê vẫn còn cơ hội cứu vớt, bắt buộc phải làm gì đó nếu không nhân loại sẽ sống không khác gì một cái máy được lập trình sẵn. Benio tháo kẹp tóc xuống và cùng Rokuzo kích hoạt cộng hưởng, chiêu thức mới lần đầu được ra mắt. Hai chiếc kẹp biến lớn sau đó bao lấy lõi của bông hoa, dần dần đóng chặt lại cho đến khi nhốt được cái lõi ở trong đấy thì thôi. Vừa gồng pháp lực, cả hai vừa đồng thanh tỏ tình với nhau rằng nếu không có những lúc đau khổ, những lúc bị tổn thương, tôi sẽ không bao giờ quan tâm Rokuzo nhiều như thế. Tôi cũng sẽ không bao giờ yêu Benio như bây giờ. Chưa hết, đừng nghĩ rằng là quỷ thì mặc định xấu xa, có rất nhiều quỷ cũng có cảm xúc, họ cảm động trước điều gì đó, họ quan tâm đến những người khác. Hay, nói rất hay nhưng tiếc quá, cánh hoa cuối cùng đã rụng xuống, tập 50, Seme cũng đã hết kiên nhẫn với Sâu Xê rồi nên mới hút hết sức mạnh của cả hai, tầm này có trời cũng không thể cản được nữa rồi. Nhưng khoan đã, lại là một kỳ tích khác xảy ra khi nhánh cây đặc biệt đột nhiên phát sáng lên. Sae đưa Baba với Mama vào trong một không gian khác để thuyết phục cả hai đừng bỏ cuộc. Simon cũng bước đến và nói tôi không cho phép hai cậu bỏ cuộc, đặc biệt là Rokuzo. Chưa hết, lần LUOT 11 thiên tướng bao gồm Subazu, Tema, xanh đậm, vàng, xanh đen, xanh nhạt, hồng cộng tím và cuối cùng là to mồm nhất xóm đều có mặt để cổ vũ. Đương nhiên không thể thiếu những người từng được Sâu Xê cứu mạng hoặc giúp đỡ, kể cả những người vô tình chạm mặt cũng xuất hiện để đốt lên ngọn lửa hy vọng giúp cả hai tiến lên Sâu Xê no Ominochi. Nhờ những lời cổ vũ, nhờ sức mạnh của tình đoàn kết và nhờ sức mạnh của niềm tin, Sâu Xê một lần nữa đã đứng dậy với sức mạnh nhân 1000 nhuộm hồng cả bầu trời. Cộng hưởng cấp độ huyền thoại, Kamehameha trưởng bay lõi hoa trả lại sự sống cho toàn bộ mọi người trên thế giới. 11 thiên tướng cũng nằm trong số đó nên chúng ta đã có thể hét lên rằng, thắng rồi bà con ơi. Kết lại trận chiến, Rokuzo muốn nói với Benio rằng, tôi luôn muốn ở bên Benio nên mới cố gắng chiến đấu đến như thế đấy. Benio nghe thấy vậy liền bày tỏ hết tâm tư tình cảm giấu tận sâu trong lòng. Chốt lại bằng ba từ anh yêu em yêu anh nhưng khoan hãng hồn đã. Seme cũng có đôi lời muốn nói, sự cố gắng của Sâu Xê đã khiến ông một lần nữa có hy vọng về nhân loại. Ông quyết định sẽ chờ 1000 năm nữa để xem thế giới có trở nên tốt đẹp hơn bây giờ không. Dứt câu, Seme quay trở lại giấc ngủ đông đặt đồng hồ báo thức ở 1000 năm sau. Một tuần sau, mọi người tất bật chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới của Sâu ấy không phải, của Ryogo và Hazuka mới đúng. Trong buổi lễ, khi được gọi lên phát biểu, Sâu Xê có phần hơi hồi hộp dẫn đến làm đổ cái này vỡ cái nọ. Tuy nhiên, bài phát biểu sau đó của họ đã làm lu mờ hết đi những hình ảnh trước đó. Tôi xin tóm gọn bài phát biểu bằng từ chiến đấu vì tình yêu, chiến đấu vì bạn bè và trên hết là chiến đấu vì cuộc sống yên bình này. Chàng vỗ tay to giòn giã sau đó từ mọi người là kết quả xứng đáng dành cho cả hai. Nhưng đây chưa phải là phần hay nhất, ngay sau buổi lễ, Rokuzo đã hẹn Benio lên trên sân thượng và trao cho cô đôi kẹp tóc mới toanh. Tôi xin lỗi vì trước đã nói nó là nhẫn cưới, nhưng sớm hay muộn cũng tới cái nhẫn thôi nên hôn nào. Nụ hôn này cũng đã khép lại một hành trình dài mà chúng ta đã cùng nhau trải qua trong xuyên suốt 4 phần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy để lại cảm nghĩ của mình ở bên dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Và tới đây thì bộ phim đã kết thúc rồi. Các bạn hãy để lại ý kiến và cách comment và đừng quên bấm theo dõi chiếu phim anime để kịp thời đón xem những bộ phim hay và hot hơn nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.